Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 151. Sở học, sở ngộ của nàng ta đã hơn xa vô số người ở đây. Phải biết rằng truyền thừa của đạt được chính là truyền thừa của võ thần của đại thiên vũ trụ. Những người này không thể phủ nhận đều là cường giả tuyệt thế, bằng không lão giả đạo bào cũng sẽ không dùng phương thức này để những người này ở đây. Nhưng những người này hiển nhiên có chênh lệch rất lớn với võ thần. Trăm sông đổ về một biển. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó, một ngón tay đột nhiên chỉ về phía An Nam Tĩnh. Con người An Nam Tĩnh lập tức co rút lại, bởi vì nàng ta nhìn thấy vô số loại vũ khí cường đại ẩn chứa trong đây. Trăm sông đổ về một biển. An Nam Tĩnh phản ứng không chậm, giơ tay lên đánh ra một quyền. Theo một tiếng nổ vang lên, An Nam Tĩnh bị chấn cho liên tục lui về phía sau. Vạn sông hợp dòng. Đúng lúc này, đạo thanh âm đó lại vang lên, trong nháy mắt, một chỉ xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh, hai mắt An Nam Tĩnh híp lại, hai tay nắm chặt thành quyền, ngay sau đó, nàng ta đột nhiên đấm về phía trước. Phá! Bên trong thế giới này lại nổ vang, sau đó, toàn bộ thế giới rung chuyển. Qua hồi lâu, thanh âm đó vang lên. Bên trong võ đạo của ngươi ta thấy được bóng dáng của võ thần. Mà ngươi cũng là võ linh thể chân chính, sở học của chúng ta quả thật không có gì đáng để ngươi học tập. Lúc này, An Nam Tĩnh lại lắc đầu. Không, ta có hứng thú. Võ đạo của ngươi ta chưa từng thấy, hy vọng được ngươi dạy bảo. Trầm mặc một thoáng, thanh âm đó đột nhiên nói. Đây là vinh hạnh của võ đạo ta. Sau khi An Nam Tĩnh tiến vào đạo môn của võ đạo, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt hắn dừng trên một cánh cửa, trên cánh cửa đó viết một chữ kiếm. Kiếm đạo. Dương Diệp không do dự, tiến vào trong cánh cửa đó. Bên trong, sau khi Dương Diệp tiến vào, cũng như An Nam Tĩnh, kiếm đạo có rất nhiều bóng người hư ảo, trong đó có nam có nữ, khoảng hơn 30 vị. Những người này đều là cường giả kiếm đạo cao nhất trong đại thiên vũ trụ. Lão giả đạo bào dùng phương thức độc đáo khiến một dòng thần hồn của những người này lưu lại đây. Đương nhiên lão giả đạo bào cũng phải trả giá đắt, có điều vì bản thân, cũng vì hậu đại của đạo môn, những cái giá này đều đáng. Sau khi Dương Diệp tiến vào, ánh mắt của những người đó lập tức tập trung vào hắn. Một nam tử trung niên trong đó đột nhiên bấm tay một cái, một dòng kiếm quang bay thẳng đến Dương Diệp. Dương Diệp không né tránh, giơ tay lên chỉ một cái. Một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trong nháy mắt đã đánh lên kiếm quang của nam tử trung niên. Hai đạo kiếm quang trực tiếp vỡ tan, hóa thành hư vô. Kiếm đạo thuần túy. Lúc này, nam tử trung niên đó nói. Không tồi, đáng tiếc, sát ý quá nặng. Dương Diệp nói. Kiếm là dùng để giết người, kiếm không có sát ý thì còn tác dụng gì? Kiếm là dùng để giết người. Những lời này mang tới tranh luận. Rất nhiều người cho rằng Dương Diệp đối đãi với kiếm như vậy là vũ nhục kiếm. Nhưng mà, đối với Dương Diệp mà nói, kiếm chính là dùng để giết người. Bất kể là bảo vệ người, hay là gì, thì mục đích cuối cùng vẫn là giết người. Nếu là giết người thì phải có sát ý. Mọi người nhìn nhau một cái, cuối cùng, nam tử trung niên nói. Ngươi cảm thấy kiếm chỉ dùng để giết người. Dương Diệp hỏi lại. Vậy ngươi thấy thế nào? Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Đạo bất đồng. Nói xong xoay người rời đi. Mà trong sân, một số người còn lại cũng lắc đầu, lặng lẽ lui về phía sau. Một người cũng không có. Hiển nhiên những lời này của Dương Diệp đã khiến mọi người rất không hài lòng. Ở trong lòng một số người, kiếm không phải là để giết người, nó chính là sinh mệnh thứ hai, nó là thân nhân. Dương Diệp nói như vậy, theo bọn họ, chính là đang vũ nhục kiếm. Cho nên, mọi người trực tiếp rời đi, hiển nhiên, đây là không muốn truyền thụ kiếm đạo của bọn họ cho Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhún vai, hắn cũng không cần, trực tiếp xoay người rời đi. Mỗi người có kiếm đạo riêng, kiếm đạo của mỗi người kỳ thật đều là khác nhau, hắn Dương Diệp cũng không người khác kiếm đạo người khác là sai, mà của bản thân hắn thì đúng. Có điều đối hắn mà nói, bất kể đúng hay sai, hắn vẫn chỉ kiên trì với kiếm đạo của mình. Đây là đạo của hắn vẫn tiếp tục theo nó. Dương Diệp quyết đoán rời khỏi, sau khi ra tới bên ngoài, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt dừng trên một cánh cửa có khắc chữ, sát. Sát đạo. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó đi vào. Đây là một thế giới màu đỏ. Ở thế giới này,
khắp nơi đều phảng phất máu tươi cùng với tàn hồn, còn có sát ý vô tận. Vì sao thích giết người? Lúc này một đạo thanh âm vang lên bên tai Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Giết người có thể khiến ta sung sướng. Kỳ thật những lời này của Dương Diệp hoàn toàn là nói đùa, Dương Diệp hắn cũng không phải là có thú vui ác ôn này. Giết người, rất nhiều lúc là do người khác muốn giết hắn, hắn không thể không giết lại. Thanh âm đó lại vang lên. Có thể tu luyện sát ý tới loại trình độ này, thực sự là hiếm có điều, một câu hỏi cuối cùng, nếu có thể khiến sát ý của ngươi đạt tới đỉnh phong. Nhưng điều kiện tiên quyết là giết chết người thân nhất của ngươi, dùng sát để chứng đạo, ngươi có bằng lòng hay không? Giết chết người thân nhất. Dương Diệp lắc đầu. Không muốn. Vì sao, ta giết người chỉ vì hai điều, một là vì mình, hai là vì thân nhân. Trong lòng ta, thân nhân là lớn nhất. Vậy sát ý của ngươi là không thể đạt tới đỉnh phong. Không thể đạt tới thì thôi, không sao cả. Thanh âm đó trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Tâm thái không tồi. Dứt lời, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp. C. Nam tử trung niên tóc dài mặc trường bào đỏ như máu, không có tay, không có mắt, cả người thoạt nhìn có chút khủng bố. Biết nơi này vì sao chỉ có một mình ta không? Nam tử trung niên nói. Dương Diệp nhìn đối phương. Không phải là bị ngươi giết hết rồi chứ? Nam tử trung niên gật đầu. Quả đúng là vậy. Dương Diệp. Đúng lúc này, một cỗ sát ý đột nhiên bao phủ Dương Diệp, trong nháy mắt, Dương Diệp biến sắc, vào lúc này, hắn cảm thấy trong đầu chỉ có một ý niệm. Giết! Giết người điên cuồng! Mà cỗ sát ý trong cơ thể Dương Diệp vào lúc này cũng bị thức tỉnh, điên cuồng từ trong cơ thể hắn ùa ra. Ngay cả kiếm ý chùa kiếm ý cũng bị cỗ sát ý này áp chế. Mà lúc này, cỗ Dương Diệp bao phủ Dương Diệp lập tức biến mất. Dương Diệp dần dần khôi phục bình thường. Dương Diệp nhìn về phía nam tử trung niên trước mắt, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Ý chí của hắn khủng bố cỡ nào? Có thể nói ý chí của hắn không hề thấp hơn thánh nhân, mà hắn còn là kiếm tâm thông minh. Bình thường mà nói, bất kỳ ai cũng đừng hòng làm ảnh hưởng tới tâm trí của hắn. Hơn nữa sát ý của bản thân hắn cũng không thấp, đối thủ muốn dùng sát ý để ảnh hưởng tới hắn, theo hắn, đó căn bản là không thể không thể. Hiện tại đối phương lại làm được. Là được một cách dễ dàng. Nam tử trung niên nói. Người có biết tay ta làm sao mà mất không? Dương Diệp lắc đầu. Ta tự chặt. Nam tử trung niên nói. Dương Diệp. Nam tử trung niên lại nói. Khi ta còn trẻ, cha mẹ đều mất, lại bị người mà mình yêu nhất phản bội. Ta khi đó được một sát thủ thu dưỡng, để báo thù, ta điên cuồng tu luyện, điên cuồng giết người, cũng không biết mình đã giết bao nhiêu người. Lúc đó, thật sự đúng là giết người chỉ để giết người. Ta không có bất kỳ mục đích gì, chỉ đơn thuần là muốn giết người, giết hết người trong thiên hạ. Sát ý của ta càng lúc càng mạnh, mạnh đến mức ngay cả bản thân ta cũng không thể khống chế được nó. Bị sát ý khống chế. Dương Diệp đột nhiên nói một câu. Nam tử trung niên gật đầu. Lúc đó ta chính là một cỗ máy giết chóc, ta giết người thật sự giết tới mềm cả tay. Cuối cùng có một ngày, ta ngay cả người thân nhất cũng giết. Khoảnh khắc đó, sát ý của ta có được tối đại hóa, cũng chính là sát đạo. Ta thật sự bước vào phạm vi sát đạo. Lúc đó tuy ta mới là tiểu thiện cảnh, nhưng thánh nhân đối với ta mà nói, muốn giết chỉ đơn giản như là giết gà vậy. Dương Diệp. Nam tử trung niên nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi biết không, nhìn thấy ngươi, tâm tình của ta rất phức tạp. Vì sao? Bởi vì tuy ngươi là sát lục chi tâm, người vẫn thể bảo trì bản tâm, điểm này lúc trước ta không thể làm được. Sát đạo mà tiền bối nói, là một cảnh giới. Dương Diệp hỏi. Nam tử trung niên gật đầu. Sát đạo, là một cảnh giới. Sau khi sát ý lột xác sẽ biến thành sát đạo. Sau ý là đạo, sau đạo là vực. Mà muốn đạt tới sát đạo, nhất định phải khiến sát ý của mình đột phá. Ta lấy ví dụ, nếu người chí thân của ngươi bị người giết chết, ngươi sẽ thế nào? Dương Diệp trầm mặc. Nam tử trung niên cười nói. Người càng nặng tình thì sát ý càng dễ đột phá, bởi vì người nặng tính rất dễ bị người ta kích phát sát ý. Nếu là như vậy, ta tình nguyện vĩnh viễn đừng ngày đột phá. Dương Diệp nói. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Kiếm của ngươi, đã bước nửa bước vào phạm vi kiếm đạo cảnh,
mà ngươi hình như vẫn chưa lĩnh ngộ kiếm vực, điều này khiến cho ta có chút tò mò, ngươi chưa thật sự bước vào cảnh giới kiếm đạo thì sao ngay cả kiếm vực cũng ngộ ra được. Dương Diệp lắc đầu, ta cũng không biết, có điều, sự trợ giúp của kiếm vực đối với ta hình như cũng không quá lớn, chẳng lẽ là phương pháp ta sử dụng không đúng? Cũng không phải. Ngươi vừa rồi nếu sử dụng kiếm vực, sẽ không dễ dàng bị ta làm ảnh hưởng tâm trí. Đây là một tác dụng, mà tác dụng này không phải là đặc biệt lớn sao? Kiếm vực của ngươi, có thể trấn áp rất nhiều thứ. Nó là con bài chưa lật mạnh nhất để là ngươi giết người vượt cấp, không có nó, cho dù kiếm của ngươi nhập đạo, đối với ta mà nói cũng không phải là uy hiếp. Được rồi, là lòng tham của ta. Nếu đã gặp nhau thì chính là có duyên, ta tặng ngươi hai thứ. Dương Diệp có chút chờ mong. Nam tử trung niên đột nhiên bấm tay búng một cái, một hạt châu đỏ như máu to bằng nắm đấm xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Đây là hồn huyết châu. Nam tử trung niên nói. Tâm huyết và sát ý của ta ngưng tụ mà thành, ngày sau nếu ngươi gặp người không thể địch lại, có thể phóng thích sa lu này, châu này trong khoảng thời gian ngắn sẽ để thăng sát ý chủ ngươi tới sát đạo cảnh. Có điều, phải nhớ lấy một điểm. Cường hành đề thăng tới sát đạo cảnh có thể sẽ khiến người bị mất tâm tê-seri, người khi đó có thể sẽ làm ra chuyện khiến người hối hận cả đời. Cho nên khi dùng phải cẩn thận. Phải cẩn thận. Dương Diệp trước mặt hồn huyết châu trước mặt, sau đó gật đờ cu rồi thu vào trong hồng mông tháp. Vừa mới tiến vào hồng mông tháp, Tiểu Bạch liền chạy tới, nhìn hạt châu đỏ như máu trước mặt, chớp chớp mắt, sau đó đang chuẩn bị dùng móng quệt thử thì lúc này An Nam Tĩnh xuất hiện trước mặt nàng ta. Tiểu Bạch nhìn An Nam Tĩnh, chớp chớp mắt, ý tứ là, người muốn làm gì? An Nam Tĩnh nói, người không thể sờ. Nói xong nàng ta trực tiếp tóm lấy đuôi Tiểu Bạch lôi đi. Tiểu Bạch. Trong hiện thực, nam tử trung niên nhìn Dương Diệp trước mặt, lại nói. Tâm huyết và sát ý của ta ngưng tụ mà thành, ngày sau nếu người gặp người không thể địch lại, có thể phóng thích châu này trong khoảng thời gian ngắn sẽ để thăng sát ý chủ ngươi tới sát đạo cảnh. Có điều, phải nhớ lấy một điểm, cường hành đề thăng tới sát đạo cảnh có thể sẽ khiến người bị mất tâm trí, người khi đó có thể sẽ làm ra chuyện khiến người hối hận cả đời. Cho nên khi dùng phải cẩn thận. Phải cẩn thận. Dương Diệp trước mặt hồn huyết châu trước mặt, sau đó gật đầu rồi thu vào trong hồng mông tháp. Còn có một kỹ, kỹ này là sát chiêu năm đó ta sáng tạo ra. Tên là bối thứ sát, là một chiêu sát thủ kỹ, năm đó khi ta giết người, chính là dùng chiêu này. Chiêu này được ta dùng vô số lần, cũng cải tiến số lần. Năm đó khi ta ở tiểu thiện cảnh, từng dùng chiêu ở miểu sát không dưới 10 vị thánh nhân. Mà đối phương ngay cả cái bóng của ta cũng không thấy. Dương Diệp. Không thể không nói, Dương Diệp thật sự có chút khiếp sợ. Dùng tiểu thiện cảnh mà giết được thánh nhân, hơn nữa còn là miểu sát, thực lực này không thể không nói, thật sự có chút khủng bố. Bởi vì hắn hiện tại, hoàn toàn không làm được. Cũng chỉ có liên thủ với An Nam Tĩnh mới có thể làm được, mà hắn và An Nam Tĩnh đều đã là đại thiện cảnh. Nam tử trung niên nói, điểm hạch tâm lớn nhất của chiêu này chính là lợi dụng sự bùng nổ của sát ý và lực lượng huyết khí của bản thân. Đương nhiên, sát ý bùng nổ phải bộc phát ra vào lúc kiếm đâm vào thân thể của đối phương, về phần bùng nổ như thế nào, lợi dụng lực lượng huyết khí như thế nào, đợi lát nữa sẽ nhất nhất truyền thụ cho ngươi. Dương Diệp nhìn đối phương. Tiền bối có điều kiện gì à? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đối phương khẳng khái như vậy, khẳng định là có yêu cầu gì đó. Nam tử trung niên gật đầu. Đối với ngươi mà nói, điều kiện này không khó. Tiền bối cứ nói. Ta trong ở thế tục có một đồ đệ, nàng ta ở hư linh đại lục của đại thiên vũ trụ, tên là Thiên Ảnh. Nàng ta lúc trước được ta thu dưỡng, ngươi giúp ta tìm nàng ta, nói với nàng ta, bảo nàng ta đừng nghĩ đến báo thù. Cha mẹ của nàng ta là ta giết, mà ta đã sớm vẫn lạc rồi. Bảo nàng ta buông bỏ cừu hận, sống cuộc sống bình thường đi. Dương Diệp nhìn nam tử trung niên, sau đó gật đầu. Được. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Tiền bối dã vẫn lạc rồi à? Nam tử trung niên mỉm cười. Lạ lắm à? Ai có thể giết tiền bối? Theo hắn, nam tử trung niên trước mắt này cho dù không bước vào tổ cảnh. Thực lực của hắn chỉ sợ cũng nghịch thiên đến cực điểm rồi. E là lão tổ cũng khó có thể giết được, mà loại cường giả này dưới tình huống bình thường không thể dễ dàng chết đi như vậy. Nam tử trung niên nói.
thế giới này này của chúng ta, cường giả trước giờ không thiếu, ngươi sở dĩ không gặp phải, chỉ là do đối phương chưa xuất hiện mà thôi. Ta sở dĩ đáp ứng ở lại đây, là vì đạo tổ đáp ứng để truyền thừa của ta tiếp tục được truyền thừa. Mà đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi cũng tới, khiến ta không uổng công chờ. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó nói. Tiền bối sẽ không phải là bị đạo tổ. Nam tử trung niên lắc đầu. Người giết ta là một người khác. Đúng rồi, đối phương cũng như ngươi, cũng dùng kiếm. Cũng dùng kiếm. Dương Diệp lập tức ngây người. Nam tử trung niên gật đầu. Năm đó ở Đại Thiên Vũ Trụ ngẫu nhiên gặp đối phương hỏi đường ta, ta lúc đó sát ý đang ở thời kỳ đỉnh phong, tuy vẫn chưa mất tâm trí nhưng lại rất muốn giết người. Dương Diệp nói. Sau đó ngươi động thủ. Ừ. Sau đó thì sao? Sau đó ta chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chết. Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó nói. Xem ra, thực lực của người đó rất mạnh. Nam tử trung niên hơi gật đầu. Mạnh vô cùng, kiếm của hắn ta rất khó hình dung một kiếm đó. Kỳ thật, nếu không phải hắn xuất thủ, ta căn bản sẽ không cảm thấy hắn là một kiếm tu. Đáng tiếc là, khi hắn xuất kiếm thì ta đã chết. Dương Diệp khẽ lắc đầu, hắn đã đoán được người xuất kiếm là ai. Đại Thiên Vũ Trụ, còn ai có loại thực lực này? Không nghi ngờ gì nữa chính là Tiêu Giao Tử, đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói. Bất kể như thế nào, tất cả đã là cố sự, có thể lưu lại truyền thừa, tâm nguyện của ta đã thành. Dương Diệp cười khổ. Cũng lờ mây tiền bối không bảo ta giúp ngươi báo thù, bằng không, vãn bối e là thật sự bất lực. Nam tử trung niên mỉm cười. Tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, thân hình hắn chậm rãi biến mất. Mà ở trong đầu Dương Diệp đột nhiên trào ra rất nhiều tin tức. Bối thứ sát. Những tin tức này chính là bối thứ sát mà nam tử trung niên đó nói. Dương Diệp không rời phòng, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Qua hồi lâu, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng. Bối thứ sát. Môn sát kỹ này, so với suy đoán của hắn thì còn mạnh hơn. Nếu hắn có thể thật sự học được, với cảnh giới hiện tại của hắn, dưới tình huống xuất kỳ bất ý, miểu sát một vị thánh nhân là không hề có áp lực. Cho dù đối kháng chính diện với một vị thánh nhân, hắn cũng có thể có nắm chắc miểu sát được đối phương. Cái gọi là bối thứ sát, kỳ thật hơi có chút tương tự với táng kiếm sát, chỉ có điều, bối thứ sát này hoàn toàn chính là một sát kỹ âm hiểm, tinh túy chính là xuất kỳ bất ý, lợi dụng sát ý và huyết khí của bản thân để mình tốc độ, khiến mình tiến hành cú nhảy không gian, trực tiếp nhảy tới phía sau đối thủ, sau đó cho đối thủ một kích chí mạng. Nghe thì rất đơn giản. Nhưng làm thì lại không đơn giản. Tốc độ phải nhanh, góc độ phải xảo quyệt, đặc biệt là góc độ, không thể có chút sai lầm, nếu không là một bước đi ngàn dặm. Hơn nữa khi đang tiến hành cú nhảy không gian, lợi dụng sát ý và lực lượng huyết khí của bản thân một cách hoàn mỹ như thế nào cũng là một nan đề. Có điều đối với Dương Diệp mà nói, mấy vấn đề này cũng không phải quá lớn, hơn nữa, hắn còn có ý tưởng mới, hắn quyết định dung hợp bối thứ sát và táng kiếm sát của mình. Lần này, hắn không chỉ dùng sát ý và huyết khí của bản thân, còn cả lực lượng nhục thân cùng với kiếm đạo, cộng thêm kiếm vực, đặc biệt là kiếm vực, trong kiếm vực tiến hành cú nhảy không gian, có thể nói là làm ít công to. Mà không chỉ kiếm vực, hắn còn có các loại pháp tắc, cộng với lực lượng nhục thân, sau đó dung hòa táng kiếm sát thành một điểm, uy lực đó tuyệt đối là khiếp người. Nghĩ là làm ngay. Mà khi Dương Diệp đang dung hợp, An Nam Tĩnh ở cách vách cũng đang tu luyện. Sự tu luyện của An Nam Tĩnh đã chấn kinh toàn bộ những hư ảnh bên trong mật thất. Thiên tài. Vào lúc này, An Nam Tĩnh khiến tất cả mọi người phải xấu hổ. Thiên phú của An Nam Tĩnh khủng bố tới cỡ nào? Một phát là thông. Chỉ cần nói cho nàng ta một chút, nàng ta có thể lập tức hiểu ngay, không chỉ như vậy còn có thể suy một ra ba, đồng thời bỏ đi những thứ mà mình cho rằng không tốt. Mà nàng ta không chỉ lĩnh ngộ nhanh mà học cũng rất nhanh, một số vũ kỹ. Người ta chỉ cần diễn luyện một lần là nàng ta có thể lập tức học được, đồng thời sáng tạo ra thứ mới. Võ thần đương đại. Lúc này, những hư ảnh ở đây đã chân chính xác định thân phận của An Nam Tĩnh. Nếu người như này mà không phải là võ thần đương đại, vậy thì ai còn tư cách được xưng là võ thần? Cứ như vậy, Dương Diệp và An Nam Tĩnh tu luyện điên cuồng trong Bách Gia Các. Mà ngoại giới, cũng chính là Đại Thiên Vũ Trụ.
lúc này đại thiên vũ trụ bình tĩnh một cách hiếm có. Thần tộc không làm gì, bách tộc cũng không chủ động gây chuyện, mà tam đại gia cũng im lặng, không có bất kỳ động tĩnh gì. Toàn bộ đại thiên vũ trụ vô cùng hài hòa. Ở một ngõ ngách nào đó của đại thiên vũ trụ, trên một tinh cầu không biết tên, một người thần bí mặc áo đen đột nhiên xuất hiện trên tinh cầu này. Trước ngực người áo đen có khắc một chữ to màu đen thiên. Người thần bí nhìn lướt qua bốn phía, xung quanh vô cùng bình tĩnh. Qua hồi lâu, người thần bí hơi cúi đầu. Đã bắt đầu rồi à? Nhìn thì bình thường nhưng kỳ thật lại không bình thường chút nào. Linh khí xung quanh đang từ từ sói mòn. Không phải bởi vì linh chủ gây nên mà là sói mòn một cách tự nhiên. Tinh cầu này còn có một số sinh mệnh, mà những sinh mệnh này hiển nhiên nhận thấy được điều này. Qua hồi lâu, người thần bí ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thời đại mạt pháp, một thời đại mạt pháp, sẽ có bao nhiêu sinh linh biến mất? Nực cười là, sinh linh của vũ trụ này lại không phải muốn giữ gìn vũ trụ này mà lại muốn tìm một vũ trụ mới, đúng là nực cười. Nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên biến thành dữ tợn. Đều là một đám vong ân phụ nghĩa, nếu đại thiên vũ trụ vong, ta sẽ kéo các ngươi chôn cùng. Một tên cũng đừng hòng thoát. Dứt lời, hắn xoay người biến mất. Khi hắn rời đi, đột nhiên một cỗ linh khí cuồn cuộn xuất hiện trên tinh cầu này. Có những linh khí này, thời gian tinh cầu này diệt vong sẽ ngắn hơn. Ngay khi người thần bí vừa rời đi không lâu, một nữ tử váy trắng cùng một nữ tử áo xanh xuất hiện trên tinh cầu này. Người tới chính là Đinh Thược Dược và trí nữ của thần tộc. Đinh Thược Dược nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Có người đã dùng thần thông vô thượng để trì hoãn thời gian diệt vong của tinh cầu này. Là nàng ta à? Trí nữ hỏi. Đinh Thược Dược gật đầu. Chỉ có tiểu gia hỏa tiểu bạch và nàng ta là có thể làm được. Tiểu gia hỏa tiểu bạch này nàng ta hiển nhiên sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Cho nên chỉ có nàng ta thôi. Trí nữ nói, xem ra, nàng ta không muốn vứt bỏ đại thiên vũ trụ. Tất nhiên là không thể vứt bỏ rồi. Ninh Thược Dược nói. Đối với nàng ta mà nói, nơi này chính là của nàng ta, đáng tiếc là nàng ta không từ bỏ thì cũng không từ bỏ. Nơi này, e là thật sự phải bị hủy rồi. E là... Trí nữ nhìn về phía Đinh Thược Dược. Ngươi cũng không xác định. Đinh Thược Dược nói. Sao dám xác định, ta không phải là biết trước 500 này, biết sau 500 năm. Có điều, lúc trước manh như tiền sử nhất tộc và hư linh tộc cũng không thể tránh được kiếp nạn này, ta không biết vũ trụ này có thể tránh được hay không. Chúng ta, nếu không thể tìm ra con đường mới thì cũng không tránh khỏi. Trí nữ trầm giọng nói. Hố đen vô tận thật sự là đường lui cuối cùng của chúng ta à? Ninh Thược Dược ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thiên cơ khó lường, ai mà biết được. Có điều, tên gia hỏa Dương Diệp thật sự rất may mắn, có một con linh chủ đi theo, bất kể thế giới này như thế nào, linh chủ không chết thì hắn sẽ không sao. Kỳ thật, ta cũng từng có ý đồ muốn đoạt lấy linh chủ, thần tộc chúng ta rất cần linh chủ này. Nhưng không thể làm như vậy, đúng không? Không chỉ là vì Dương Diệp, còn có một nguyên nhân. Đó chính là tình cảm của Linh Chủ và Dương Diệp rất tốt, nếu thần tộc ta vì cướp lấy nàng ta mà giết Dương Diệp, ngày sau một khi nàng ta muốn trả thù thần tộc, đặc biệt lúc thời đại mạt pháp, vậy thì cũng chính là lúc thần tộc diệt vong, đúng không? Đây là nguyên nhân chủ yếu nhất, tuy Linh Chủ này hiện tại rất ngây thơ, nhưng nàng ta đi theo Dương Diệp, tình cảm đối với Dương Diệp cực kỳ thâm hậu, nếu chúng ta thương tổn tới Dương Diệp, ta sợ nàng ta sẽ bất chấp tất cả mọi giá trả thù thần tộc ta. Nếu nàng ta liên thủ với người vừa rồi, vậy thì thật sự khủng bố. Nói đến đây, trí nữ nhìn về phía Đinh Thược Dược. Vị kia chắc cũng có chủ ý với linh chủ chứ? Đương nhiên. Đinh Thược Dược cười nói. Nếu có linh chủ tương trợ nàng ta, ai mà không kiêng kỵ nàng ta ba phần. Đáng tiếc là, nàng ta lúc trước đã làm ra ngu xuẩn quyết định ngu xuẩn, phái tà vật đó đi theo Dương Diệp, muốn cắn nuốt khí vận của Dương Diệp. Điều này khiến cho người sau lưng Dương Diệp ra mặt cảnh cáo nàng ta. Tuy thực lực của nàng ta không thua đối phương, có điều, nàng ta hiện tại hiển nhiên sẽ không trở mặt với người đó. Dù sao người đó và nàng ta cũng không có xung đột lợi ích. Nói đến đây, nàng ta lắc đầu cười. Nàng ta hiện tại muốn tiếp cận linh chủ đó e là rất khó. Dù sao tính tình của Dương Diệp thối thối, hơn nữa Dương Diệp tuyệt đối sẽ không giao tiểu bạch cho nàng ta. Về phần cưỡng đoạt,
cũng rất khó, tiểu gia hỏa kia ngay cả âm trọc linh cũng không làm gì được, nàng ta e là cũng khó mà cưỡng đoạt, trừ phi giết Dương Diệp, đáng tiếc là, cũng như chúng ta, nàng ta không muốn làm như vậy, cái giá phải trả là quá lớn. Có điều nếu thật sự đến lúc vạn bất đắc dĩ, nàng ta có thể cũng sẽ làm, đúng không? Trí nữ nói. Ninh Thược Dược hơi trầm mặc, sau đó nói. Nếu thật sự đến ngày đó, vậy thì không chỉ là nàng ta. Bao gồm tất cả thế lực, bách tộc, cùng với ba nhà còn lại còn cả thần tộc ta nữa, đến lúc đó e là cũng sẽ bất chấp tất cả mọi giá đi cướp linh chủ đo. Ninh Thược Dược nói đến đây, hai nàng đều trầm mặc. Qua hồi lâu, Ninh Thược Dược khẽ lắc đầu. Đi thôi. Sẽ có một ngày như vậy sao? Trí nữ đột nhiên hỏi. Ninh Thược Dược nói khẽ. Ai mà biết được. Nói xong, thân hình khẽ run lên, trực tiếp biến mất. Trí nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó cũng biến mất. Đạo giới. Lúc này Dương Diệp và An Nam Tĩnh vẫn đang tu luyện. Trong thế giới của Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, cứ như vậy thời gian từng ngày trôi qua. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp đột nhiên đứng lên, ở trong tay hắn, là đoạn tội. Ngay sau đó, không gian cách ngoài nghìn trượng đột nhiên rung lên, Dương Diệp tự dưng xuất hiện ở đó. Trong nháy mắt, hai tay Dương Diệp cầm kiếm đâm về phía trước. Bù! Không gian trực tiếp bị đâm ra một lỗ kiếm, mà ngay sau đó ở cách ngoài nghìn trượng nơi khác, không gian đột nhiên rung lên, ngay sau đó Dương Diệp xuất hiện ở đó. Nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện. Không gian phạm vi mấy vạn trượng ít nhất xuất hiện 30 Dương Diệp. Cú nhảy không gian. Mỗi một kiếm của Dương Diệp đều lợi dụng cú nhảy không gian để đạt tới mục tiêu của mình, sau đó tiến hành đâm. Không thể không nói hiệu quả của nó rất tốt, đặc biệt là sau khi dung hợp táng kiếm sát và bối thứ sát, uy lực càng thêm khủng bố. Có điều vẫn có chút chưa thuần thục, có một số chi tiết vẫn phải cải biến. Mà An Nam Tĩnh đã từ trong phòng đi ra, nàng ta nhìn phòng của Dương Diệp, tiếp theo, nàng ta nhìn xung quanh, cuối cùng nàng ta tiến vào quyền đạo. Bách Gia Các có võ học của Bách Gia. Nhưng nhiều quá ăn không hết, ít nhất nàng ta và Dương Diệp hiện tại không có thời gian để ăn hết, bởi vậy lựa chọn tốt nhất chính là lựa chọn thích hợp với mình. Sau khi tiến vào trong, An Nam Tĩnh nhìn lướt qua bốn phía chỉ có ba người, ba lão già. Ba lão già đều tập trung ánh mắt trên người An Nam Tĩnh, qua mấy giây, lão già ở giữa cau mày, võ linh thể. Đúng vậy. Lão già bên trái nói. Ba lão già nhìn nhau, trong mắt đều mang theo một tia kinh ngạc. An Nam Tĩnh nhìn ba lão già. Các ngươi mạnh không? Mạnh á? Lão già ở giữa bật cười. Tiểu nữ oa, ngươi không ngờ hỏi chúng ta có mạnh không, ngươi phải biết rằng, năm đó ở Đại Thiên Vũ Trụ, chúng ta là tồn tại gì? Chính là tồn tại vô địch, năm đó, ba chúng ta chính là dựa vào đôi tay này để đánh khắp thiên hạ không địch thủ. An Nam Tĩnh nhìn đối phương. Ta sao không thấy tin? Không tin. Lão già ở giữa cười hắc hắc, sau đó trực tiếp đánh một quyền về phía An Nam Tĩnh. Chỉ là một quyền bình thường. Nhưng mà chính một quyền này lại khiến cho An Nam Tĩnh phải nhớn mày. Một quyền này nhìn thì bình thường nhưng lại khiến cho nàng ta có một loại cảm giác không thể né tránh. Phải tiếp một quyền này. Đây là cảm giác mà một quyền này mang tới cho nàng ta. Chân phải An Nam Tĩnh hơi hướng ra sau, đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền vừa ra, theo một tiếng nổ vang lên, An Nam Tĩnh trực tiếp bị một quyền này chấn cho lui ra sau trăm trượng, mà lão già đó cũng bị một quyền của An Nam Tĩnh đẩy lui trăm trượng. Lão già đó nhìn quyền đầu của mình, lại nhìn về phía An Nam Tĩnh. Mạnh vậy à? An Nam Tĩnh nhìn đối phương. Còn có gì mạnh hơn không? Đương nhiên là có. Lão già vừa dứt lời, bước ra một bước này trực tiếp xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh. Sau đó, một quyền đánh về phía An Nam Tĩnh vừa muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong quyền của lão già ùa ra. Một quyền này khiến cho người ta cảm thấy giống như núi lửa đã yên lặng nhiều năm lúc này đột nhiên bùng nổ, lực lượng cuồng bạo đó đủ để hủy thiên diệt địa. An Nam Tĩnh không dám lơ là, những người trước mắt này, có lẽ không phải ở thời đại này. Nhưng không thể phủ nhận ở thời đại thuộc về bọn họ. Những người này tuyệt đối đều thuộc về cường giả siêu cấp, bằng không đạo tổ cũng sẽ không để đối phương ở đây. An Nam Tĩnh bước ra một bước về phía trước, tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Sau đó, nàng ta một quyền đánh về phía trước mặt,
Kỳ thật đây không chỉ là một quyền, trong một quyền này bao hàm ít nhất trăm quyền, chỉ có điều An Nam tính xuất thủ cực nhanh, khiến cho người ta thoạt nhìn chỉ thấy có một quyền. Hai quyền chạm nhau, thời gian trong sân chấn động kịch liệt. Sau đó hai người đồng thời lui về phía sau, cùng lúc đó, không gian chung quanh dần dần biến thành có chút hư ảo. Ngoài mấy trăm trượng, lão già vừa giao thủ với An Nam Tĩnh mình quyền đầu của mình, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Tiểu nữ oa trước mắt này so với tưởng tượng của hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Lão già đó lắc đầu. Không có bản thể, ba chúng ta liên thủ cũng không nhất định đá lại ngươi. Thực lực của ngươi rất không tồi, có điều, về quyền đầu vẫn có chút thiếu sót, nếu ngươi nguyện ý, có thể ở đây, ba người chúng ta truyền cho ngươi sở học cả đời, để ngươi lưu truyền sở học của chúng ta. An Nam Tĩnh đi tới trước mặt ba người, sau đó thi lễ. Đa tạ. An Nam Tĩnh không phải là người ngạo mạn vô lễ, đương nhiên, có đôi khi rất ngạo mạn. Nhưng cũng như Dương Diệp, người ta mà dùng lễ đối đãi thì nàng ta cũng đáp lại như vậy. Thấy An Nam Tĩnh đồng ý, ba lão già cũng thả lỏng trong lòng, danh sư khó cầu, nhưng, đệ tử tốt cũng khó tìm. Loại yêu nghiệt giống như An Nam Tĩnh, bất kỳ một cường giả nào cũng thích. An Nam Tĩnh học thật sự rất nhanh, không đến nửa tháng nàng ta đã học hết sở học cả đời của ba người. Không chỉ như vậy nàng ta và tham thảo võ đạo với ba lão già, dung hợp tinh túy võ đạo của ba người thành tựu võ đạo của mình. Cứ như vậy, sau nửa tháng, An Nam Tĩnh rời khỏi phòng. Nàng ta nhìn lướt qua bốn phía rồi nhìn về phía phòng của Dương Diệp vẫn chưa ra, tiếp theo nàng ta quay đầu nhìn về phía một cánh cửa khác. Thương đạo. Đối với thương, nàng ta tất nhiên cũng am hiểu. Không do dự, nàng ta trực tiếp tiến vào trong đó. Mà bên kia, Dương Diệp vẫn đang dung hợp, nói một cách chính xác là đang không ngừng hoàn thiện. Hoàn thiện táng kiếm sát và bối thư sát. Đây là công tác rất phức tạp, đối với Dương Diệp mà nói, sở dĩ phức tạp là vì hắn phải làm đến cực hạn. Kẻ địch hiện tại của hắn đều là thánh nhân, mà muốn miểu sát thánh nhân thì không thể có chút qua loa. Hắn không có thiên phú như An Nam Tĩnh cái gì cũng dám học, cái gì cũng học được, hơn nữa còn có thể suy một ra ba. Dương Diệp hắn thì không có năng lực này, tuy thiên phú của hắn cũng không kém, nhưng so sánh với An Nam Tĩnh thì vẫn kém rất nhiều. Cho nên chỉ chuyên một môn là được rồi. Một tháng đã qua, cửa phòng Dương Diệp từ từ mở ra, tiếp theo, Dương Diệp từ trong đi ra, mà lúc này An Nam Tĩnh đã chờ từ lâu. Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh. Ngươi vào mấy của đạo? 11. Học được rất nhiều thứ, đều không tồi không tồi, ngươi thì sao? Trong sát đạo cũng học được một vài thứ, rất không tồi. Ngươi không vào kiếm đạo à? Có vào, đáng tiếc bọn họ không muốn dạy ta. Vì sao? Không có gì, đạo bất đồng mà thôi, những cái này không quan trọng, chúng ta đi thôi. Đợi đã. An Nam Tĩnh nói xong, trực tiếp tiến lơ vào cửa kiếm đạo. Nữ nhân này. Dương Diệp vội vàng đi theo, sau đó, Dương Diệp vội vàng kéo An Nam Tĩnh lại. Thôi. Ta có kiếm đạo của riêng ta, không học của người khác cũng không sao, chúng ta đi thôi. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn lướt qua hư ảnh bốc phía, không nói gì, nàng ta cùng Dương Diệp xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, sau lưng hai người truyền đến một đạo thanh âm. Tuy kiếm đạo ngàn vạn, nhưng coi kiếm là vũ khí giết người, không thể không nói, kiếm đạo này của ngươi rất có vấn đề. An Nam Tĩnh ngừng lại, nàng ta xoay nhìn người vừa lên tiếng. Kiếm đạo của ngươi có vấn đề không? Người đó hờ hững đáp. Ta ít nhất không khinh bỉ kiếm trong tay ta như vậy, ta. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất, ngay sau đó lại trực tiếp xuất hiện trước mặt người đó, sau đó giơ tay lên đấm một quyền. Dưới cái nhìn chăm chú của hư ảnh chung quanh, người vừa lên tiếng trực tiếp bị một quyền của An Nam Tĩnh đánh cho thành hư vô. An Nam Tĩnh thu quyền, sau đó xoay người đi tới trước mặt Dương Diệp. Đi thôi. Hắn chỉ là một đạo hư ảnh. Đúng lúc này, một lão già đeo trường kiếm đột nhiên nói. Nếu là bản thể ở đây, tiểu nữ oa, ngươi. An Nam Tĩnh đột nhiên xoay người nhìn về phía lão già đó. Cứ loại như hắn, dù bản thể ở đây ta cũng có thể đánh 10 tên. Thứ cho ta nói thẳng, một tay ta có thể đánh hết toàn bộ chư vị. Nói xong, này xoay người bước đi. Dương Diệp nhìn những hư ảnh sắc mặt đang khó coi, sau đó nói.
Kỳ thật nàng ta không phải đang nói đùa đâu, nàng ta thật sự rất lợi hại. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi theo. Dương Diệp và An Nam Tĩnh ra khỏi Bách Gia Các, nhìn nhìn An Nam Tĩnh ở bên cạnh. Kỳ thật, không cần thiết phải vậy. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi theo. Trong thế hệ trẻ tuổi chỉ có ngươi là khiến ta cảm nhận được một chút nguy hiểm, bọn họ dựa vào gì mà khinh thường ngươi? Bọn họ có tư cách đó sao? Đúng lúc này, Đạo Thanh đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, Đạo Thanh nhìn hai người một cái, lúc này, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đã mang tới cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Loại cảm giác này có chút hoang đường, bởi vì Dương Diệp và An Nam Tĩnh chỉ là chỉ đại thiện cảnh, nhưng hai người lại mang tới cho hắn loại cảm giác này. Yêu nghiệt! Đạo Thanh lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, sau đó nói. Hai vị chắc đều có thu hoạch rồi chứ? Dương Diệp gật đầu. Thu hoạch khá phong phú. Vậy thì tốt. Đạo Thanh nói. Không biết hai vị khi nào thì khởi hành tới hố đen vô tận. Vì hắn lão nhân gia đã truyền âm, nói hiện tại Đại Thiên Vũ Trụ đã bắt đầu phát sinh biến hóa, không lâu nữa Đại Thiên Vũ Trụ có thể sẽ xuất hiện dị biến, cho nên, chúng ta nên tính toán sớm. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau, cuối cùng, Dương Diệp nói. Xuất hiện dị biến à? Đạo Thanh gật đầu. Có một số tinh cầu, linh khí đã bắt đầu từ từ khô kiệt, thời đại mạt pháp, e là đã tới rồi. Thời đại mạt pháp. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Ở trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh, thần sắc Đạo Thanh có chút ngưng trọng. Cho nên, chúng ta phải nhanh lên. Dương Diệp gật đầu. Ta còn có chuyện phải làm, sau khi xong xuôi ta sẽ tới hố đen vô tận. Đạo Thanh do dự một thoáng, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Dương Diệp cũng không nói thêm gì với Đạo Thanh, lập tức hắn cùng An Nam Tĩnh ra khỏi đạo giới. Hư Linh Đại Lục, nếu ở trong cửa sát đạo nhận lợi ích của người ta, đáp ứng giúp người ta, tất nhiên là phải làm, trong tinh không mờ mịt, Dương Diệp ngự kiếm mà đi, hắn hiện tại đã quang minh chính đại, hắn không sợ bách tộc tới giết hắn. Nếu bách tộc đủ thông minh, sẽ không phái thánh nhân đến đuổi giết hắn. Bởi vì hắn hiện tại, thánh nhân đã không làm gì được hắn. Một ngày sau, Dương Diệp tới Hư Linh Đại Lục. Dưới sự điều tra của Dương Liêm Sương, Dương Diệp rất nhanh biết nơi hạ lạc của Thiên Ảnh, đối với điểm này, hắn vẫn rất bội phục Dương Liêm Sương. Hiện tại thế lực của Dương Liêm Sương hiển nhiên đã phát triển rất không tồi. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới một tòa thành tên là U Thiên Thành. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tiến vào trong thành. Thiên Ảnh đó lần cuối là xuất hiện ở U Thiên Thành này. Có điều đối phương rốt cuộc đang ở đâu thì Dương Liêm Sương cũng không biết, chỉ biết vị trí đại khái. Vẫn cần hắn phải tự tìm. Trong thành Dương Diệp tiến vào trong thành, nhìn lướt qua bốn phía, sau đó hắn đi tới nơi náo nhiệt nhất trong thành. Long Thành Tử Quán. Cái gọi là tử quán, kỳ thật chính là một nơi giải trí, loại địa phương này ở đại lục cũng không thiếu, dù sao, có một số huyền giả vẫn thích hưởng thụ cuộc sống, không thể bắt tất cả mọi người mỗi ngày chỉ biết tu luyện. Dương Diệp vừa tiến vào tử quán, một nữ tử diện mạo thanh tú lập tức ra đón. Khách quý cần gì? Nữ tử cười nói. Dương Diệp liếc xung quanh, sau đó nói. Muốn tìm một người. Tìm người. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Khách quý e là đi tới nhầm chỗ rồi, Long Thành tử quán chúng ta. Ta muốn thấy đầu của các ngươi. Dương Diệp đột nhiên nói. Nữ tử lúc này không còn cười nữa, mà lúc này... Dương Diệp búng tay một cái, một chiếc nạp giới bay đến trước mặt nữ tử. Nữ tử do dự một thoáng, sau đó nhìn lướt qua nạp giới, thần sắc trở nên ngưng trọng. Gần 300 viên tiên tinh thạch. Đây là một số lượng không nhỏ. Trên mặt nữ tử xuất hiện một tia cung kính. Khách quý chờ một chút. Nói xong nàng ta thu hồi nạp giới xoay người rời đi. Không lâu sau, một mỹ phụ tới trước mặt Dương Diệp, bên cạnh mỹ phụ là nữ tử thanh tú kia. Mỹ phụ quan sát Dương Diệp, sau đó cười nói. Ta tên là Yên Bích, xin khách quý theo ta. Dương Diệp nhún vai, hắn biết, trên thế giới này có hai thứ có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Một là tiền, cái còn lại là quyền đầu. Dương Diệp đi theo hai Mỹ phụ tới một ghế lô xa hoa, Mỹ phụ nói. Mời ngồi. Dương Diệp ngồi xuống, nữ tử thanh tú lập tức dâng một ly linh trà. Dương Diệp không uống, hắn nhìn về phía Mỹ phụ. Ta không muốn quanh co lòng vòng, ta tới đây, là để tìm một người,
nếu các ngươi có thể giúp ta tìm được người đó, hoặc là biết tung tích của nàng ta, giá nào cũng được. Nghe vậy, Mỹ Phụ mỉm cười. Vậy à? Dương Diệp lấy ra một chiếc nạp giới đặt lên bàn, trong nạp giới có gần vạn viên tiên tinh thạch. Dương Diệp nói, ta rất có thành ý, ta không có nhiều thời gian, cho nên, nếu các ngươi có thể giúp ta tìm được nàng ta thì giá nào cũng thương lượng được. Tiên tinh thạch đối với người khác mà nói thì có lẽ rất quý giá, nhưng với hắn mà nói, tất nhiên không là gì. Tiên tinh thạch hiện tại hắn có ước chừng hơn 100 vạn, số này đều là hắn cướp được. Mỹ Phụ tên là Yên Bích đó nạp giới đó, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Không biết các hạ muốn tìm ai? Thiên Ảnh. Dương Diệp nhìn Mỹ Phụ. Ta tìm nàng ta. Thiên Ảnh. Nghe thấy hai chữ này, Mỹ Phụ và nữ tử thanh tú đồng thời biến sắc, sau đó, Mỹ Phụ đẩy lại nạp giới về trước mặt Dương Diệp. Xin lỗi, chúng ta không biết, cũng không biết người này, các hạ xin cứ tự nhiên. Nói xong đứng dậy định đi. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Không thể thương lượng à? Mỹ Phụ dừng bước. Không có gì để thương lượng cả. Nói xong lại định đi. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ta vừa rồi đã tính, bốn phía xung quanh có 6 vị cường giả đại thiện cảnh, ta cảm thấy, ta muốn giết bọn họ, chắc là không quá một hơi thở. Yên Bích xoay người nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp ngồi trên ghế, thần sắc lạnh lùng, bộ dạng vân đạm phong khinh. Yên Bích nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Tuổi không lớn n, khẩu khí không nhỏ. Yên Bích vừa dứt lời, một lão già đột nhiên xuất hiện trong phòng, nhưng mà, lão già này vừa xuất hiện, một thanh kiếm đã không hề có dấu hiệu đặt giữa trán hắn. Lão già trực tiếp cứng đờ. Cách không chỉ là lão già, Yên Bích và nữ tử thanh tú cũng vậy. Dương Diệp không nói gì, cầm chén linh trà uống một ngụm, sau đó nhìn về phía Yên Bích. Trà không tồi. Yên Bích nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng, nàng ta quay về chỗ, sau đó tay phải vung khẽ, ý bảo lão già lui xuống, lão già lại không dám động, vì thanh kiếm vẫn chĩa vào hắn. Vô ý chút là trán hắn sẽ có thêm một lỗ thủng. Đúng lúc này, thanh kiếm này đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay về bên cạnh Dương Diệp, sau đó thì bồng bềnh ở đó. Lão già nhìn Dương Diệp, xoay người rời đi. Các hạ rất mạnh. Yên Bích đột nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu. Nói chính sự đi, thời gian của ta thật sự rất hữu hạn, không muốn ở đây ở đây. Yên Bích trầm mặc một thoáng, sau đó nói. Ta có nghe qua về Thiên Ảnh, có điều không biết người này. Người này ở Hư Linh Đại Lục chúng ta là một sát thủ cực kỳ cường đại. Các hạ chắc biết Huyết Sát Các chứ? Huyết Sát Các? Dương Diệp nhíu mày. Chưa từng nghe qua. Các hạ không phải người Hư Linh Đại Lục. Dương Diệp gật đầu. Chẳng trách. Yên Bích nói khẽ. Huyết Sát Các là một tổ chức sát thủ thần bí nhất của Hư Linh Đại Lục chúng ta, người sáng lập chính là Thiên Ảnh. Có điều chúng ta đều thích gọi nàng ta là Ảnh Tu La. Ở đại lục của chúng ta, nàng ta là đệ nhất sát thủ khiến cho người ta nghe tên đã sợ mất mật. Long Thành Tử Quán chúng ta tuy rằng có chút thế lực, nhưng hoàn toàn không dám chiêu chọc họ, về phần các hạ. Nói đến đây, nàng ta nhìn Dương Diệp, sau đó nói khẽ các hạ là muốn tìm nàng ta gây chuyện à. Gây chuyện. Dương Diệp hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu. Không chỉ là thay một người truyền lời cho nàng ta, ngươi có biết có thể tìm được nàng ta ở đâu không? Ta nhận được tin tức là nàng ta đã tới U Thiên Thành này. Đối phương đã tới U Thiên Thành. Yên Bích kinh ngạc nói. Chắc chứ. Dương Diệp gật đầu. Nghe vậy, thần sắc Yên Bích có chút ngưng trọng. Sao thế? Dương Diệp hỏi. Yên Bích nói khẽ. E là lại có người phải chết rồi. Dương Diệp. Yên Bích nói. Các hạ nếu muốn tìm nàng ta cũng có biện pháp, các hạ có thể đi tới ám các trong thành, nơi đó là nơi mà Huyết Sát Các chuyên môn nhận nhiệm vụ, các hạ có lẽ có thể thông qua nơi đó để tìm được nàng ta. Hiểu rồi. Dương Diệp gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Nạp giới của các hạ. Lúc này, Yên Bích đột nhiên nói. Xem như là trả công đi. Nói xong, Dương Diệp rời đi. Sau khi Dương Diệp rời khỏi, Yên Bích lập tức thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này, lão già lúc trước đột nhiên xuất hiện. Yên Bích nhìn về phía lão già trầm giọng nói. Người này rất mạnh, chúng ta không thể trêu chọc. Yên Bích gật đầu. Lần này Huyết Sát Các e là có phiền phức rồi. Không nhất định.
Lão già đó nói. Thiên ảnh đó cũng không phải dễ chọc. Thiên ảnh. Trong mắt Hiên Bích mang theo vẻ ngưng trọng. Hai chữ này có phân lượng khá nặng ở Hư Linh Đại Lục. Tử quán Dương Diệp rời khỏi Long Thành tử quán, tìm một người để hỏi thăm. Sau khi xác định vị trí của ám các, hắn tới ám các. Nơi này là một tòa lầu các hai tầng. Trước lầu các có ghế nằm, một lão già đang nằm trên đó. Dương Diệp đi tới, lão già đó mở mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Giết ai? Giết ai? Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó nói. Ai cũng có thể giết à? Cũng không phải. Lão già lạnh lùng nói. Phải xem ngươi có thể trả giá không, nếu trả được, đối với chúng ta mà nói, trong Hư Linh Đại Lục này, ai cũng có thể giết. Ngoài Hư Linh Đại Lục thì sao? Dương Diệp hỏi. Nếu ngươi bảo chúng ta đi giết lão tổ của Tam Đại gia thì không được. Lão già nói. Dương Diệp mỉm cười. Không phải bảo các ngươi đi giết lão tổ, không biết các ngươi có từng nghe nói tới Dương Diệp không? Dương Diệp. Lão già đột nhiên đứng lên, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi là muốn giết Dương Diệp à? Dương Diệp hỏi lại. Không được à? Lão già chau mày, không nói gì. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Giá thế nào cũng được, không biết quý các có nguyện ý nhận nhiệm vụ này không? Lão già do dự một thoáng, đang muốn cự tuyệt. Dương Diệp. Người này, hắn tất nhiên đã nghe nói. Đại thiên vũ trụ hiện tại, ai chẳng biết Dương Diệp này, đây chính là yêu nghiệt siêu cấp miểu sát nhân quân. Thánh nhân ở trước mặt hắn cũng không đáng là gì. Tuy huyết sát các rất mạnh, nhưng hiển nhiên không thể trêu chọc hắn. Lão già lắc đầu. Nhiệm vụ này chúng ta không nhận. Hắn chỉ là một đại thiện cảnh, các ngươi không ngờ không dám nhận. Dương Diệp kinh ngạc nói. Các ngươi không phải rất lợi hại sao? Không phải từng giết cả thánh nhân sao? Ngay cả một đại thiện cảnh cũng không dám giết. Các ngươi rất khiến ta thất vọng, ta. Ngươi có phải mất trí rồi không? Lúc này, lão già đó đột nhiên nổi giận mắng. Dương Diệp đó chỉ là một đại thiện cảnh. Hắn ngay cả nhân quân cũng thể miểu sát, ngươi còn nói hắn chỉ là một đại thiện cảnh. Hắn chính là biến thái. Biến thái siêu cấp đó, hiểu không? Dương Diệp nói. Ta cảm thấy hắn rất yếu. Yếu? Lão già cười nhạo một tiếng. Ngươi sao không đái ra đất rồi cúi xuống xem mình là mặt hàng gì, không ngờ dám nói Dương Diệp yếu. Đúng là chuyện cười hay nhất mà lão phu từng nghe đó. Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu. Không nói đùa nữa, ta là đến tìm người. Tìm người. Lão già nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ta thấy ngươi là tìm chết thì có. Dương Diệp cười nói. Không phải đến tìm chết, quả thật là tới tìm người. Lão già nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên, hắn búng về phía mi tâm của Dương Diệp. Nhưng mà một búng này lại vào không khí. Bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ngoài mấy trượng, nhìn thấy một màn này, thần sắc lão già có chút ngưng trọng. Nụ cười trên mặt Dương Diệp vụt tắt. Ta thật sự đến tìm người, không nói đùa đâu. Lão già nói. Các hạ tới tìm ai? Dư Thiên Ảnh, lão đại của các ngươi. Hai mắt lão già híp lại. Ta thấy ngươi đúng là tới tìm chết, Ân Diệp nói. Dứt lời lại muốn ra tay, nhưng mà đúng lúc này. Một thanh kiếm đột nhiên kề lên mi tâm của lão già. Thân thể hắn trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, mà lúc này, Dương Diệp cũng xuất hiện trước mặt lão già đó. Dương Diệp đang định lên tiếng thì đúng lúc này một đạo thanh âm đột nhiên từ trong lầu các truyền đến. Các hạ là tới tìm Thiên Ảnh à? Dương Diệp nhìn về phía lầu các, sau đó gật đầu. Tìm nàng ta có chuyện gì? Thanh âm đó lại hỏi. Giúp người ta chuyển lời. Dương Diệp nói. Ai? Thanh âm đó lại hỏi. Dương Diệp cau mày. Sốt cuộc có cho gặp không? Đúng lúc này, trước mặt Dương Diệp xuất hiện một nữ tử váy đen, nữ tử đeo mặt nạ, không nhìn rõ dung mạo. Nhìn thấy nữ tử này, lão già ở bên cạnh hơi thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Ai bảo ngươi đến? Nữ tử nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trên người tỏa ra một cỗ khí tức âm hàn. Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó nói. Một vị tiền bối. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ tới gì đó, nam tử trung niên truyền thụ bối thứ sát cho hắn hình như không nói tên cho hắn biết. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Chính là một vị tiền bối, từng truyền thụ cho ta thứ sát, người chắc biết bối thứ sát. Là hắn. Đúng lúc này,
nữ tử đó đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, lúc này nàng ta cách Dương Diệp rất gần. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Hắn nhờ ta chuyển một câu cho ngươi. Lúc này hắn đã đoán ra thân phận của người trước mặt. Chắc chính là Thiên Ảnh. Hắn ở đâu? Nữ tử đột nhiên hỏi. Chết rồi. Chết rồi á. Tay nữ tử đột nhiên tóm lấy Dương Diệp. Dương Diệp. Đại thiên vũ trụ này, ai có thể giết hắn? Dương Diệp cau mày. Ngươi có thể nói chuyện tử tế không? Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó buông tay. Không ai có thể giết hắn. Dương Diệp nói. Người giết hắn rất mạnh, vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Đương nhiên, việc này không quan trọng, quan trọng là sau khi ta truyền lời sẽ đi ngay. Nữ tử nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi xác định là hắn đã chết chứ? Dương Diệp gật đầu. Nữ tử trầm mặc, qua hồi lâu, nàng ta nói. Hắn bảo ngươi truyền lời gì? Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Hắn là sư phụ ngươi à? Cũng là dưỡng phụ. Nữ tử nói. Không có hắn, vốn không có ta hôm nay. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói. Hắn bảo ta nói với ngươi, hắn đã tìm được người phụ mẫu ngươi rồi, đồng thời đã giết đối phương, ngươi không cần phải báo thù nữa. Hai mắt Thiên Ảnh chậm rãi nhắm lại, qua hồi lâu, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Hắn vẫn lạc ở đâu không? Dương Diệp lắc đầu. Không biết. Thiên Ảnh nói. Hắn đã truyền thụ bối thứ sát cho ngươi. Dương Diệp gật đầu. Đúng. Thiên Ảnh nói. Vậy ngươi sau này ở huyết sát các giúp ta quản lý huyết sát các đi. Dương Diệp. Sao? Nhìn thấy vẻ mặt của Dương Diệp, Thiên Ảnh hỏi. Dương Diệp cười nói. Ta sợ là không thể ở lại huyết sát các này, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành ở thế giới khán, lần này đến truyền lời cho ngươi xong thì sẽ đi ngay. Nói xong, hắn ôm quyền với Thiên Ảnh. Sau đó xoay người rời đi. Thiên Ảnh nhìn theo Dương Diệp, sau đó nói khẽ xê. Không ngờ, người đã vẫn lạc. Dương Diệp không ở lại Hư Linh Đại Lục, mà là trực tiếp chạy tới Hố Đen Vô Tận. Hố Đen Vô Tận ở bên ngoài Đại Thiên Vũ Trụ, có thể nói Đại Thiên Vũ Trụ chính là bị Hố Đen Vô Tận bao vây. Dương Diệp đứng trong tinh không, ở trước mặt hắn là một mảng đen xì, không thấy gì cả, mà hắn phát hiện. Những tinh quang ở phía sau hắn khi tới cách vị trí của hắn không xa thì biến mất toàn bộ. Ánh sáng cũng không thể xuyên qua hố đen đó. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu, cách đó không xa, một đám người đang chạy tới nơi này. Khi nhìn thấy người cầm đầu, Dương Diệp lập tức nhíu mày, khóe miệng nhếch lên. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Dương Diệp, Dương Diệp, Dương Diệp, đám người kia cũng ngừng lại, đối phương cũng phát hiện ra Dương Diệp. Cầm đầu là một nam tử trung niên, mà nam tử trung niên này không phải ai khác, chính là Thiên Quân. Phía sau Thiên Quân là hơn 10 vị thánh nhân. Thiên Quân nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Khéo quá. Khéo thật. Xem ra Dương Diệp ngươi cũng là vì Hố Đen Vô Tận mà đến. Thế nào, Thiên Quân, chúng ta đến đánh một trận chứ? Đánh một trận. Cách đó không xa, mọi người nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Dương Diệp. Dương Diệp này đang tuyên chiến với Thiên Quân. Một cường giả đại thiện cảnh không ngờ tuyên chiến với một vị Thiên Quân. Nếu là người khác, mọi người sẽ cảm thấy vớ vẩn, nhưng mà, người trước mắt là Dương Diệp. Thiên Quân nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Xem ra Dương Diệp ngươi hiện tại đã càng lúc càng tự tin. Không cần phải nhiều lời như vậy, cứ nói có dám hay không, chúng ta đấu một chọi một. Đương nhiên nếu ngươi muốn quần ẩu thì cũng được. Đương nhiên là có thể, ta cũng muốn xem Dương Diệp ngươi đã mạng đến trình độ nào. Dứt lời, hắn phóng lên cao, lướt về phía hư không. Dương Diệp cũng đi theo. Những thánh nhân khác không xuất thủ. Trong hư không, Thiên Quân nhìn Dương Diệp, đang định lên tiếng thì đúng lúc này Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thiên Quân, một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu Thiên Quân bổ xuống. Một kiếm này đi qua đâu là hư không trực tiếp bị xé rách tới đó. Kiếm khí cường đại khiến cho không gian chung quanh trực tiếp nứt ra. Thiên quân không đổi, bước một bước về phía trước, sau đó giơ tay lên vỗ một cái. Ầm! Toàn bộ hư không chân trời đột nhiên vang lên tiếng nổ, theo tiếng nổ này, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, bóng người này chính là Dương Diệp. Dương Diệp bay một phát ra xa cả nghìn trượng, một dừng lại thì hư không dưới chân hắn đã trực tiếp rắc một tiếng rồi vỡ tan.
Mà đúng lúc này Thiên Quân đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại thì đã ở trước mặt Dương Diệp, ngay sau đó, một cỗ khí thế cường đại từ trong cơ thể ùa ra. Khí thế này trực tiếp đánh về phía Dương Diệp, bên trong còn mang theo một bàn tay. Hai mắt Dương Diệp híp lại, không dám lơ là, lập tức chân trái dịch sang bên, sau đó hai tay cầm kiếm bổ về phía trước. Một kiếm này vừa hạ xuống, hư không trực tiếp trở nên hư ảo. Hạ xuống một kiếm đó của Dương Diệp hạ xuống, trong sân bộc phát ra một đạo sóng khí khủng bố, cỗ sóng khí này trực tiếp tách Dương Diệp và Thiên Quân ra, lúc này, hai người cách nhau mấy trăm trượng. Thiên Quân nhìn Dương Diệp. Quả thật rất giỏi. Tuổi của Dương Diệp mà có thực lực như vậy, điểm này khiến cho hắn cũng có chút rung động. Lúc trước Dương Diệp và nữ tử An Nam Tĩnh liên thủ miểu sát Nhân Quân, lúc ấy, hắn còn cho rằng là Nhân Quân lơ là, mà hiện tại xem ra, không phải Nhân Quân lơ là, mà là này thực lực của hai người thật sự rất khủng bố. Thu hồi suy nghĩ, Thiên Quân nói. Nào, tiếp một chiêu của ta. Dứt lời, tay phải hơi nâng lên. Trong phút chốc, toàn bộ chiến trường hư không đột nhiên trở nên vặn vẹo. Ngay sau đó, tay phải Thiên Quân lật mạnh. Càn khôn điên đảo. Vừa dứt lời, toàn bộ chiến trường hư không trực tiếp trở nên đảo lộn, cùng lúc đó một cỗ lực lượng vô hình cường đại không ngừng xé rách chiến trường hư không. Mà đúng lúc này, từng đạo kiếm quang đột nhiên từ trong chiến trường hư không bắn ra, sau khi những kiếm quang này xuất hiện, toàn bộ chiến trường hư không trực tiếp sụp đổ và mai một. Cứ như vậy, trong hư không xuất hiện một hố đen cực lớn. Không biết qua bao lâu, không gian tối đen ở chân trời mới dần dần khôi phục bình thường. Mà lúc này, Dương Diệp và Thiên Quân đã xuất hiện lại. Lúc này thần sắc của hai người đều có chút tái nhợt, hiển nhiên, trận chiến vừa rồi hai người đều không thoải mái. Dương Diệp nhìn Thiên Quân ở xa xa, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng, hắn vừa rồi không dùng con bài chưa lật của mình, mà dưới tình huống đó, hắn phát hiện. Mình không làm gì được vị Thiên Quân trước mắt này. Đương nhiên, đối phương cũng không làm gì được hắn. Có điều hắn tin, Thiên Quân này cũng có con bài chưa lật. Trận chiến này, hai người đều không dùng hết sức. Cách đó không xa, Thiên Quân nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Thế hệ trẻ tuổi của Đại Thiên Vũ Trụ này trừ An Nam Tĩnh đi theo ngươi ra thì Dương Diệp ngươi e là vô địch rồi. Nói đến đây, sắc mặt hắn trầm như nước. Hắn nghĩ tới một việc. Yêu nghiệt duy nhất có thể chống lại Dương Diệp lại là người của Dương Diệp. Hai người này một khi trưởng thành, ai có thể ngăn cản bọn họ? Thiên Quân nhìn Dương Diệp, một suy nghĩ lặng lẽ hiện lên. Nên để Tiểu Thất tiếp xúc với Dương Diệp. Lúc này, Thiên Quân đang nghĩ như vậy. Thiên Quân nhìn Dương Diệp, sau đó dẫn người đằng sau xoay người rời. Đi! Dương Diệp cũng không xuất thủ, hơn 10 vị thánh nhân bên cạnh. Thiên Quân không phải là ngồi không, hắn cùng với An Nam Tĩnh mặc dù có thực lực giết thánh nhân, nhưng nếu số lượng thánh nhân quá nhiều thì hắn cũng chỉ có nước bỏ trốn. Sau khi đám người Thiên Quân bỏ đi, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu Dương Diệp. Đi về phía hướng Bắc. Thanh âm của đạo tổ. Dương Diệp hơi gật đầu, sau đó thân hình run lên, biến mất tại chỗ. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới Bắc Bộ Hố Đen Vô Tận, hắn vừa tới. Đạo tổ đã xuất hiện trước mặt hắn. Đạo tổ chỉ về phía trước hai người, nhìn thấy chưa? Hố đen ở đây có chừng mấy chục vạn, mà việc chúng ta phải làm, chính là từ mấy chục vạn này tìm kiếm ra một con đường đi thông tới vũ trụ bên ngoài. Dương Diệp nói, tiền bối chắc chắn là có đường chứ? Đạo tổ lắc đầu, không chắc. Đến loại trình độ này của ta cho dù là thời đại mạt pháp, ta cũng vẫn ở thể sống sót, cùng lắm là chuyển thế trùng sinh. Nhưng, người của đạo môn ta lại không được, thời đại mạt pháp hàng lâm, nếu không ly ra khỏi vũ trụ này bọn họ đều sẽ phải chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía hố đen mờ mịt. Bên trong những hố đen này có lẽ có đường, có lẽ không có đường, bất kể là như thế nào chúng ta cũng phải thử một chút, không phải sao? Dương Diệp nói, tìm thế nào? Tiến vào hố đen. Đạo tổ nói, khu vực hố đen này có lực lượng thần bí cường đại. Cỗ lực lượng này đã nối những hố đen này thành một chuỗi, nếu có lực lượng ngoại giới tiến vào, sẽ kích phát cỗ lực lượng này, sau đó cỗ lực lượng này sẽ thúc giục năng lượng bên trong những hố đen này để tiến hành đối kháng. Mạnh lắm à? Dương Diệp hỏi. Đạo tổ nhìn về phía Dương Diệp. Nếu lực lượng hố đen ở Đông Tây Nam Bắc khu vực này đồng thời bị thôi động, đủ để phá hủy toàn bộ Đại Thiên Vũ Trụ. Phá hủy Đại Thiên Vũ Trụ.
Thần sắc Dương Diệp có chút ngưng trọng, hắn quay đầu nhìn về phía khu vực đó. Tiền bối, ta sao cảm thấy đại thiên vũ trụ của chúng ta giống như là một ngục giam vậy? Ngục giam à? Lão già đạo bào mỉm cười. Đối với chúng ta mà nói, thân ở bất kỳ một mảng vũ trụ nào cũng đều là ngục giam. Ta cùng với vị Phật gia kia, tu kiếp trước, tu kiếp này, tu tương lai, chúng ta đã đột phá cực hạn của bản thân con người, đạt tới một độ cao mới. Nhưng chúng ta vẫn không vượt lên được vũ trụ mênh mông chính là một ngọn núi lớn đặt trước mặt chúng ta, nó vừa thần bí vừa cường đại. Dương Diệp nhìn về phía đạo tổ. Tiền bối, người nói vũ trụ này có phải là người, hoặc là sinh linh nào khác sáng tạo ra không? Người đây là đang làm khó ta rồi. Đạo tổ cười nói. Năm đó hư linh tộc và tiền sử nhất tộc cường đại cỡ nào, nhưng bọn họ vẫn không thể hiểu rõ được vũ trụ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn trước mặt, ở trước mặt hắn là một mảng tối đen, cũng chỉ người có thực lực cường đại mới có thể nhìn thấy bên trong khu vực tối đen này là gì. Lúc này, đạo tổ nói. Ta sẽ giúp người trấn áp cỗ lực lượng đó, có điều năng lượng bên trong hố đen này vẫn mạnh, hơn nữa, bên trong hố đen này còn có gió lốc hố đen, chớ để bị cuốn vào đó, nếu không sẽ là cửu tử nhất sinh. Ngoài ra, sau khi đi vào, nếu cảm thấy lực lượng sức hút bên trong quá mạnh, bản thân không chống đỡ được thì chớ có miễn cưỡng, phải lập tức rời khỏi ngay, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu. Được. Đạo tổ hơi gật đầu, thân hình run lên, biến mất trong hư không, thoáng chốc, một cỗ uy áp vô hình đột nhiên từ trong hư không ép xuống. Tùy tiện chọn một cái để bắt đầu đi. Thanh âm của đạo tổ đột nhiên vang lên trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình run lên, trực tiếp tiến vào trong một hố đen. Vừa tiến vào một hố đen, Dương Diệp lập tức cảm thấy toàn thân mình căng ra, giống như bị một thứ gì đó kéo vậy, mà bên trong dãy hố đen tối đen ngoài bóng tối ra thì hắn không thấy gì cả. Cũng may hắn đã lĩnh ngộ được ám chi pháp tắc, bởi vậy hai mắt mới không như bị mù. Nhìn lướt qua bốn phía, Dương Diệp bắt đầu đi tới. Lúc đầu thì đi rất chậm, một lát sau, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn. Rất nhanh hắn nhìn thấy thỉnh thoảng có lôi điện không ngừng hiện lên ở bốn phía chung quanh. Lôi điện. Dương Diệp cau mày. Bên trong hố đen này vì sao có lôi điện? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên vươn tay ra tóm một cái, một đạo lôi điện trực tiếp bị hắn tóm vào trong tay, hắn cẩn thận quan sát lôi điện trong tay, không có gì khác với lôi điện ngoại giới. Trầm mặc một thoáng, Dương Diệp tiếp tục đi tới, chỉ có điều lần này tốc độ của hắn nhanh hơn. Bên trong hố đen, Dương Diệp tiến tới rất nhanh. Trên đường trừ lôi điện ra hắn thỉnh thoảng cũng sẽ phát hiện một số ánh sáng trắng, bên trong những ánh sáng trắng này thỉnh thoảng có bóng người hiện lên, chỉ có điều, tốc độ của những ánh sáng trắng này cực nhanh, nhanh đến mức hắn không thể nắm bắt được. Mà hắn vừa dừng lại, những ánh sáng trắng này sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Đến cuối cùng, Dương Diệp bắt đầu ngự kiếm lướt nhanh, tốc độ hiện tại của hắn đã đạt tới cực hạn. Bên trong hố đen mờ mịt, Dương Diệp ngự kiếm mà đi. Kiếm quang cường đại trực tiếp xé rách tất cả, nhưng mà cứ như vậy kéo dài một ngày một đêm, hắn vẫn không phát hiện thứ gì đặc biệt. Cuối cùng, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì lúc này cảm nhận được một cỗ uy áp vô cùng cường đại, cỗ uy áp này khiến cho hô hấp của hắn cũng phải chậm lại. Hắn biết, lúc này hắn có thể đã tới giải đất trung tâm của hố đen. Có đường thông ra ngoài hắn không hắn lập tức sẽ biết ngay. Chỉ chốc lát, Dương Diệp ngừng lại, lúc này. Cơ nhục toàn thân hắn căng ra, thân thể đạt tới một điểm cực hạn, hắn lúc này đã đi tới trung tâm của hố đen. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, chẳng phát hiện gì cả. Không có gì. Dương Diệp cau mày. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chạy ra, nhìn thấy Tiểu Bạch, Dương Diệp giật nảy mình, uy áp nơi này cực kỳ khủng bố, nhưng mà hắn lại phát hiện, Tiểu Bạch chẳng sao cả. Dương Diệp đang định lên thiếu ổ gì, đúng lúc này, Tiểu Bạch chỉ về cách đó không xa. Dương Diệp nói, bên kia có gì à? Tiểu Bạch hơi nhướng mày, nàng ta gật đầu, nhưng ZTC nhanh lại lắc đầu. Không xác định, đây là ý tứ của Tiểu Bạch. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó ôm Tiểu Bạch đi tới mà nơi mà nàng ta chỉ. Cơ đi không biết bao lâu, Tiểu Bạch đột nhiên giơ tay, Dương Diệp vội vàng ngừng lại. Tiểu Bạch nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp, chớp chớp mắt. Dương Diệp vội vàng nói. Thế nào? Tiểu Bạch do dự một thoáng, sau đó tay lại chỉ về vị trí bọn họ đang đứng,
ý tứ chính là khu vực này. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà vẫn không có phát hiện gì. Đúng lúc này, hai tay Tiểu Bạch vung rất nhanh, không chỉ như vậy, mũi nàng ta còn khịt khịt. Dương Diệp phát hiện, ở đây hình như có thứ gì đó đang biết mất. Sau khi phát hiện ra điểm này, Dương Diệp không khỏi nhìn Tiểu Bạch, tiểu gia hỏa này hiện tại cái gì cũng có thể hút được. Đúng lúc này, hai mắt Tiểu Bạch trợn lên, nàng ta nhảy lên vai Dương Diệp, sau đó tay chỉ về phía xa xa. Dương Diệp thuận theo tay Tiểu Bạch nhìn lại, nhưng mà, hắn vẫn không nhìn thấy gì. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, tay Tiểu Bạch vội vàng chỉ về phía xa xa. Dương Diệp lại nhìn tiếp, nhưng mà vẫn không thấy gì. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn đương nhiên không cho rằng Tiểu Bạch đang lừa hắn, Tiểu Bạch mặc dù có đôi khi rất tinh nghịch, nhưng không đến mức lại đi lừa hắn. Nói cách khác, trước mặt hắn quả thật có thứ gì đó mà Tiểu Bạch thấy được chứ hắn thì không. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên vung tay, sau đó trốn ra sau hắn. Thứ này đã càng lúc càng gần. Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, sau đó, hắn bước một bước về phía trước. Kiếm vực. Lần này, Dương Diệp trực tiếp thi triển ra kiếm vực. Sau khi thi triển ra, Dương Diệp mở mắt, mà ở trước mặt, hắn nhìn thấy một quả cầu màu đen không lớn, chỉ to bằng nắm đấm. Trong mắt Dương Diệp mang theo vẻ ngưng trọng, quả cầu đó khi còn cách hắn ba trường thì ngừng lại. Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó ôm Tiểu Bạch vào lòng. Tiểu Bạch, người có thể nói chuyện với nó không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, đó quay đầu nhìn về phía hắc cầu, do dự một thoáng, nàng ta vung móng vuốt nhỏ. Lúc này, hắc cầu khẽ run lên, hiển nhiên là đang đáp lại. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Dương Diệp mừng lắm, Tiểu Bạch có thể trao đổi với hắc cầu này. Như vậy, hắn sẽ thu hoạch được rất nhiều tin tức. Dương Diệp xoa xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói. Giúp ta hỏi một chút, nó là ai, vì sao lại ở đây? Tiểu Bạch do dự một thoáng, sau đó vung tay rất nhanh, mà hắc cầu cũng đáp lại. Cứ như vậy, hai tiểu gia hỏa cách không trao đổi. Không biết qua bao lâu, hai mắt Tiểu Bạch đột nhiên trợn lên, sau đó cái đầu nhỏ liên tục lắc lư. Sao thế? Dương Diệp vội vàng hỏi. Tiểu Bạch chỉ hắc cầu ở xa xa, sau đó vung tay. Một lát sau, Dương Diệp nói. Ngươi là nói nó muốn ngươi ở lại chỗ này, sau đó giúp nó làm một chuyện gì đó. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó xua tay, ra hiệu sẽ không ở đây đâu. Ở đây tối xí xì, nàng ta không thích ở đây. Dương Diệp gật đầu. Ừ, không thể ở đây được, đúng rồi, nó có nói nó là ai? Vì sao lại ở đây không? Tiểu Bạch lắc đầu, sau đó móng vuốt hạ xuống, ý tứ của nàng ta là trao đổi với hắc cầu có chút khó khăn. Dương Diệp đang muốn nói gì đó thì đúng lúc này hắc cầu ở xa xa đột nhiên run lên, trong nháy mắt, Dương Diệp biến sắc, bởi vì hắn phát hiện hố đen ở đây đang co lại với tốc độ cực nhanh. Mà đúng lúc này Tiểu Bạch trên vai hắn đột nhiên bay ra, trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, Tiểu Bạch trực tiếp bay đến trước mặt hắc cầu, sau đó giơ tay lên vỗ vào hắc cầu. Bốp một tiếng, hắc cầu trực tiếp bị Tiểu Bạch vỗ bay ra ngoài. Dương Diệp. Tinh môn, một. Một màn này nằm ngoài dự đoán của Dương Diệp. Bởi vì từ lúc trước cho thấy, Tiểu Bạch có chút sợ tiểu hắc cầu này, nhưng hiện tại, Tiểu Bạch lại chủ động xuất kích. Sau khi Tiểu Bạch vỗ bay hắc cầu, nàng ta không dừng tay, mà là lại bay đến trước mặt hắc đầu, sau đó thì vỗ tiếp. Bùm! Tiểu hắc cầu lại bay ra ngoài. Nhưng mà, khiến Dương Diệp kinh ngạc là, tiểu hắc cầu đó không ngờ không hoàn thủ. Không hoàn thủ. Một lát sau, Tiểu Bạch ngừng lại, nàng ta về tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó nhếch miệng cười với Dương Diệp. Dương Diệp xoa xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói khẽ. Nó vì sao lại sợ ngươi? Tiểu Bạch giơ tay lên, vẻ mặt kiêu ngạo. Hiển nhiên là nói nàng ta rất lợi hại. Dương Diệp lắc đầu cười, kỳ thật, hắn đã đoán được. Tiểu hắc cầu này thuộc về loại linh, chính là tương đương với sinh linh như linh vương, cũng chỉ có loại sinh linh này mới có thể sợ Tiểu Bạch. Lúc này, tiểu hắc cầu đột nhiên nhẹ nhàng bay tới. Tiểu Bạch lườm tiểu hắc cầu một cái, người sau hiển nhiên có chút sợ hãi, lập tức lại lui về phía sau. Dương Diệp nhìn về phía tiểu hắc cầu đó, đang định lên tiếng thì lúc này trong đầu hắn đột nhiên vang lên một đạo thanh âm non nớt. Sợ sợ, sợ. Dương Diệp ngây người, tiếp theo, thần sắc hắn có chút cổ quái. Người này không ngờ lại biết nói tiếp người. Dương Diệp do dự một thoáng,
sau đó nói. Đừng sợ, nàng ta sẽ không làm tổn thương tới người đâu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch. Có phải không? Nói xong hắn đánh mắt với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó rất phối hợp gật gật đầu. Dương Diệp mỉm cười, sau đó đi tới trước mặt Tiểu Hắc Cầu. Ngươi biết nói tiếng người à? Biết một chút. Tiểu Hắc Cầu nói khẽ. Dương Diệp nói. Ngươi là ai? Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trao đổi với nó xem nó rốt cuộc là loại tồn tại gì, vì sao lại ở trung tâm của hố đen. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó bắt đầu trao đổi với Tiểu Hắc Cầu. Lúc ban đầu, Tiểu Hắc Cầu hiển nhiên có chút sợ hãi Tiểu Bạch, có điều về sau, thấy Tiểu Bạch không có ý động thủ, nó không sợ nữa. Qua hồi lâu, Dương Diệp cuối cùng cũng biết lai lịch của Tiểu Gia Hỏa trước mắt này. Hắc động chi linh, hắc động chi linh. Dương Diệp có chút kinh ngạc, hố đen này không ngờ cũng có linh, nếu là như vậy, mỗi một hố đen chẳng phải là đều có một linh. Giúp giúp với. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm nứt quãng của Tiểu Hắc Cầu. Giúp. Dương Diệp nhìn Tiểu Hắc Cầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch. Nó muốn chúng ta giúp cái gì? Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Tiểu Hắc Cầu, sau đó bắt đầu trao đổi, một lát sau. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp, sau đó móng vuốt nhỏ vung rất nhanh. Sau khi hiểu được ý tứ của Tiểu Bạch, thần sắc Dương Diệp trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Hủy diệt. Ý tứ của Tiểu Hắc Cầu này nơi này sắp bị hủy diệt. Theo hắn đoán, hủy diệt mà Tiểu Hắc Cầu nói chính là thời đại mạt pháp sắp đến, mà hắn không ngờ, thời đại mạt pháp lại ảnh hưởng tới hắc động chi linh. Vậy thời đại mạt pháp này e là sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ sinh linh vũ trụ. Vì sao lại có thời đại mạt pháp? Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Dương Diệp, lúc trước hắn đã có được một số đáp án, đó chính là trùng sinh, hủy diệt, luân hồi. Người sẽ trùng sinh, cũng sẽ chết, cũng sẽ luân hồi, vũ trụ cũng vậy. Đây chính là cái gọi là quy luật vũ trụ. Những sinh linh này đều không thoát được. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch. Người giúp ta hỏi một chút nó, chúng ta phải giúp nó thế nào? Nếu hắc động chi linh đã nhờ họ giúp nó, có lẽ đối phương có biện pháp gì đó. Tiểu Bạch gật đầu, tiếp tục trao đổi với hắc động chi linh. Qua hồi lâu, hai mắt Dương Diệp híp lại. Tiểu Bạch, ngươi là nói, nó bảo trốn cùng nó. Tiểu Bạch gật đầu. Trốn đi đâu? Dương Diệp vội vàng hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lại trao đổi. Qua hồi lâu, Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp, sau đó móng vuốt nhỏ vung nhanh. Tinh môn. Dương Diệp cau mày. Nó nói là trốn từ tinh môn. Tiểu Bạch gật đầu. Tinh môn ở đâu? Dương Diệp lại hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu, hắc động chi linh cũng không biết. Dương Diệp đó trước mặt hắc động chi linh, sau đó nói. Ngươi vì sao biết tinh môn? Hắc động chi linh không trao đổi với Dương Diệp mà là lựa chọn trao đổi với Tiểu Bạch. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đã rõ tất cả. Ý của nó là... Bảo hắn cùng với Tiểu Bạch dẫn nó trốn tới tinh môn, mà nó sở dĩ biết về tinh môn, là vì từng có người cùng với một số sinh linh đào tẩu từ tinh môn. Đây là từ vô số năm trước rồi, chính là thời đại của tiền sử nhất tộc. Lúc đó, hắc động chi linh này đã tồn tại, không chỉ tồn tại, còn từng tiếp xúc với tiền sử nhất tộc. Kỳ thật, theo suy đoán của Dương Diệp, sự tồn tại của nó đã tới điểm giới hạn, cũng chính là lúc trùng sinh và hủy diệt. Cũng chính bởi vì vậy nó tránh thoát được lần hạo kiếp lúc trước. Mà lần này thì nó không được may mắn như vậy. Tinh môn. Đối với Dương Diệp mà nói, biết về tinh môn, thu hoạch của chuyến này đã rất lớn rồi. Ít nhất, hắn hiện tại có một mục tiêu rõ ràng, đó chính là tìm kiếm tinh môn. Có điều, đáng tiếc hắc động chi linh này không biết tinh môn ở đâu. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi hỏi nó. Có nguyện ý theo chúng ta rời khỏi không? Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía hắc động chi linh, nó lập tức bay tới trước mặt Dương Diệp và Tiểu Bạch, tỏ vẻ nguyện ý. Kỳ thật, đây chủ yếu là do Tiểu Bạch. Thời đại mạt pháp, tác dụng của Tiểu Bạch là không gì sánh kịp, có thể nói, ở thời đại mạt pháp, tất cả sinh linh đều sẽ không chút do dự lựa chọn đi theo Tiểu Bạch. Cứ như vậy, Dương Diệp và Tiểu Bạch thành công lừa được một hắc động chi linh. Tiểu Bạch dẫn theo hắc động chi linh tiến vào Hồng Mông Tháp, có điều ngay sau đó, hắc động chi linh đã bị đuổi ra khỏi Hồng Mông Tháp. Việc này,
tất nhiên là tháp linh làm. Dương Diệp tiến vào trong Hồng Mông tháp, sau đó đi tới trước mặt Tiểu Bạch và tháp linh, sau một phen trao đổi, hắn mới hiểu, thì ra là sau khi hắc động chi linh tiến vào, bắt đầu cắn nuốt thế giới trong Hồng Mông tháp, tháp linh vừa không chú ý, thiếu chút nữa để hắc động chi linh này cắn nuốt thế giới ở tầng thứ nhất của Hồng Mông tháp. Dương Diệp và Tiểu Bạch ra khỏi, hai người nhìn chằm chằm hắc động chi linh, hắc động chi linh run rẩy. Nhìn bộ dạng đáng thương của hắc động chi linh, Dương Diệp cũng có chút không đành lòng, Tiểu Bạch cũng có chút không đành lòng, nàng ta đi tới trước mặt hắc động chi linh, sau đó giáo dục hắc động chi linh. Kỳ thật, hắc động chi linh không phải cố ý muốn cắn nuốt thế giới trong Hồng Mông tháp, mà là xuất phát từ bản năng, đối với nó mà nói, cắn nuốt vật chất ngoại giới sẽ khiến nó trở nên mạnh hơn, cho nên, nó sẽ theo bản năng cắn nuốt tất cả những gì mà mình có thể cắn nuốt. Cuối cùng dưới sự giáo dục của Tiểu Bạch, hắc động chi linh ý thức được sai lầm của mình. Sau đó Tiểu Bạch mới kéo nó tiến vào trong Hồng Mông tháp. Mà lần này, tháp linh không đuổi hắc động chi linh ra nữa. Có điều, hắc động chi linh vẫn có chút sụt rè, trong thế giới này, đại lão quá nhiều. Đặc biệt là tiểu cô nương thiên tú kia, hắc động chi linh lại không dám tiếp cận, khiến thiên tú buồn bực không thôi. Dương Diệp ra khỏi hố đen, mà Dương Diệp phát hiện, rời khỏi hắc động chi linh theo hắn rời khỏi, hố đen lập tức biến thành khí trầm trầm. Hố đen này kỳ thật lấy hắc động chi linh là hạch tâm, có thể nói, hắc động chi linh không có hố đen vẫn thể sinh tồn, đồng thời nó tùy thời có thể chế tạo ra một hố đen, nhưng, hố đen không có hắc động chi linh, nó sẽ dần dần biến mất. Sau khi rời khỏi hố đen, Dương Diệp không lựa chọn tiếp tục thăm dò hố đen kế tiếp, mà là đi tới di tích tiền sử. Sau khi vào đại điện, Dương Diệp đi tới trước mặt cỗ quan tài, mà lúc này bên trong quan tài truyền đến thanh âm của người tiền sử. Tu vi của ngươi đã tăng mạnh, thiên phú của ngươi có thể xưng là yêu nghiệt. Cho dù ở thời đại của chúng ta cũng rất ít có. Quá khen. Dương Diệp cười nói. Lần này tới đây, là muốn hỏi thăm tiền bối một chuyện, ta cảm thấy, tiền bối chắc biết. Nói thử đi. Người tiền sử nói. Tinh môn. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối chắc biết tinh môn chứ. Dương Diệp vừa dứt lời, hiện trường lập tức trở nên yên lặng. Người tiền sử trầm mặc. Qua hồi lâu, người tiền sử vẫn không nói gì. Lúc này, Dương Diệp biết, đối phương hẳn là biết về tinh môn. Người sao lại biết tinh môn? Lúc này người tiền sử đột nhiên hỏi. Cơ duyên xảo hợp thôi. Người hoặc là sinh linh biết tinh môn nên là rất ít, đặc biệt là ở thời đại này của các ngươi, e là một số lão tổ cũng không biết về sự tồn tại của nó. Ta rất bất ngờ, người không ngờ lại biết. Tiền bối biết nó ở đâu không? Nếu ngươi muốn từ tinh môn thoát ra khỏi phiến vũ trụ này thì e là ngươi phải thất vọng rồi. Vì sao? Ngươi có biết cái gì gọi là tinh môn không? Cũng chính là cánh cửa tinh không, nó là một cánh cửa thần bí, tồn tại bên trong tinh không. Nhưng nó là tùy cơ xuất hiện ở các vũ trụ, năm đó nó xuất hiện ở Đại Thiên Vũ Trụ, là may mắn của Đại Thiên Vũ Trụ. Đương nhiên cũng là vô số sinh linh của Đại Thiên Vũ Trụ dùng nỗ lực để đổi lấy. Trong đó công lao lớn nhất chính là vị linh chủ lúc trước, nàng ta dùng thần thông vô thượng liên hệ với tinh môn, sau đó phải trả cái giá rất lớn để đối phương hàng lâm đại thiên vũ trụ, nhưng mà... Nói đến đây, người tiền sử đột nhiên trầm mặc. Nhưng mà làm sao? Dương Diệp hỏi. Người tiền sử nói. Nhưng mà, tinh môn không phải là sinh môn, nó thật ra là một cánh cửa truyền tống, nhưng nó có thể khiến cho ngươi chết nhanh hơn. Đúng lúc này... Nắp quan tài đột nhiên mở ra, tiếp theo, một đạo thân ảnh mơ hồ từ trong bay ra. Tiền sử nhất tộc chúng ta không phải sinh linh bản thổ của Đại Thiên Vũ Trụ. Chúng ta chính là từ tinh môn truyền tống đến, sau đó, chúng ta cơ hồ bị diệt tộc. Dương Diệp. Không thể không nói, Dương Diệp lúc này trong lòng vẫn rất rúng động. Tiền sử nhất tộc không phải sinh linh bản thổ của Đại Thiên Vũ Trụ, mà là từ tinh môn truyền tống đến. Bóng người đó bay tới trước mặt Dương Diệp. Chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ thoát khỏi vũ trụ của chúng ta. Nhưng mà không ngờ tới vũ trụ này rồi, vũ trụ này cũng đã trải qua thời đại mạt pháp. Lần này tiền sử nhất tộc nguyên khí đại thương, thiếu chút nữa thì trực tiếp bị diệt tộc. Dương Diệp trầm mặc. Người có biết thời đại mạt pháp khủng bố thế nào không? Người tiền sử đột nhiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu, người tiền sử nói. Linh khí khô kiệt, thiên địa vỡ nát. Vô số sinh linh toàn bộ tử vong ngay lập tức.
Loại hạo kiếp này hoàn toàn không phải sức người có thể ngăn cản. Ngươi làm sao mà sống sót được? Dương Diệp hỏi. Ngươi tiền sử nói. Ngươi thật sự cảm thấy là ta vẫn đang còn sống à? Dương Diệp co rút lại. Ngươi không phải đang sống à? Đương nhiên là sống, có điều, TK đứng trước mặt ngươi không phải là bản thể của ta, mà là một đạo hình ảnh của ta. Hình ảnh? Dương Diệp nhìn đối phương một cái. Vậy bản thể của ngươi đâu? Phong tồn rồi. Ngươi tiền sử nói. Trường hạo kiếp năm đó, tuy sức người không thể ngăn cản. Nhưng chúng ta có rất nhiều biện pháp để ứng đối, phong tồn bản thân chính là một biện pháp trong đó. Có điều biện pháp này chỉ có tộc ta mới có thể dùng được, bởi vì tộc ta có đặc thù mà tộc khác không có. Nói nhiều như vậy là muốn người biết rằng, trốn tới vũ trụ khác, tộc ta cũng từng làm rồi. Nhưng mà vũ trụ khác cũng không nhất định chính là thiên đường. Tình huống nơi đó có thể còn xấu hơn so với đại thiên vũ trụ. Dương Diệp cười khổ. Theo lời tiền bối nói thì chúng ta chỉ có thể chờ chết thôi à. Nhân quả báo ứng. Người tiền sử nói. Trong vũ trụ này vô số sinh linh chỉ không ngừng đòi hỏi vũ trụ chứ chưa bao giờ làm gì cho vũ trụ, nếu ngươi là vũ trụ, ngươi sẽ như thế nào? Cứ đòi hỏi như vậy, vũ trụ sẽ không chịu nổi gánh nặng, cho nên, mới có thời đại mạt pháp, mà sau thời đại mạt pháp chính là một vũ trụ tân sinh. Cái này tương đương với xóa đi tất cả rồi bắt đầu lại. Dương Diệp lắc đầu. Trong vũ trụ này, mọi người đều muốn sinh tồn, muốn sống lâu thì chỉ có thể tu luyện. Mà nếu tu luyện thì phải đoạt lấy linh khí của vũ trụ, cho nên khúc mắc này rất khó giải. Quả thật là khó giải. Người tiền sử nói. Nếu ngươi muốn tìm kiếm tinh môn, ngươi không ngại hỏi linh chủ của ngươi xem, nàng ta là tồn tại duy nhất ngoài vũ trụ chi linh có thể liên hệ với tinh môn. Đương nhiên nàng ta hiện tại chắc là chưa có năng lực này. Dương Diệp nói. Nói cách khác hố đen bên trong hố đen là không thể thăm dò ra được đường. Không nhất định. Người tiền sử nói, sự hình thành của hố đen có chút kỳ diệu, có một số hố đen, quả thật là một truyền tống trận không gian, có thể truyền tống đến vũ trụ khác. Có điều loại hố đen này không phải là hình thành một cách tự nhiên, mà là con người sáng tạo ra. Khi đại thiên vũ trụ sinh ra, đám sinh linh sớm nhất nếu đủ mạnh, tìm được đường thông ra ngoài, như vậy trong hố đen vô tận của đại thiên vũ trụ này có lẽ còn có truyền tống trận. Đây là suy đoán của tiền bối à? Dương Diệp hỏi. Cũng không phải. Người tiền sử nói. Chúng ta là người từ ngoài đến, không quá rõ về lịch sử của đại thiên vũ trụ này, nhưng cũng biết một chút. Đại thiên vũ trụ này trước khi chúng ta tới đã trải qua một lần thời đại mạt pháp, mà lúc ấy nghiên cứu của chúng ta, có một đám cường giả hình như còn sống. Nói đến đây thì dừng một chút, sau đó nói. Nếu ngươi nhảy ra khỏi đại thiên vũ trụ nhìn đại thiên vũ trụ, người sẽ phát hiện đại thiên vũ trụ này bị một trận pháp bao trùm, trận pháp này cực kỳ cường đại, mà trận pháp này do sinh linh lúc ban đầu của đại thiên vũ trụ này sáng chế ra. Đại thiên vũ trụ bị trận pháp bao trùm. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp chút khiếp sợ, đương nhiên, cũng có chút đau đầu. Đại thiên vũ trụ này, hết chủng tộc này tới chủng tộc khác, mấy thứ này đối với hắn mà nói thì có chút phức tạp. Lúc này, người tiền sử lại nói. Ta chỉnh lý lại một chút về lịch sử đại thiên vũ trụ cho ngươi, lúc đại thiên vũ trụ mới sinh ra, xuất hiện một nền văn minh này chúng ta gọi là thủy văn minh, mà sau thủy văn minh là tiền sử nhất tộc chúng ta, trước khi chúng ta tới đấy, người của thủy văn minh kẻ chết người đi. Mà chúng ta sau này trong vô số năm tháng, vũ trụ trùng sinh, khi đó, lại sinh ra một nền văn minh, đó chính là hư linh tộc trở thành bá chủ của vũ trụ này. Sau đó thì chính là văn minh cận đại, cũng chính là thần tộc, sau thần tộc thì là bách tộc. Nghe vậy, Dương Diệp đã có một hiểu biết đại khái về lịch sử của toàn bộ đại thiên vũ trụ. Văn minh nhân tộc đối với cả vũ trụ mà nói thì thật sự không tính là gì. Người tiền sử nói, vũ trụ là đa nguyên hóa, sự to lớn của nó là không thể tưởng tượng. Kỳ thật, trong ghi chép của tộc ta, có một vũ trụ chưa bao giờ trải qua thời đại mạt pháp. Vũ trụ nào? Dương Diệp hỏi. Người tiền sử nói. Cụ thể thì ta cũng không rõ, chỉ biết là vũ trụ đó tuy không lớn, nhưng lại cực kỳ hài hòa. Nguyên nhân chủ yếu là sinh linh của vũ trụ đó rất đặc biệt, nói một cách đơn giản thì vũ trụ đó, sinh tồn đều là một số linh vật và linh vương cùng linh chủ, đám gia hỏa này khi hấp thu linh khí vũ trụ đồng thời cũng quả đáp lễ vũ trụ. Giống như linh chủ của ngươi vậy,
nàng ta có thể hút sạch linh khí của một mảng đại lục, nhưng nó cũng có thể khiến một đại lục khởi tử hồi sinh. Cho nên, theo ta đoán, nếu không làm tổn thương tới căn bản của vũ trụ thì liền thời đại mạt pháp. Dương Diệp nói khẽ. Nói đến cùng, thời đại mạt pháp là tự chúng ta tạo ra, đúng không? Có thể nói như vậy, kẻ địch của tất cả sinh linh chúng ta không phải ai khác, kỳ thật chính là bản thân chúng ta mới là địch nhân lớn nhất của mình. Vũ trụ sáng tạo ra chúng ta, mà chúng ta lại lựa chọn hủy diệt mình, lúc này, Dương Diệp nghĩ tới hai chữ. Nghịch thiên. Rất nhiều người tu luyện thường xuyên sẽ treo hai chữ này trên miệng, Dương Diệp hắn cũng từng như vậy. Thiên địa này chưa bao giờ mắc nợ ai, nhưng mà vô số người tu luyện lại thường xuyên hô phải nghịch thiên. Thật lòng mà nói, nếu Dương Diệp hắn là trời, vậy thì hắn đã sớm giết chết những kẻ láo lếu này rồi. Người trẻ tuổi. Đúng lúc này, người tiền sử đó đột nhiên nói. Người được linh chủ đi theo, đây là khí vận rất lớn của ngươi. Nhưng cũng sẽ một phiền phức rất lớn, một khi thời đại mạt pháp hàng lâm, các ngươi lại không tìm được đường phát triển mới, linh chủ sẽ trở thành thứ tất phải tranh. Có linh chủ, ở thời đại mạt pháp vẫn có cơ hội sinh tồn. Cho nên, ngươi hoặc là mau chóng tìm được đường mới để đi, hoặc là để linh chủ tự đi, với tính đặc thù của nàng ta ngươi hoàn toàn không cần lo lắng tới sự an toàn của nàng ta, mà những lúc như vậy, cho dù là một vị lão tổ, cũng không dám đả thương một vị linh chủ. Để Tiểu Bạch rời đi. Dương Diệp cười khổ. Ta sợ là không làm được. Nếu hắn thật sự làm như vậy, nước mắt của Tiểu Bạch e là sẽ nhấn chìm cả đại lục này. Tiểu gia hỏa này coi hắn là người chí thân, có thể nói. Hắn chính là tất cả của Tiểu Bạch, nếu để nàng ta đi, hắn rất khó tưởng tượng Tiểu Bạch sẽ thương tâm đến mức độ nào. Lúc này, Dương Diệp cười cười, nói. Bất kể là như thế nào cũng đa tạ tiền bối đã giải thích nghi hoặc cho ta. Cuối cùng, nếu tiền bối để lại ảnh hưởng, chắc hắn là có mục đích gì đó. Nếu cần ta hỗ trợ thì cứ nói. Đa tạ, nếu cần, ta sẽ tìm ngươi, nếu ngươi cần gì thì có thể tới đây tìm ta. Dương Diệp gật đầu. Sau đó ôm quyền. Ta cáo từ trước. Nói xong, hắn xoay người ra khỏi đại điện. Sau khi Dương Diệp đi không lâu, trong điện đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm. Hủy diệt cũng là trùng sinh lúc trước có hư linh nữ ngăn cản tộc ta, hiện tại, chắc là không có nữa rồi. Vào khoảnh khắc thanh âm này vang lên, trong cơ thể Dương Diệp đã ra khỏi điện, cũng chính là trong Hồng Mông Tháp, Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt nàng ta lóe lên sát ý. Có điều rất nhanh liền khôi phục bình thường, mà sau đó, trong mắt Thiên Tú mang theo vẻ ngỡ ngàng, một lát sau, nàng ta lắc lắc đầu, sau đó thì nhảy theo Tiểu Bạch ở phía trước. Cách đó không xa, An Nam Tĩnh nhìn Tiểu Thiên, mày nhìn lại, trong tay nàng ta là Chiến Thiên. Trong chớp mắt vừa rồi, nàng ta cảm nhận được một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, bởi vậy, nàng ta theo bản năng lấy ra Chiến Thiên. Mà nguy hiểm này là cảm nhận được từ trên người Thiên Tú. An Nam Tĩnh vẫn nhìn Thiên Tú, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Sau khi Dương Diệp rời khỏi di tích tiền sử, đi tới trong tinh không, đang muốn ngự kiếm mà đi thì đúng lúc này một người áo đen thần bí đột nhiên xuất hiện Dương Diệp. Ngực trái người áo đen có một chữ thiên nho nhỏ. Dương Diệp cau mày, thầm đề phòng. Đúng lúc này, người áo đen đi tới trước mặt Dương Diệp. Tiếp xúc với người tiền sử đó rồi chứ? Dương Diệp gật đầu. Các hạ à? Người áo đen nói, không cần phải bận tâm ta là ai, ta lần này tới tìm ngươi có hai chuyện, chuyện thứ nhất, đừng tin người tiền sử đó, càng không thể đưa Tiểu Bạch cho đối phương, nếu không, ta cam đoan với ngươi rằng cho dù người phía sau ngươi mạnh tới mấy, ta cũng sẽ giết ngươi, mà nếu ta bất chấp tất cả mọi giá để giết ngươi thì năm vị lão tổ cũng không bảo vệ được ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi nhíu mày. Lúc này, người áo đen lại nói. Tiền sử nhất tộc không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, mục đích của bọn họ rất không đơn thuần. Cuối cùng, ta muốn nói chuyện với linh chủ, chỉ nói chuyện thôi. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó gọi Tiểu Bạch ra. Nàng ta nhìn người áo đen thần bí, rất nhanh, trong mắt nàng ta xuất hiện một tia kinh ngạc. Tiếp theo, nàng ta bay đến vai người áo đen, sau đó vỗ nhẹ vào đầu người áo đen. Dương Diệp có chút giật mình. Người áo đen này rốt cuộc là ai? Không ngờ Tiểu Bạch lại thân thiết với hắn như vậy. Lúc này, người áo đen đột nhiên vươn tay ra xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói. Năm đó là ta sai lầm, không ngay lập tức tìm ngươi,
để ngươi phải chịu khổ ở hạ giới. Hiện tại, ngươi đã có lựa chọn, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi, bất kể là như thế nào cũng phải sống cho tốt. Chuyện còn lại cứ để cho ta làm. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ về phía Dương Diệp. Dương Diệp mặt tối sầm, tiểu gia hỏa này lại còn nói là để hắn giúp một tay. Lúc này trong lòng Dương Diệp vẫn có chút khiếp sợ, hắn có thể xác định, hắn và Tiểu Bạch đều không biết người áo đen trước mắt này. Mà Tiểu Bạch lại thân thiết với đối phương như vậy, chứng tỏ Tiểu Bạch thấy đối phương không nguy hiểm. Thấy Tiểu Bạch chỉ, người áo đen nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hắn không giúp được. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó lại chỉ về phía Dương Diệp, ý tứ là hắn rất lợi hại. Người áo đen khẽ lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch. Tự mình bảo trọng nhé, ta có thời gian sẽ tới thăm ngươi. Nói xong, người này nhìn Dương Diệp. Chiếu cố nàng ta cho tốt, nói xong, người áo đen xoay người biến mất ở. Người áo đen đi rồi, Dương Diệp ôm lấy Tiểu Bạch, sau đó nói. Ngươi quen người đó à? Tiểu Bạch lắc đầu, sau đó vung tay. Dương Diệp trầm mặc. Ý tứ của Tiểu Bạch là người đó là đồng loại với nàng ta. Đồng loại của Tiểu Bạch. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này hắn đã đại khái đoán được thân phận của người áo đen đó. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch trong lòng. Chúng ta đi thôi. Dứt lời, ôm Tiểu Bạch trực tiếp biến mất. Dương Diệp lại một lần nữa tới địa vực hố đen vô tận, đối với hắn mà nói, bất kể là tinh môn, hay là truyền tống trận mà Thủy Văn Minh lúc trước lưu lại hắn đều cần phải tìm. Nguyên nhân rất đơn giản. Một khi thật sự không có đường lui, vậy những thế lực của Đại Thiên Vũ Trụ sẽ di rời ánh mắt tới trên người Tiểu Bạch. Những người đó nếu cùng gây khó dễ, Dương Diệp vẫn không cản được. Sau khi từ chỗ người tiền sử có được tin tức này, tâm tình Dương Diệp có chút trầm trọng. Tình trạng trước mắt của Đại Thiên Vũ Trụ quả thật rất khó xử, nếu thời đại mạt pháp đến, hắn muốn chỉ lo thân mình thì hiển nhiên là không thể. Hơn nữa, càng đừng nói tới trên người còn có Tiểu Bạch. Vào khoảnh khắc thời đại mạt pháp hàng lâm, Dương Diệp chính là trung tâm của vòng xoáy đại thiên vũ trụ, tất cả thế lực đều sẽ vận chuyển quanh hắn. Có chút đau đầu. Dương Diệp tới hố đen vô tận, lúc này, đạo tổ xuất hiện trước mặt hắn, đạo tổ quan sát Dương Diệp, sau đó nói. Có hắc động chi linh đi theo ngươi rồi à? Dương Diệp gật đầu. Ta có thể xem không? Đạo tổ cười nói. Dương Diệp tất nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức gọi hắc động chi linh ra. Hắc động chi linh nhìn thấy đạo tổ, hiển nhiên có chút kiêng kỵ, không dám tới gần, trốn sau lưng Tiểu Bạch. Đạo tổ nhìn đó hắc động chi linh hồi lâu, sau đó nói. Quả nhiên là hắc động chi linh. Sao vậy? Dương Diệp hỏi. Đạo tổ khẽ lắc đầu. Ta từng nhìn thấy một con, đối phương so với con này thì mạnh và lớn hơn nhiều, ta từ trong miệng đối phương biết được một chuyện, mà ngươi tới tiền sử di tích chắc cũng biết rồi. Dương Diệp gật đầu. Đạo tổ nói, tinh môn và truyền tống trận Thủy Văn Minh lưu lại, đây là thứ chúng ta cần tìm, cho dù chỉ biết là một dạng trong đó cũng được. Tìm được rồi, sự chú ý của những người trong Đại Thiên Vũ Trụ mới có thể di rời khỏi ngươi và linh chủ. Bằng không, thời đại mạt pháp hàng lâm, ở trước mặt tuyệt cảnh, rất nhiều người sẽ điên cuồng, cho dù là người thân cận bên cạnh ngươi có thể cũng sẽ ra tay với ngươi. Tiền bối thì sao? Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía đạo tổ, hỏi. Ta. Đạo tổ mỉm cười. Tiểu gia hỏa, ngươi quá coi thường ta rồi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cho dù vũ trụ này hủy diệt, ta cũng sẽ không chết, đối với loại cấp bậc của chúng ta mà nói, trừ phi tự mình muốn chết, bằng không, người khác rất khó giết được chúng ta. Giống như Nho Tổ, nếu hắn không muốn chết, chẳng ai giết được hắn cả. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Cái chết của Nho Tổ có liên quan tới đạo gia à? Đạo Tổ khẽ lắc đầu. Không liên quan, đương nhiên là có một chút, nếu ba nhà chúng ta không khoanh tay đứng nhìn, Nho gia cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Đối với ta mà nói, rất nhiều chuyện đều chẳng quan trọng là đạo thống của ta được truyền thừa. Ta hiểu được. Dương Diệp gật đầu. Ta sẽ nỗ lực tìm kiếm tinh môn và truyền tống trận. Nếu thật sự không tìm thấy, phải tìm được. Không tìm được, người có thể sẽ phải chết. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày. Đạo tổ nói, nhìn chằm chằm vào ngươi không chỉ là bách tộc,
còn có hai thế lực thần bí. Hiện tại bọn họ vẫn chưa xuất thủ, là vì nếu xuất thủ, cái giá phải trả quá lớn. Nhưng thời đại mạt pháp hàng lâm, bọn họ sẽ bất chấp tất cả mọi giá để cướp lấy linh chủ, trong đây cũng bao gồm cả thần tộc. Nói một cách đơn giản, nếu không tìm thấy đường thoát SKC, người của toàn bộ đại thiên vũ trụ đều sẽ là kẻ địch của ngươi, trừ phi ngươi nguyện ý chủ động từ bỏ linh chủ. Chủ động từ bỏ linh chủ. Dương Diệp lắc đầu, bất kể là như thế nào hắn cũng sẽ không từ bỏ linh chủ. Như biết suy nghĩ của Dương Diệp, đạo tổ mỉm cười. Bất kể là như thế nào, tận hết năng lực của mình mà làm, về phần kết quả như thế nào, rất nhiều lúc cũng phải xem ý trời. Nói xong, thân hình hắn lên, trực tiếp biến mất. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp vốn muốn tùy tiện tìm một hố đen để bắt đầu tìm kiếm, nhưng cuối cùng không làm như vậy, mà là gọi Hắc Động Chi Linh và Tiểu Bạch ra. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp, mắt chớp chớp, bộ dạng rất nhu thuận. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Hai người các ngươi giúp ta nhìn xem hố đen nào có có bảo bối, bảo bối. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Hắc Động Chi Linh ở bên cạnh, Hắc Động Chi Linh hiển nhiên có chút không hiểu, qua rất lâu, Tiểu Bạch mới giải thích được cho Hắc Động Chi Linh cái gì gọi là bảo bối. Dưới cái nhìn chăm chú của Tiểu Bạch và Dương Diệp, cuối cùng Hắc Động Chi Linh run run, sau đó mắt Tiểu Bạch lập tức sáng ngời. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong lòng mừng lắm. Lúc này, Hắc Động Chi Linh đột nhiên xoay người bay ra xa, Tiểu Bạch vội vàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó móng vuốt nhỏ chỉ về phía Hắc Động Chi Linh, ý tứ là đi theo nó. Dương Diệp gật đầu, sau đó ôm Tiểu Bạch đuổi theo Hắc Động Chi Linh. Dưới sự dẫn dắt của Hắc Động Chi Linh, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch xuyên qua vô số hố đen, kỳ thật, làm vậy có chút nguy hiểm, bởi vì trong những hố đen này là không có cảm về phương hướng. Nếu không cẩn thận, rất dễ bị lạc trong hố đen vô tận. Nếu tự hắn đi, hắn tuyệt đối sẽ không điên cuồng xuyên qua hố đen như vậy. Lần này sở dĩ dám làm vậy, nguyên nhân chủ yếu là có Hắc Động Chi Linh dẫn đường. Cứ như vậy, Dương Diệp đi theo Hắc Động Chi Linh xuyên qua không biết bao nhiêu hố đen, cuối cùng, Hắc Động Chi Linh ngừng lại, sau đó nó bay tới trước mặt Dương Diệp và Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, móng vuốt nhỏ chỉ về phía trước. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, ở ngoài chừng nghìn trượng có một tòa cung điện màu đen. Cung điện? Trong đây có bảo bối à? Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lại nhìn về phía Hắc Động Chi Linh. Dương Diệp. Cuối cùng, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới tòa cung điện, mà Hắc Động Chi Linh thì đi sau lưng Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới trước tòa cung điện đó, trên cửa lớn của cung điện có hai chữ to. Có điều Dương Diệp không hiểu hai chữ này. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhếch miệng cười, Dương Diệp lại xoa đầu nàng ta. Đi vào đi. Tiểu Bạch không tình nguyện tiến vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Hắc Cầu. Ngươi cũng đi vào đi. Tiểu Hắc Cầu quyết đoán tiến vào Hồng Mông, có điều nó hiện tại ở trong Hồng Mông Tháp rất sụt rè, vì biết rằng trong đó có hai người không thể đắc tội, một là Tiểu Bạch, còn lại là Tháp Linh. Dương Diệp đẩy cửa lớn cung điện sau đó đi vào. Trong điện trống rỗng. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, xung quanh có một số bức họa kỳ dị, Dương Diệp rất khó hình dung ra được. Đây là nơi nào? Dương Diệp cau mày, đúng lúc này, một đạo quang quyển cực lớn đột nhiên xuất hiện cách Dương Diệp không xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ở loại địa phương này vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn. Dưới cái nhìn chăm chú của Dương Diệp, bên trong quang quyển dần dần ngưng tụ ra một đạo thân ảnh mơ hồ. Vô số năm rồi. Lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên trong điện. Ngươi là sinh linh đầu tiên tới chỗ này. Sinh linh, thần sắc có chút cổ quái, đối phương không gọi hắn là người. Lúc này, đạo thanh âm đó lại nói. Ngươi là sinh linh gì? Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp càng thêm cổ quái. Do dự một thoáng, hắn nói. Ta là người. Người. Bên trong thanh âm đó mang theo một tia kinh ngạc. Giống loài mới xuất hiện à? Dương Diệp. Hiện tại là thời đại gì? Thanh âm đó lại hỏi. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Tiền bối, ngươi là người của thời đại nào? Thanh âm đó đến. Thời đại của ta là sinh ra cùng vũ trụ này. Thủy Văn Minh. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, kỳ thật, hắn đã đoán được. Nghĩ nghĩ một thoáng,
hắn nói. Sau các ngươi có một tiền sử nhất tộc, sau tiền sử nhất tộc có hư linh tộc, sau hư linh tộc là thần tộc và hiện tại là bách tộc. Thì ra là thế. Thanh âm đó nói. Nhân loại các ngươi đều yếu như ngươi à? Dương Diệp. Mình yếu à? Để tay lên ngực tự hỏi, Dương Diệp không cho rằng là mình yếu. Mà vị trước mắt này khẳng định cũng sẽ không cố ý hạ thấp hắn, như vậy, chỉ có một ý tứ. Không phải hắn yếu, mà là người trước mắt này quá mạnh. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía đối phương. Ta rất yếu à? Cũng không phải quá yếu. Thanh âm đó nói. Ta có thể cảm nhận được, khí tức của ngươi vẫn có chút thú vị. Hiện giờ là thời đại mạt pháp à? Thanh âm đó lại hỏi. Dương Diệp cũng không muốn tiếp tục vấn đề yếu hay không yếu với đối phương gì, lập tức gật đầu. Thời đại mạt pháp vẫn chưa thật sự bắt đầu, nhưng, chắc là cũng sắp rồi. Thanh âm đó trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Vẫn tới. Tiền bối biết thời đại mạt pháp sẽ là vào lúc này à? Ừ, tộc ta năm đó đã tính được. Nhân loại, người ở trong nhân loại tính là yếu hay mạnh? Không phải mạnh nhất. Ta hiểu rồi. Như vậy xem ra, các ngươi e là độ không qua được một kiếp này. Lúc trước các ngươi đã thoát được thời đại mạt pháp à? Ừ, hàng lâm thời đại mạt pháp vẫn chưa hàng lâm, tộc ta đã biết trước được thời đại mạt pháp sẽ hàng lâm, bởi vậy, tộc ta bắt đầu tìm đường ra. Cuối cùng chúng ta lợi dụng mắt của trời xuyên qua vũ trụ mờ mịt, bên trong vũ trụ vô tận tìm kiếm mới nơi sinh tồn. Có lẽ là trời xanh chiếu cố, chúng ta đã tìm được. Có điều, muốn tới nơi đó, chỉ có người mạnh nhất của tộc ta mới có thể làm được. Sau đó các ngươi sáng tạo ra trận pháp. Đúng vậy, chúng ta dùng hết sức lực của cả tộc, lấy đại thiên vũ trụ làm mắt trận, sáng tạo ra một truyền tống trận siêu cấp, truyền tống trận này có thể giúp chúng ta truyền tống tới đó. Vậy chúng ta có thể dùng được truyền tống trận đó không? Về lý thuyết thì có thể, nhưng thực lực chỉnh thể của các ngươi quá yếu, ta nghĩ, với thực lực của các ngươi e là căn bản không thôi động được trận pháp này. Không chỉ vậy, còn có khả năng bị trận pháp phản phệ. Vậy phải làm sao? Câu hỏi này khiến hư ảnh có chút xoay sở không kịp. Phải làm sao thì liên quan gì tới hắn? Dương Diệp cũng ý thức được điều này, cười xấu hổ, sau đó nói. Tiền bối, người có biết tinh môn không? Tinh môn á? Chính là cửa có thể truyền tống tới vũ trụ khác. Ta hiểu ngươi đang nói gì. Đó không phải là tinh môn, đó là tử vong chi môn. Tử vong chi môn. Thế là sao? Đó là cửa truyền tống mà một tộc được gọi là bất tử tộc làm ra, cửa truyền tống này sẽ truyền tống người tiến vào trong đó tới tinh hệ bất tử. Người có biết vì sao bọn họ gọi là bất tử tộc không? Bởi vì từ trình độ nào đó mà nói, bọn họ là bất tử. Bất tử, sao có thể như vậy? Bọn họ bất tử được là nhờ không ngừng hấp thu sinh mệnh của sinh linh khác để duy trì sinh mệnh của mình. Cho nên, bọn họ sáng tạo ra gia tinh môn này, sau đó ném nó vào trong vũ trụ mênh mông. Năm đó người của tộc ta không biết tình huống mà vào trong đó, nếu không phải thực lực của hắn cường đại, lần đó hắn đã không về được rồi. Tử vong chi môn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn nghĩ tới một chuyện, tiền sử nhất tộc là từ trong tinh môn truyền tống mà đến, nếu lời nói của người trước mắt này không phải là giả, vậy thì người tiền sử là đang lừa hắn. Đại thiên vũ trụ này hiển nhiên không phải địa bàn của bất tử tộc. Đối phương vì sao phải lừa hắn? Có lý do gì? Hay là người trước mắt này đang lừa hắn? Nhưng lý do là gì? Dương Diệp lúc này rất khó hiểu. Tộc ta năm đó đã giao thủ với bất tử tộc. Đúng lúc này, hư ảnh đó lại nói. Đối phương cực kỳ cường đại, có điều cuối cùng, hai chúng ta vẫn chưa thật sự khai chiến. Nói đến đây, người này trầm mặc một hồi. Sau đó lại nói. Nhân loại, tộc ta để lại một đạo ý niệm của ta ở đây là để ta thấy tương lai của đại thiên vũ trụ. Mà ta hiện tại, khi ngươi tiến vào điện này, kích hoạt trận pháp ở đây, sau khi làm thức tỉnh ta, ta đã thấy đại thiên vũ trụ hiện tại, cho nên ta phải đi rồi. Nếu ngươi còn có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi ta. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Tiền bối, nếu chúng ta muốn rời khỏi nơi này, thật sự không biện pháp khác à? Thôi động thiên linh trận. Hư ảnh nói. Tụ tập tất cả sức lực của mọi người, thôi động trận này, sau đó truyền tống tới vũ trụ mà chúng ta từng đi qua. Vũ trụ đó tuy linh khí hơi loãng, nhưng cách thời đại mạt pháp vẫn khá xa. Các ngươi có thể tạm thời sinh tồn. Về phần tinh môn đó,
đừng tìm, cửa này, với thực lực của các ngươi, một khi đi vào thì e là có đến mà không có về. Thiên linh trận. Dương Diệp cười khổ. Tiền bối không biết đấy thôi, đại thiên vũ trụ hiện tại, giữa các thế lực đều có ân oán, muốn mọi người liên thủ e là không thể. Hơn nữa những kẻ đó cũng sẽ không tin ta. Lúc này, các ngươi còn không đoàn kết, nếu diệt vong cũng là gieo gió gặt bão. Hư ảnh đó nói, Dương Diệp cười khổ, sau đó hắn do dự một thoáng, lại nói. Tiền bối, ngươi có bảo bối gì không, bảo bối mà ngươi không dùng tới ý. Hay là các ngươi ở vũ trụ này có lưu lại bảo bối gì không, nếu có thì xin nói cho ta biết. Tử sẽ giúp các ngươi bảo tồn, ngày sau nếu có cơ hội ta sẽ trả lại cho các ngươi. Hư ảnh. Đây chính là một cơ hội xin bảo bối, về phần ra mặt, tạm ném sang một bên đã. Một lát sau, hư ảnh nói. Ngươi nói như vậy thật sự có một chỗ, ngươi có lẽ có thể tới thử, nghe vậy, mắt Dương Diệp sáng lên. Ở đâu? Ở đại thiên vũ trụ này có một tinh cầu tên là Thủy Linh Tinh, cũng chính là Thủy Linh đại lục này lúc trước là nơi mà tộc ta ở. Có điều đại lục này chắc linh khí đã triệt để khô kiệt rồi, năm đó để hoàn thành thiên linh trận, cường giả của tộc ta đã rút toàn bộ linh khí của Thủy Linh đại lục. Lần đó đã trực tiếp tổn hại tới căn cơ của Thủy Linh đại lục, khiến nó không thể khôi phục. Có điều, năm đó chúng ta đi vội vàng, có vài thứ chưa kịp mang đi, hơn nữa. Một số cường giả trong tộc ta có thể có đồ để lại, ngươi có thể tới đó thử thời vận. Thủy Linh Tinh. Dương Diệp trong lòng mừng lắm. Kỳ thật, chuyến đi này đối với hắn mà nói, thu hoạch rất lớn. Bởi vì hắn có được rất nhiều tin tức, mấy tin tức này rất quan trọng. Rất nhanh, hư ảnh đó biến mất. Dương Diệp đang muốn xoay người rời đi thì đúng lúc này Tiểu Bạch đột nhiên chạy ra, nàng ta chỉ về phía tòa cung điện, mắt chớp chớp. Cung điện. Mắt Dương Diệp sáng lên, hắn nhìn lướt qua bốn phía, lúc này hắn mới phát hiện, cung điện này rất không bình thường. Do dự một thoáng, hắn rút kiếm ra chém một phát, một đạo kiếm khí trực tiếp chém lên vách tường. Nhưng mà đạo kiếm khí này không chém đứt được vách tường, chỉ để lại một vết kiếm. Kiên cố quá! Dương Diệp có chút khiếp sợ, tuy hắn không dùng hết toàn lực, nhưng điều này cũng đủ để chứng minh sự khủng bố của cung điện này. Sau khi bổ mấy, vẫn không thể phá hủy được cung điện. Không chỉ như vậy, vết kiếm lúc trước cũng đã khôi phục toàn bộ. Bảo bối. Bảo bối tốt. Mắt Dương Diệp và Tiểu Bạch đều sáng lên, đặc biệt là Dương Diệp, dựa theo suy đoán của hắn, e là đến 10 vị thánh nhân cũng không làm gì được cung điện này. Dương Diệp và Tiểu Bạch nhìn nhau, cuối cùng, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Tiền bối, nếu ngươi không ngại thì cho ta mang cung điện này đi nhé. Ừ, ta giúp các ngươi bảo tồn thôi, sau này gặp các ngươi rồi sẽ trả lại. Các ngươi yên tâm, Dương Diệp ta rất giữ chữ tín, nói trả thì nhất định sẽ trả. Không ai đáp lại. Dương Diệp nói. Ừ, im lặng có nghĩa là đồng ý, vậy ta thu lại nhé. Nói xong, tay phải hắn vung lên, cả tòa cung điện trực tiếp bị hắn thu vào trong Hồng Mông Tháp. Sau đó Dương Diệp lại ôm Tiểu Bạch bước đi. Đi rất nhanh. Ở Dương Diệp đi không lâu. Một giọng nam đột nhiên vang lên. Nhân loại đều vô sỉ như vậy sao? Dương Diệp ôm Tiểu Bạch ra khỏi đen vô tận, hắn đang muốn nói với đạo tổ một tiếng thì phát hiện không liên hệ được với đạo tổ. Sao lại thế này? Dương Diệp cau mày. Có chút không ổn. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó thân hình run lên, biến mất. Dương Diệp tiến vào trong tinh không, có điều rất nhanh, hắn liền ngừng lại. Hắn vỗ Tiểu Bạch trong lòng. Sau đó nói, đi vào bên trong đi. Tiểu Bạch cọ cọ vào cằm Dương Diệp sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Xuất hiện đi. Dương Diệp vừa dứt lời, bốn phía Dương Diệp đột nhiên xuất hiện 20 người, toàn bộ là thánh nhân. 20 vị thánh nhân. Mà đối diện Dương Diệp, người cầm đầu không phải ai khác, chính là Thiên Quân. Thêm Thiên Quân, tổng cộng có 21 vị thánh nhân. Không chỉ như vậy, Dương Diệp còn cảm nhận được, ở bốn phía, có một trận pháp này đã khóa chặt tinh không trong phạm vi 10 vạn dặm, ngoài ra, còn có một cỗ thần bí lực lượng tập trung vào hắn. Đạo tổ không ở đây. Hiển nhiên, đạo tổ đã bị cầm chân. Có cường giả cấp bậc lão tổ xuất thủ. Trong nháy mắt, Dương Diệp hiểu rõ được rất nhiều chuyện. Những người này muốn giết hắn. Xa xa, Thiên Quân nhìn Dương Diệp, đang định lên tiếng. Mà đúng lúc này,
Dương Diệp đột nhiên biến mất. Thiên quân biến sắc, đang muốn xuất thủ, nhưng mà lúc này. Bù! Bên phải thiên quân, không biết xuất hiện ở phía sau một vị thánh nhân, mà lúc này, sau lưng thánh nhân có cắm một thanh kiếm. Táng kiếm sát cộng bối thứ sát. Miểu sát thánh nhân. Dương Diệp rút kiếm, một cỗ máu tươi bắn ra, chân phải hắn đá mạnh, thánh nhân trước mặt hắn bị hắn đã cho vỡ tan, máu tươi văng khắp nơi. Dương Diệp quay đầu nhìn lướt qua đám người thiên quân. Tới giết ta à, xem ra ta lâu rồi không giết người, các ngươi đều bắt đầu thả lỏng. Tất cả mọi người không ngờ Dương Diệp đối mặt với dưới tình huống đối mặt với nhiều cường giả thánh nhân như vậy vẫn dám ra tay trước, đồng thời vừa ra tay đã miễu sát một vị thánh nhân. Miểu sát thánh nhân. Tất cả thánh nhân, bao gồm cả thiên quân thần sắc đều có chút khó coi. Một màn này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lúc này, tất cả thánh nhân đã tụ lại, đồng thời đề phòng xung quanh, thực lực của Dương Diệp so với lúc trước không chỉ mạnh hơn một chút. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xách kiếm bước về phía đám người thiên quân. Nợ lúc trước các ngươi đuổi giết ta ta còn chưa tính với các ngươi, hiện tại các ngươi lại tới, một khi đã như vậy, chúng ta hôm nay tính một thể đi. Dứt lời, chân phải Dương Diệp đột nhiên dậm mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Chân trời, hai tay Dương Diệp nắm kiếm đột nhiên bổ về phía đám người thiên quân, ong. Một đạo kiếm khí từ chân trời bắn xuống, mục tiêu chính là đám người thiên quân. Đám người thiên quân tất nhiên không sợ, tay phải thiên quân hơi nâng lên, sau đó vẩy mạnh. Ầm, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đánh lên đạo kiếm khí của Dương Diệp. Hai cỗ lực lượng vừa tiếp xúc liền nổ tung, một cỗ sóng khí bùng nổ, có điều trong nháy mắt bị đám người vừa liên thủ gạt đi. Lúc này, Dương Diệp vẫn ở phía chân trời. Thiên quân nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ta nghĩ ngươi sẽ trốn. Trốn á? Dương Diệp lạnh lùng nói. Trốn cái gì, hôm nay chúng ta kết thúc đi. Thanh âm vừa dứt, cả người Dương Diệp bay thẳng về phía thiên quân. Hai mắt thiên quân híp lại. Ngay sau đó, trong tay hắn xuất hiện một cái thước ngọc rất dài. Thiên xích, chí bảo của thiên tộc. Chân phải thiên quân xoay tròn, trong nháy mắt, cả người hóa thành một luồng ánh sáng trắng bắn lên cao, mà bên cạnh hắn, còn có mấy vị thánh nhân, khí tức của mấy vị thánh nhân này đều cực kỳ cường đại, những người này, đều là tộc trưởng là đến từ các tộc. Còn có 10 thánh nhân chưa xuất thủ, không phải không xuất thủ mà là một nữ tử đã đứng ở trước mặt bọn họ. Nữ tử này chính là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh tay cầm chiến thiên lạnh lùng nhìn 10 vị thánh nhân trước mặt nàng ta, không nói một lời. Mà 10 vị thánh nhân An Nam Tĩnh nhìn thấy An Nam Tĩnh, trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Đối với An Nam Tĩnh, bọn họ tất nhiên đã điều tra qua, người trước mắt này rất có thể chính là võ thần tương lai của Đại Thiên Vũ Trụ. Võ thần? Đó là khái niệm gì? Năm đó Đại Thiên Vũ Trụ cũng từng xuất hiện võ thần. Võ thần đó tương đương với tồn tại vô địch, bởi vậy đối với An Nam Tĩnh, bọn họ tất nhiên không dám có chút lơ là. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên động, dưới cái nhìn chăm chú của 10 vị thánh nhân, An Nam Tĩnh đột nhiên tung người tới trước mặt bọn họ, sau đó chiến thiên trong tay bay thẳng đến một vị thánh nhân. Hai mắt vị thánh nhân này híp lại, lùi về phía sau một bước, sau đó hai tay chậm rãi nâng lên, trong nháy mắt, một cái thuẫn hư ảo xuất hiện trước mặt hắn. Cùng lúc đó, gần 10 cột sáng trực tiếp đánh lên chiến thiên của An Nam Tĩnh. Có điều vẫn không thể ngăn cản được chiến thiên của An Nam Tĩnh, chiến thiên này trực tiếp bay tới trước mặt lão già đó, sau đó thì đâm vào thuẫn hư ảo. Theo một tiếng nổ vang lên, lão già đó trong nháy mắt bị chấn cho bay ra xa nghìn trượng. An Nam Tĩnh cũng không thể thừa thắng xông lên, bởi vì 9 vị thánh nhân còn lại trực tiếp đã vây lấy nàng ta. Lấy một địch 10. Tuy phải đối mặt với 10 vị thánh nhân, khí thế của An Nam Tĩnh không hề thua kém, đối với nàng ta mà nói, chiến đấu càng khó khăn thì càng thú vị. Chân trời, Dương Diệp cũng phải đối mặt với không dưới 10 vị thánh nhân, hơn nữa, trong đó còn có Thiên Quân. Thiên Quân nhìn Dương Diệp cách đó không xa. Dương Diệp, nếu ngươi nguyện ý giao ra linh chủ, hôm nay chúng ta có thể rời đi, đồng thời cam đoan, ngày sau sẽ không tìm ngươi nữa, cũng sẽ không tìm nhân tộc. Bằng không, hôm nay, hai người các ngươi đều phải chết. Bên cạnh thiên quân, một lão già cũng nói. Dương Diệp, chúng ta sẽ không làm tổn thương tới linh chủ, không chỉ như vậy, còn sẽ bảo vệ nàng ta thật tốt. Đối diện, Dương Diệp cười lạnh. Các ngươi nghĩ ta là trẻ con 3 tuổi à?
Đánh đi. Dứt lời, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay về phía đám người thiên quân. Cảnh giới của hắn tuy chưa đạt tới thánh nhân, nhưng nhục thân của hắn đã đạt tới cấp thánh nhân, không chỉ như vậy còn có thiên long hộ thể, bởi vậy, đám người thiên quân trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn. Cứ như vậy, trên trời dưới đất, đánh nhau khí thế ngất trời. Bên trong toàn bộ tinh không tiếng nổ không ngừng vang lên. Mà trong hư không, hai lão già từ xa gườm nhau. Một vị chính là đạo tổ, mà đối diện đạo tổ là một lão già toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, lão già ngồi xếp bằng trên một đóa kim liên trong suốt chói mắt. Lão già này chính là lão tổ của Phật gia. Đạo tổ nhìn Phật tổ, sau đó nói. Sao cứ không chịu tha cho hắn? Phật tổ mỉm cười. Đạo huynh nói sai rồi, là hắn không chịu tha linh chủ. Dương thí chủ đó quá cố chấp, linh chủ là thiên địa sinh ra, không nên bị một người nắm giữ trong tay, ngươi thấy sao? Đạo tổ gật đầu. Nói có lý, nhưng mà, linh chủ tự lựa chọn đi theo hắn. Nếu là tự lựa chọn thì chúng ta không nên can thiệp. Phật tổ lắc đầu. Nếu là bình thường thì thôi. Nhưng mà lúc này, đạo huynh, ngươi chắc minh bạch một vị linh chủ đối với chúng ta có nghĩa là gì? Tuy ta không sợ thời đại mạt pháp đó, nhưng tín đồ của Phật gia ta thì sao? Nói đến đây, hắn nhìn phía dưới, sau đó lại nói. Mục đích của ta rất đơn giản, chỉ cần linh chủ đó, nếu đạo huynh có thể bảo hắn giao linh chủ ra, chúng ta sẽ lập tức rời đi, đồng thời cam đoan không tới tìm hắn nữa. Đạo tổ lắc đầu. Ta sợ là không làm được. Phật tổ gật đầu. Vậy hôm nay mời đạo huynh cùng ta xem diễn, đạo tổ cười cười, sau đó nói. Vậy cùng xem nhé. Nói xong ánh mắt hai người hướng về phía chiến trường bên dưới. Bọn họ tất nhiên sẽ không đánh, hai người bọn họ nếu đánh nhau, đủ khiến cả phiến tinh không này vỡ tan, không chỉ tinh không, ngay cả toàn bộ đại thiên vũ trụ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, hai người đều là cường giả cấp bậc tổ cảnh, không ai có thể giết chết ai, trừ phi bọn họ liều mạng. Phía dưới, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Lúc này, Dương Diệp đã bị áp chế, dưới sự liên thủ của đám người thiên quân, hắn đã hoàn toàn bị áp chế, mỗi một kiếm của hắn đều sẽ bị đám người thiên quân liên thủ ngăn cản, mười mấy người liên thủ với nhau, kiếm khí của Dương Diệp căn bản không tới gần được họ. Mà một kích liên thủ của đám người thiên quân, Dương Diệp lại rất khó chịu. Chênh lệch cảnh giới, chênh lệch nhân số. Dương Diệp hiển nhiên cũng biết điểm này, bởi vậy, hắn sớm đã có chuẩn bị. Đúng lúc này, không gian đột nhiên run rẩy, sau đó chín thánh nhân đột nhiên xuất hiện, cầm đầu chính là Lâm Chấn. Toàn bộ là thánh nhân của nhân tộc. Dương Diệp hắn hiện tại không cô đơn, khi biết thiên quân đám người thiên quân mai phục, hắn đã liên hệ với đám người Lâm Chấn, mà đám người Lâm Chấn cũng không để hắn thất vọng, trong thời gian ngắn đã tới đây. Theo thánh nhân của nhân tộc xuất hiện, chiến đấu ngừng lại. Thiên quân dẫn chúng thánh lui về phía sau gần ngàn trượng. Dương Diệp An Nam Tĩnh trước mặt An Nam Tĩnh, lúc này, sắc mặt An Nam Tĩnh rất tái nhợt, khóe miệng còn dính máu tươi, mà bản thân hắn cũng không khá hơn là bao, toàn thân đều bị thương. Tuy hai người bọn họ yêu nghiệt đến cực điểm, nhưng trước mặt bọn họ là hơn 20 vị thánh nhân, hơn nữa, những thánh nhân này cơ bản không phải là hơi nước. Bọn họ hiện tại, chưa có năng lực lấy một đánh 10. Bọn họ hiện tại, chỉ có thể đối kháng một cách miễn cưỡng. Không sao chứ. Dương Diệp nói khẽ. An Nam Tĩnh lắc đầu. Không sao. Nói xong, nàng ta nhìn 10 vị thánh nhân ở xa xa. Ta vẫn quá yếu. Nghe vậy, sắc mặt của hơn 10 vị thánh nhân đó lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nàng ta vẫn quá yếu. Nói kiểu gì thế, nếu nàng ta yếu, vậy những người bọn họ tính là gì? Dương Diệp cũng có chút nghẹn lời. An Nam Tĩnh này có đôi khi nói chuyện có thể khiến người ta tức chết, nếu nàng ta còn rất yếu, vậy thế giới này vốn không có cường giả. Có thể nói, trừ lão tổ ra, không có kỳ một vị thánh nhân nào dám nói nắm chắc có thể chiến thắng được nàng ta, kể cả Dương Diệp hắn cũng không được. Mà nàng ta không ngờ còn nói mình rất yếu. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía đám người Lâm Chấn ở phía sau, Lâm Chấn nói. Không sao chứ. Dương Diệp nói. Không có gì. Thế thì tốt. Lâm Chấn gật đầu. Hiện tại làm thế nào? Làm thế nào? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía thiên quân nhìn đám người Lâm Chấn. Lúc này, trong lòng hắn đã có ý rút lui. Cũng không phải bọn họ sợ bên Dương Diệp,
mà là hắn muốn dùng cái giá nhỏ nhất để giết Dương Diệp rồi đoạt lấy linh chủ, mà hiện tại nếu đánh nhau, cho dù bọn họ có thể thắng, cũng tuyệt đối là thắng thảm. Nghĩ đến đây, Thiên Quân đã đưa ra quyết định, hắn nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Dương Diệp, linh chủ là bách tộc ta ắt phải có được, nếu ngươi không giao ra, đến lúc đó cả nhân tộc sẽ phải chôn cùng ngươi, ngươi tự nghĩ cho kỹ. Nói xong, hắn dẫn đám người phía sau xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Sao, cứ vậy mà đi à? Thiên Quân dừng bước, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Muốn gì? Dương Diệp cười lạnh, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh lạnh lùng nói. Có thể tái chiến. Khóe miệng Dương Diệp nhếch lên, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Quân. Vậy chiến thôi. Dứt lời, một đạo kiếm quang bắn ra. Cùng lúc đó, một tiếng kiếm vang khiến không gian chung quanh như nứt ra. Tiếp tục chiến. Tiếp tục chiến. Lời nói của Dương Diệp khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Với tình huống trước mắt mà nói, bên Dương Diệp yếu hơn, kết cục tốt nhất là đám người Thiên Quân rời đi, mọi người tạm thời tưởng an vô sự. Nhưng mà, tất cả mọi người không ngờ, Dương Diệp vẫn muốn đánh. Bản thân Dương Diệp cũng biết, bên mình không thể tiêu diệt được đám thánh nhân Thiên Quân, nhưng vẫn phải đánh. Bởi vì hắn muốn khiến thiên tộc cùng với bách tộc hiểu rằng, Dương Diệp hắn và nhân tộc không phải dễ bắt nạt. Đám người Lâm Chấn nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn chọn đi theo Dương Diệp và An Nam Tĩnh xông lên. Nếu không có An Nam Tĩnh và Dương Diệp, hắn tất nhiên không dám chiến, rất đơn giản, thánh nhân nhân tộc căn bản không thể chống lại thánh nhân bách tộc. Có Dương Diệp và An Nam Tĩnh ở đây, vậy thì vẫn vậy sức đánh một trận. Lần này, Dương Diệp và An Nam Tĩnh không tách ra. Hai người xông lên đầu tiên, đám người Thiên Quân cũng không ở do dự, đồng thời xuất thủ. Nếu không tránh khỏi phải đánh một trận, vậy bách tộc cũng không sợ. Chiến trường chia làm hai bộ phận, Dương Diệp và An Nam Tĩnh cùng hơn 10 vị thánh nhân bọn Thiên Quân là một bộ phận khác là đám người Lâm Chấn và cường giả của thánh nhân bách tộc, Dương Diệp và An Nam Tĩnh sóng vai, Dương Diệp nhìn về phía một vị thánh nhân bên phải Thiên Quân. Giết hắn trước, thanh âm vừa dứt, hai người đồng thời biến mất. Ngay sau đó, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện phía sau lão già đó. Bối thứ sát, mà An Nam Tĩnh thì xuất hai kiện ở trước mặt lão già này, chiến thiên trong tay đột nhiên đập xuống. Đám người Thiên Quân tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Dương Diệp và An Nam Tĩnh liên thủ tiêu diệt từng bộ phận, vào khoảnh khắc Dương Diệp và An Nam Tĩnh xuất thủ, Thiên Quân đã chắn trước mặt lão già kia, hai tay đột nhiên hất lên, một cỗ lực lượng cường đại ùa ra, cỗ lực lượng này trực tiếp ngăn cản chiến thiên của An Nam Tĩnh. Mà lúc này mấy vị thánh nhân bên cạnh đồng thời xuất hiện ở bốn phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh trực tiếp bị thánh nhân này liên thủ đánh văng. Mà Dương Diệp cũng không thể miểu sát vị thánh nhân kia, bởi vì cũng có mấy vị thánh nhân cản hắn lại. Kiếm còn chưa hạ xuống, cả người Dương Diệp đã bị mấy cỗ lực lượng cường đại chấn bay, cùng lúc đó hắn cùng với An Nam Tĩnh trong nháy mắt bị hơn 10 đạo khí tức cường đại bao phủ. Cách đó không xa. Tay phải An Nam Tĩnh đột nhiên buông chiến thiên. Tiếp theo tay phải nàng ta cầm tóc đuôi ngựa vòng qua mặt rồi cắn vào miệng. Sau khi xong xuôi, hai mắt An Nam Tĩnh từ từ nhắm lại. Mà mấy vị thánh nhân trước mặt nàng ta, bao gồm cả Thiên Quân, thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Giao thủ mấy lần, bọn họ vẫn kiêng kỵ An Nam Tĩnh hơn Dương Diệp. Nữ nhân trước mắt này bất kể là lúc nào cũng vô cùng lạnh lùng bình tĩnh, phần tâm thái này khiến người ta sợ hãi. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên mở mắt, lúc này, quanh người An Nam Tĩnh xuất hiện lưu quang. Ngay sau đó nàng ta chậm rãi bước về phía đám người Thiên Quân, mỗi một bước của nàng ta đều khiến không gian hư không run lên. Đột nhiên, An Nam Tĩnh ngừng lại, ngay sau đó, hai tay nàng ta chập vào nhau, vỗ về phía trước. Không gian trong phạm vi mấy vạn trượng trực tiếp sụp đổ. Không gian tan vỡ. Một cỗ lực lượng vô cùng cường hãn trực tiếp giống như gió bão thổi quét về phía đám người Thiên Quân. Đám người Thiên Quân biến sắc, không dám lơ là, vội vàng ổn định tâm thần. Thiên Quân bước một bước về phía trước, hai tay vẫy một cái, sau đó đột nhiên chập lại, trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng cường đại xuất hiện kẹp lấy lực lượng của An Nam Tĩnh, ba cỗ lực lượng vừa tiếp xúc, hai cỗ lực lượng của Thiên Quân trực tiếp vỡ tan. Mà lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu đám người Thiên Quân. Nàng ta vươn tay phải ra, sau đó đột nhiên đập xuống dưới. Phía dưới, chúng thánh biến sắc. Mà đúng lúc này,
một đạo kiếm minh đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực. Cỗ lực lượng này cảm nhận được cỗ lực lượng này, chúng thánh sắc mặt đại biến. Lúc trước bọn họ đã đặt tất cả sự chú ý lên trên người An Nam Tĩnh, bỏ qua sự tồn tại của Dương Diệp. Bọn họ lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, bên cạnh còn có một Dương Diệp. Nhưng mà lúc này đã chậm rồi. Cách bên phải thiên quân trăm trượng, Dương Diệp không biết xuất hiện ở phía sau vị thánh nhân kia từ lúc nào, mà kiếm trong tay Dương Diệp đã cắm vào sau lưng thánh nhân đó, kiếm khí cường đại trong nháy mắt đã chấn cho cơ thể thánh nhân đó vỡ nát. Lại một vị thánh nhân vẫn lạc. Nhưng mà vẫn chưa kết thúc, lúc này Dương Diệp đã biến mất. Trong nháy mắt, từng đạo tàn ảnh của Dương Diệp giống như hồ điệp xuyên hoa. Cẩn thận! Thiên quân quát to, đang muốn xuất thủ thì đúng lúc này An Nam Tĩnh đã tới trên đỉnh đầu của hắn. Một chân An Nam Tĩnh dậm xuống, thiên quân không dám lơ là, trong tay xuất hiện thước ngọc, chính là thiên xích. Thiên quân nắm chặt thiên xích, huyền khí trong cơ thể điên cuồng ùa vào trong đó. Hai tay đột nhiên vung lên. Một cột sáng màu trắng phóng lên cao, lực lượng cường đại trực tiếp khiến cho vùng không gian này trở nên hư ảo. Kỳ thật không gian nơi này đã tới bờ vực hủy diệt. Chân trời, khi An Nam Tĩnh đối mặt với thiên quân cũng không dám lơ là, chiến thiên xuất hiện trong tay nàng ta, sau đó, trực tiếp hóa thành một cột sáng bắn xuống. Hai cỗ lực lượng vừa tiếp xúc lại vỡ tan, thiên quân đang muốn xuất thủ, nhưng mà lúc này, hắn đột nhiên quay đầu lại. Ở cách đó không xa lại có một vị thánh nhân ngã xuống. Dương Diệp quay đầu nhìn thiên quân cười gằn, ngay sau đó hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Con người thiên quân co rút lại, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, muốn ra tay với Dương Diệp, mà lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cút ngay! Thiên quân quát to, tiếp theo, một chưởng vỗ về phía An Nam Tĩnh. Sắc mặt An Nam Tĩnh lạnh như băng, nàng ta nắm chiến thiên quăng về phía thiên quân. Chiến thiên phá không mà đi, nháy mắt đã phá tan cỗ lực lượng đó của thiên quân, chiến thiên trực tiếp đi tới trước mặt thiên quân. Mà lúc này thước ngọc đã cản lấy chiến thiên. An Nam Tĩnh và thiên quân đồng thời xuất hiện sau vũ khí của mình. An Nam Tĩnh đá một cước vào chiến thiên. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay thiên quân và thiên xích của hắn. An Nam Tĩnh cũng dừng tay, nàng ta lắc người, tay phải nắm lấy chiến thiên, sau đó cả người xoay tròn. Chiến thiên trong tay bắn thẳng về phía thiên quân. Cùng lúc đó, tay phải An Nam Tĩnh thò về phía trước, sau đó ép lên thiên quân, trên đỉnh đầu một cự trưởng đột nhiên từ tia không gian chui ra, sau đó đột nhiên hạ xuống. Hai mắt thiên quân híp lại, lúc này mới giật nảy mình, khi một mình chống lại nữ tử An Nam Tĩnh này, hắn căn bản không nắm chắc chiến thắng. Thu hồi suy nghĩ, hai mắt thiên quân chậm rãi nhắm lại, sau đó, quanh người hắn xuất hiện ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng tầng tầng khuếch tán ra bốn phía, mà lúc này, chiến thiên của An Nam Tĩnh và bàn tay khổng lồ đã hạ xuống, toàn bộ tinh không chấn động điên cuồng, một số tinh cầu tĩnh mịch cách bọn họ gần nhất đã trực tiếp sụp đổ. Sau 10 hơi thở, hiện trường khôi phục bình thường, thiên quân và An Nam Tĩnh lúc này cách nhau nghìn trượng, khóe miệng thiên quân đã rỉ máu. Hắn căn bản không làm gì được An Nam Tĩnh. Có điều An Nam Tĩnh muốn quang minh chính đại giết chết hắn thì vẫn có chút khó khăn. Dù sao hắn lúc này khi đối mặt với An Nam Tĩnh, toàn bộ tinh thần đều đề phòng. Lúc trước nhân quân là vì quá lơ là, hơn nữa Dương Diệp và An Nam Tĩnh liên thủ mới bị nhất kích tất sát. Mà hắn hiển nhiên sẽ không phạm phải sai lầm của nhân quân. Thiên quân nhìn sang bên cạnh, tim lập tức trầm xuống, bên kia, Dương Diệp đã giết ba vị thánh nhân. Dương Diệp sau khi thi triển ra kiếm vực, những thánh nhân này khi đối mặt với hắn càng thêm hữu tâm vô lực. Hơn nữa Dương Diệp có thánh nhân nhân tộc tương trợ, có thể nói, nếu tiếp tục tình cảnh của bên bọn họ sẽ không ổn. Nghĩ đến đây, thiên quân ngẩng đầu nhìn. Bên trong không gian, hai vị lão nhân ngồi đối diện nhau. Hai người này chính là Đạo Tổ và Phật Tổ. Đạo Tổ mỉm cười. Xem ra lần này các ngươi không thể thành công rồi. Phật Tổ gật đầu. Vẫn có chút khinh địch. Nói xong, hắn nhìn An Nam Tĩnh và Dương Diệp ở phía dưới. Hai tiểu oa nhi này không tồi, đặc biệt là nữ oa đó, cho thêm thời gian, đại thiên vũ trụ ta sẽ xuất hiện một vị võ thần. Nói xong, hắn đứng dậy xoay người rời đi. An Nam Tĩnh vẫn muốn xuất thủ, mà lúc này, 11 nam tử trung niên đầu chọc đột nhiên xuất hiện bốn phía An Nam Tĩnh. Ngay sau đó, một cỗ khí trường vô hình bao phủ bốn phía.
mấy chục trực tiếp đánh về phía An Nam Tĩnh. Tiếng nổ không ngừng vang lên, mà An Nam Tĩnh thì trực tiếp bị đánh ra xa vạn trượng. Ngoài vạn trượng, ngay sau đó vừa dừng lại, một nam tử trung niên trong đó đã vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng nàng ta, sau đó vỗ vào lưng An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh trong nháy mắt lại bay ra ngoài, có điều lần này, không bay quá xa, Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt nàng ta, sau đó ôm lấy nàng ta. Nhưng, lực lượng cường đại đó vẫn tồn tại, cỗ lực lượng này trực tiếp đẩy hắn và An Nam Tĩnh ra xa trăm trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, An Nam Tĩnh trong lòng hắn đã phun máu, mà sau lưng nàng ta, có một đạo hỏa diễm màu vàng đang không ngừng đốt cháy thân thể nàng ta. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, tử khí trong cơ thể điên cuồng ùa vào người An Nam Tĩnh. Cùng lúc đó hắn trợn mắt nhìn về phía xa xa. 11 vị thánh nhân. Không cần nghĩ cũng biết đây là thánh nhân của Phật gia. Phật gia xuất thủ. Lúc này, nam tử đầu chọc cầm đầu đi tới trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Dương thí chủ, luận bàn hôm nay dừng ở đây đi. Dương Diệp giơ tay lên chém ra một kiếm. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt đắp chấn cho nam tử trung niên đó bay ra xa nghìn trượng. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người nam tử trung niên, trong mắt mang theo vẻ dữ tợn. Dừng ở đây à? Không, ta cảm thấy, hiện tại mới vừa bắt đầu thôi. Dứt lời một hạt châu đỏ như máu xuất hiện trước mặt hắn. Hồn huyết châu. Hồn huyết châu có thể đề thăng sát ý của hắn tới cấp thánh nhân. Sau đó, hồn huyết châu trực tiếp nhập vào trán Dương Diệp. Trong phút chốc, toàn bộ tinh không là một mảng màu đỏ. Giết về phía nào, một, sát ý vô tận. Vào lúc này, sát ý của Dương Diệp nháy mắt đã đề thăng tới cực hạn mà hiện tại hắn có thể thừa nhận. Sát ý cấp thánh nhân. Lúc này, toàn bộ không gian trong phạm vi mấy chục vạn dặm đều bị sát ý của hắn bao phủ. Tất cả mọi người bị một màn này khiến cho khiếp sợ. Trong lòng Dương Diệp, An Nam Tĩnh nhíu mày, bởi vì nàng ta cảm giác được Dương Diệp hình như đã không khống chế được bản thân. Nàng ta vươn tay ra nắm lấy tay Dương Diệp, nhưng mà lại nắm trượt. Nàng ta đột nhiên quay đầu, lúc này, Dương Diệp đã ở trước mặt chúng thánh của Phật gia. Lần này Phật gia đến 12 thánh, được gọi là Thập Nhị La Hán, là 12 người vô cùng nổi danh của Phật gia, ngang với đạo môn cửu tử, cầm đầu là A-La Thánh Nhân, cũng chính là cường giả lúc trước đã đánh lén An Nam Tĩnh bị thương. Lúc này, trong mắt A-La cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng. Sa tổ ý nặng như vậy, hắn chưa bao giờ nhìn thấy, cũng chỉ nghe qua thôi. A-La hơi suy nghĩ, sau đó nói. Dương thí chủ, sát ý của ngươi quá nặng, đã bị mất TC âm trí, ta. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên lóe lên. A-La biến sắc, tay phải vỗ mạnh, một Phật quang màu vàng ùa ra. Nhưng mà, đạo Phật quang này trong nháy mắt đã bị đạo kiếm khí đó xé rách. Sau đó... kiếm khí trực tiếp đi tới trước mặt A-La, có điều lúc này, trước mặt A-La lại xuất hiện một hỏa diễm màu vàng, hỏa diễm trực tiếp bao vây đạo kiếm khí của Dương Diệp. Đạo kiếm khí của Dương Diệp trực tiếp bị hỏa diễm này đốt cháy thành hư vô. Nhưng mà lúc này, Dương Diệp lại xuất hiện phía sau A-La. A-La trong lòng rất kinh hãi, thầm nghĩ không ổn, muốn né tránh, nhưng mà lúc này, hai cỗ lực lượng khủng bố đột nhiên đè lên người hắn. Kiếm vực và sát ý. Bị lực lượng song trọng trấn áp, thân thể A-La trực tiếp oằn xuống. Mà lúc này, một thanh kiếm đã trực tiếp cắm vào lưng A-La. Máu tươi từ trước ngực A-La bắn ra, thân thể A-La trực tiếp bị chia làm hai nửa. Máu tươi từ ngũ tạng giải ra, nhưng máu còn chưa rơi xuống đã trực tiếp chui vào trong thân thể Dương Diệp. Lúc này, thần sắc mọi người đều vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Dương Diệp hiện tại toàn thân màu đỏ. Đặc biệt là tóc, giống như từ máu tươi ngưng tụ mà thành, còn cả cặp mắt ấy, trong mắt giống như là một biển máu. Sát ý của bản thân Dương Diệp đã không yếu, hiện tại thêm sự gia trì của hồn huyết châu, sát ý của hắn đã đạt tới cực hạn. Hắn hiện tại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là giết người. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía 11 vị thánh nhân còn lại của Phật gia, 11 người này đã vây lấy hắn, Phật gia cứ như vậy tổn thất một vị thánh nhân. Phật gia tất nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này thực lực của Dương Diệp quả thật đã tăng nhiều, nhưng vậy thì sao? Phật gia sợ gì chứ? Đúng lúc này, chân phải đột nhiên dậm mạnh, toàn bộ không gian tinh không trực tiếp nứt vỡ,
mà ngay sau đó cả người hắn trong nháy mắt đã tới phía sau thánh nhân. Thánh nhân, cẩn thận! Xa xa, Thiên Quân gầm lên, muốn xuất thủ, mà lúc này, chiến thiên phá không mà đến. An Nam Tĩnh đã xuất thủ. Thiên Quân nhìn chằm chằm An Nam Tĩnh. Ngươi cũng biết, hắn giết thánh nhân của Phật gia nhất định sẽ không bỏ qua, đến lúc đó, hắn. An Nam Tĩnh đột nhiên cắt ngang lời Thiên Quân. Nếu hắn muốn giết, vậy cứ để hắn giết cho thỏa. Lúc này, An Nam Tĩnh không nói gì nữa, trực tiếp nắm chiến thiên song về phía đám người Thiên Quân. Mà cách đó không xa, Dương Diệp lại đã giết chết một thánh nhân của Phật gia. Có điều hắn cũng phải trả giá đắt. Toàn bộ thân thể hắn đã nứt toác. Lấy bị thương để đổi lấy một vị thánh nhân vẫn lạc. Tuy rằng bị trọng thương, có điều rất nhanh, thân thể hắn đã khôi phục, dù sao hắn cũng có Hồng Mông Tử Khí. Sau khi miểu sát một vị thánh nhân, Dương Diệp nhìn về phía vị thánh nhân tiếp theo, thánh nhân của Phật gia đó biến sắc, lập tức lui về phía sau chừng nghìn trượng, nhưng mà, Dương Diệp lại vẫn xuất hiện ở phía sau hắn. Trong nháy mắt, chín đạo kim quang đột nhiên đánh vào lưng hắn, có điều trong tay Dương Diệp vẫn cắm vào lưng vị thánh nhân kia. Cả người Dương Diệp trực tiếp bay ra ngoài, mà thánh nhân trước mặt Dương Diệp thân thể lại trực tiếp tách thành hai nửa. Ngoài nghìn trượng, Dương Diệp vừa dừng lại, chín vị thánh nhân Phật gia đã vây tới, sau đó, bốn phía Dương Diệp xuất hiện một quang trận màu vàng, từng luồng ánh sáng vàng trong nháy mắt từ trong quang trận ùa ra, sau đó bao vây Dương Diệp, mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực. Trong chớp mắt kiếm vực xuất hiện, Phật quang chung quanh ngừng lại, giống như ngưng kết. Ong. Một tiếng kiếm minh vang lên, Phật quang màu vàng trong nháy mắt tan thành mây khói. Một đạo kiếm khí màu đỏ phá không mà ra, trực tiếp bổ về phía chín vị thánh nhân của Phật gia còn lại. Chín vị thánh nhân đứng song song, hai tay tạo thành hình chữ thập, sau đó đồng thời xuất trưởng. Đạo kiếm khí của Dương Diệp còn chưa tới gần được chín vị thánh nhân đấp trực tiếp bị đánh tan. Chín người không dừng tay, lại xuất trưởng. Chín trưởng ấn màu vàng bắn tới Dương Diệp. Lực lượng cường đại ẩn chứa trong chín đạo trưởng ấn trực tiếp chấn cho toàn bộ hư không trở nên hư ảo. Đây còn là chín vị thánh nhân liên thủ áp chế, nếu bọn họ không áp chế lực lượng trong trưởng ấn, vào chớp mắt họ xuất thủ, phiến tinh không này e là đã vỡ tan, mà sở dĩ bọn họ áp chế lực lượng, tất nhiên không phải sợ phá hỏng phiến tinh không này, mà là muốn tất cả lực lượng đều toàn bộ tập trung vào trên người Dương Diệp. Sau đó, Dương Diệp liền chịu khổ rồi, chín đạo trưởng ấn còn chưa tới gần hắn, hắn đã cảm thấy thân thể như muốn vỡ ra. Có điều lúc này hắn căn bản không nghĩ nhiều. Hắn hiện tại chỉ muốn giết người. Đơn thuần là muốn giết người. Mà chín đạo trưởng ấn trước mắt này hắn không thể không cố gắng chống đỡ. Àm! Một cỗ sát ý đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp ùa ra. Ngay sau đó, sát ý này trực tiếp đánh về phía chín đạo trưởng ấn. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang đi theo phía sau đạo sát ý này. Bên trong đạo kiếm quang này chính là Dương Diệp, sát ý và đó chín đạo trưởng ấn vừa tiếp xúc, sát ý trong nháy mắt đã vỡ ra. Nhưng đạo kiếm quang đó cũng đã tới, đạo kiếm quang này trực tiếp đánh tan chín đạo trưởng ấn. Trong nháy mắt, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện sau lưng một vị thánh nhân của Phật gia, khi cảm giác được Dương Diệp xuất hiện sau lưng mình, thánh nhân đó trong lòng hoảng hốt, đồng thời trong đầu hiện ra một suy nghĩ. Xong rồi. Quả nhiên, trước ngực đã lòi ra một thanh kiếm. Mà lúc này, mấy đạo trưởng ấn trực tiếp đánh vào lưng Dương Diệp, cả người Dương Diệp lại bay ra ngoài. Vừa dừng lại. Toàn thân đột nhiên bắn ra vô số dòng máu tươi. Tuy nhục thân của hắn là cấp thánh nhân, nhưng cũng không chịu nổi đòn nặng như vậy. Cũng may Hồng Mông Tử Khí đang cuồn cuộn không ngừng chữa trị cho nhục thân của hắn, bằng không hắn đã sớm nát tan rồi. Bên trong hư không, hai lão già vẫn đang giằng co, chính là Đạo Tổ và Phật Tổ. Phật Tổ nhìn xuống phía dưới, sau đó nhìn về phía Đạo Tổ. Đạo huynh, cứ tiếp tục như vậy. Tám vị thánh nhân của Phật gia ta e là sẽ chết thêm mấy vị, mà đồ đệ ngươi mới thu nhận này cũng tiêu đời. Chuyện hôm nay bỏ qua nhé. Vốn hắn đang kiềm chế Đạo Tổ, mà đồ sát Dương Diệp và An Nam Tĩnh bắt đầu đồ sát, lại biến thành Đạo Tổ kiềm chế hắn. Bằng không hắn vừa rồi thánh nhân Dương Diệp xuất thủ miểu sát vị thánh nhân Phật gia đầu tiên đã ra tay ngăn cản rồi. Đạo Tổ mỉm cười. Bỏ qua à, e là không dễ dàng như vậy đâu. Nghe vậy. Phật Tổ nhìn Đạo Tổ, đang định lên tiếng, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía dưới.
mấy vị thánh nhân Phật gia sau khi đánh lui Dương Diệp, lại muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, bảy người thần bí áo đen đột nhiên xuất hiện. Nói một cách chính xác là xuất hiện ở phía sau mấy vị thánh nhân Phật gia, ngay sau đó, từng đạo hàn quang không ngừng lóe lên. Bất ngờ không kịp đề phòng, đầu mấy vị thánh nhân Phật gia trực tiếp bị cắt phăng, mà hiện tại trong sân chỉ còn lại hai vị thánh nhân Phật gia, hai vị thánh nhân này vào lúc chỉ mảnh treo chuông vừa rồi đã thoát được một kích chí mạng đó. Lại có một thế lực xuất hiện. Trong hư không, hai mắt Phật tổ chậm rãi nhắm lại. Thần tộc, đoán chúng rồi. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện, người này chính là Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược nhìn đạo tổ, sau đó ánh mắt chiếu lên người Phật tổ. Xem ra thần tộc ta đã lâu rồi không xuất thủ nên các ngươi đã quên mất chúng ta rồi. Phật tổ nhìn về phía Đinh Thược Dược. Vì sao? Vì sao á? Đinh Thược Dược mỉm cười. Phật tổ, khi ngươi đứng ở bên bách tộc thì đã là kẻ địch của thần tộc ta rồi. Thần tộc tất nhiên sẽ ra tay trả thù. Lúc trước không có cơ hội, nhưng hiện tại, đây chính là một cơ hội tốt, không phải sao? Phật tổ nhìn Đinh Thược Dược, không nói gì. Muốn giết ta à? Đinh Thược Dược cười cười. Cái đó ngươi phải hỏi đạo tổ có đáp ứng hay không? Phật tổ nhìn về phía đạo tổ. Đạo huynh đã hợp tác với thần tộc. Đạo tổ lắc đầu. Không phải, có điều lúc này nếu huynh muốn giết nàng ta không thể không giúp nàng ta. Bằng không đợi tiểu tử tỉnh táo lại, khẳng định xe trách tê ngươi. Phật tổ nhìn hai người, sau đó nói. Lần này, các ngươi thắng. Nói đến đây, hắn đang định nói tiếp thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía tây, sau đó trực tiếp biến mất tại chỗ. Phật giới. Lúc này Phật giới có một vị khách không mời mà đến, một vị nam tử trung niên không tay. Nam tử không tay nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Bắt đầu giết về phía nào đầu tiên đây? Nam tử không tay vứt dứt lời, trước mặt hắn xuất hiện mấy vị thánh nhân. Thánh nhân cầm đầu vừa định lên tiếng thì đúng lúc này nam tử không tay đột nhiên biến mất. Sau đó, đầu của vị thánh nhân Phật gia này đã bay mất. Chân phải nam tử không tay đột nhiên dậm mạnh. Toàn bộ Phật giới rung chuyển, vô số chùa miếu trong nháy mắt hóa thành. Hư vô! Toàn bộ Phật giới khiếp sợ. Ánh mắt của tất cả cường giả Phật gia toàn bộ tập trung về phía nam tử không tay. Nam tử không tay nhìn lướt qua bốn phía, đúng lúc này. Một đóa kim liên xuất hiện trước mặt hắn, trên đó, chính là Phật tổ. Là ngươi, Phật tổ trầm giọng nói. Hắn tất nhiên nhận ra nam tử không tay này, sau khi nam tử không tay xuất hiện, Phật gia đã bắt đầu điều tra. Viện trưởng đương nhiệm của Võ Đế Học Viện. Nam tử không tay đi tới trước mặt Phật tổ. Đường đường là lão tổ của Phật gia, tự mình đi đối phó một vãn bối đại thiện cảnh, ngươi không thấy xấu hổ à? Hắn là người của ngươi à? Phật tổ hỏi. Ai cớ? Nam tử không tay lắc đầu. Cái này không liên quan tới ngươi, hôm nay ta đến là muốn một đáp án của Phật tổ, lão nhân gia người về sau đừng có nhằm vào Dương Diệp nữa được không? Nếu ta nói không thì sao? Phật tổ lạnh lùng nói. Nam tử không tay cười nói. Vậy thì tốt, từ lúc này trở đi, Phật gia chính là kẻ địch của Võ Đế Học Viện. Đồng thời, ta sẽ giết sạch toàn bộ người ở Phật giới của ngươi. Có muốn thử không? Hai mắt Phật tổ híp lại. Uy hiếp ta à? Nam tử không tay gật đầu. Chính là uy hiếp ngươi đấy. Đối mặt với khí thế bức nhân của nam tử không tay, cho dù là tượng đất cũng sẽ bốc hỏa. Đột nhiên, một bàn tay vàng xuất hiện trước mặt nam tử không tay, trong chớp mắt bàn tay này xuất hiện, cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến ảo. Lúc này, hai người đã tới một mảng tinh vực không tên, nhưng mà bàn tay vàng vẫn tồn tại. Không chỉ như vậy, vô số tinh cầu chung quanh cũng vỡ nát không hề có dấu hiệu báo trước. Nam tử không tay mặt không đổi sắc, bước một bước về phía trước, trong nháy mắt, một dòng máu đỏ từ trong người hắn trào ra, tóc nam tử không tay trong nháy mắt đỏ rực, cùng lúc đó hai mắt cũng biến thành màu đỏ đậm. Không phải sát ý, có khác biệt rất lớn với bộ dạng biến hóa vừa rồi của Dương Diệp. Xa xa, hai mắt Phật tổ híp lại. Huyết mạch chi lực. Phật tổ vừa dứt lời. Một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong cơ thể nam tử không tay ùa ra. Nam tử không tay và Phật tổ một lần nữa xuất hiện ở Phật giới, mà lúc này, nam tử không tay mở mắt, trong mắt hắn, hai dòng máu đang bốc cháy, cùng lúc đó toàn bộ Phật giới đều trở nên hư ảo. Trong nháy mắt, người ở Phật giới đều cảm nhận được một cỗ rất lớn rất lớn.
ngươi thắng rồi. Lúc này, Phật Tổ đột nhiên nói. Dứt lời, nam tử không tay khôi phục bình thường. Hắn nhìn Phật Tổ, sau đó nói. Phật gia, trừ ngươi ra, bất kỳ ai cũng có thể nhằm vào hắn, nếu hắn chết thì là hắn yếu. Nhưng, một lão quái vật đã sống vô số năm như ngươi mà nhằm vào hắn, hắn chết thì không phải do hắn kém, mà là ta không ra gì. Một lần cuối cùng, nếu các hạ nhằm vào hắn, ta không làm gì được ngươi, diệt đồ tử đồ tôn của ngươi thì rất dễ dàng. Nói xong xoay người rời đi. Sắc mặt Phật Tổ trầm như nước, hắn tất nhiên không phải sợ nam tử không tay, mà là hắn có quá nhiều vướng bận. Cục diện hiện tại, hắn không muốn cá chết lưới rách với nam tử không tay, thế nên đành lựa chọn thỏa hiệp. Có một số thỏa hiệp là sỉ nhục, nhưng biết làm sao được, không thỏa hiệp thì chính là cá chết lưới rách, tất cả tâm huyết của hắn đều sẽ tiêu tùng. Qua hồi lâu, Phật Tổ quay đầu nhìn về phía chân trời. Đạo huynh, nước cờ của ngươi vẫn cao hơn. Trong một mảng hư không khác, nam tử không tay đi tới trước mặt đạo. Tô! Đạo Tổ nhìn nam tử không tay. Hắn thỏa hiệp rồi à? Nam tử không tay gật đầu. Đạo Tổ mỉm cười. Ngươi và hắn đều rất ưu tú, mà ngươi năm đó kéo ta vào là muốn lợi dụng ta giúp ngươi đối phó người đó à? Không phải ý này, ta đưa tháp đó vào trong cơ thể hắn là muốn tháp che lấp một chút thiên cơ cho hắn, khiến người đó phát hiện muộn một chút, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị phát hiện. Hắn thành công bước vào con đường kiếm đạo. Đồng thời còn gia nhập tông môn do ngươi sáng lập. Ai, thật đau đầu, ta bình sinh không phục ai, nhưng không thể không phục thiên phú của người đó, thiên phú và ngộ tính của đối phương ở trong đại thiên vũ trụ chúng ta, trừ vị hư linh nữ kia ra thì e là không ai bằng được hắn. Thiên phú và ngộ tính của ngươi cũng không hề kém hắn. Chỗ kém duy nhất là ngươi quá nặng tình, nếu ngươi chịu buông bỏ tiểu tử đó và mẫu thân của hắn, với thiên phú và tiềm lực của ngươi, tuyệt không yếu hơn người đó. Người vô tình, rất nhiều lúc là có ưu thế hơn người hữu tình. Vấn đề hiện tại là không chỉ là người đó, còn có một số thực lực loạn thất bát tao nữa, mà người này lại muốn cuốn những thế lực loạn thất bát tao này vào cuộc hòng đả loạn tâm tư của ta. Đặc biệt là U Minh Điện, ta bực lắm, vì sao ngay cả thế lực như U Minh Điện cũng có liên quan tới hắn. Thế lực này có chút đau đầu, còn nữa, thần tộc cũng không đơn giản, cộng với người tiền sử đó nữa. Người đó hiện tại đang ở đâu? Hắn sau khi đánh bại võ đế, phát hiện kiếm đạo của bản thân vẫn còn có chút thiếu sót, sau đó tiến vào trong đường hầm thời không. Hắn hiện tại đang lợi dụng đường hầm thời không để hoàn thiện kiếm đạo vô tình của mình. Võ đế cũng bị đánh bại à? Bọn họ đấu 3 trận, một trận không dùng huyền khí, chỉ đỏ công phu cơ bản. Võ đế bại, trận thứ 2 là so thực lực, võ đế vẫn bại. Kiếm đạo của người đó mặc dù có sơ hở chí mạng, nhưng hỏi cả thế gian này, có ai mà không có sơ hở? Ta biết sơ hở của hắn ở đâu, võ đế cũng biết, nhưng không ai có thể làm gì được sơ hở của hắn. Tuy kiếm đạo của hắn thiếu tình, nhưng bản thân hắn cũng đã vô tình tới cực hạn. Bất kỳ chuyện gì, cho dù chỉ là một chuyện nhỏ, người chỉ cần làm đến cực hạn, đều cực kỳ khủng bố, mà hắn thì đã làm được. Đúng là, hắn hiện tại sau khi đánh bại võ đế, hắn chỉ coi bản thân hắn là đối thủ. Trận đấu thứ 3 họ đọ gì? Đạo Tổ lại hỏi. Nam tử không tay nói. Luận đạo, lần này, võ đế thắng nửa chù. Sở dĩ thắng là vì kiếm đạo của hắn chỗ thiếu hụt, nhưng mà, cũng chẳng có tác dụng gì. Kiếm đạo có chỗ thiếu hụt, nhưng thực lực của hắn thì không có chỗ thiếu hụt. Hắn sẽ làm như vậy à? Rất có khả năng, dù sao hắn hiện tại chỉ còn thiếu một bước. Nếu thành công, cho dù là hư linh nữ năm đó vô địch toàn tinh không vũ trụ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hư linh nữ, nàng này quả thật được tính là một nhân vật. Người có biết nàng ta năm đó vì sao lại vẫn lạc không? Theo ghi chép của võ đế học viện thì nàng ta năm đó đã cường đại tới mức bao trùm cả một mảng vũ trụ này, cho dù là đại thiên vũ trụ hủy diệt trong nháy mắt không làm gì được nàng ta. Nếu là bị người ta giết chết, vậy thì người này không khỏi quá mạnh rồi. Đoạn lịch sử đó là khoảng trống của đại thiên vũ trụ, hư linh tộc từng là bá chủ của đại thiên vũ trụ, ở đại thiên vũ trụ này chắc không thiếu lịch sử. Nhưng, lại là trống rỗng, cho dù ta tiến vào sông dài lịch sử cũng không tìm ra được. Còn ngươi, ở sau lưng làm nhiều chuyện như vậy có đáng không? Nếu không có những vướng bận này, ngươi chắc đã có thành tựu cao hơn, lại càng không bị mất đi hai tay. Nam tử không tay cười nói. Có đáng không à?
Đạo huynh, nếu ngươi không vướng bận đạo môn, với ngộ tính và thực lực của ngươi, e là đã sớm bước một bước cao hơn cả vị nho gia kia rồi. Vì đạo gia mà ngươi phải áp chế cảnh giới của mình, có đáng không? Nghe vậy, đạo tổ mỉm cười. Hắn cùng với nam tử không tay có một khuyết điểm này chính là có vướng bận. Có vướng bận, làm việc sẽ không thật sự tùy tâm sở dục, mà như vậy thì không thể đạt tới cực hạn. Nhưng mà người mà họ nói lại không có vướng bận, đối phương tùy tâm sở dục, cái gì cũng vứt bỏ được. Sau đó, đối phương đã đưa kiếm đạo của mình tới cực hạn. Tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì? Lúc này, đạo tổ đột nhiên nói. Nam tử không tay trầm mặc một lát, sau đó nói. Còn làm gì nữa, tiếp tục kiềm chế người đó, để thằng nhóc kia có thêm thời gian. Về phần thần tộc và U Minh Điện, còn cả bên tiền sử nhất tộc nữa, hiện tại thời đại mạt pháp vẫn chưa thật sự bắt đầu, những người này chắc sẽ không động thủ. Cũng sắp rồi. Đạo tổ nói. Nam tử không tay cúi đầu nhìn, phía dưới, chính là vị trí của Dương Diệp. Trầm mặc hồi lâu, nam tử không tay nói khẽ. Chờ hắn đến tổ cảnh, ta sẽ buông tay. Mẹ hắn chắc là đã chờ ta tới bạc cả tóc rồi. Ta mắc nợ hắn, nhưng càng mắc nợ mẹ hắn nhiều hơn. Nghe vậy, đạo tổ nhíu mày. Có đáng không? Nam tử không tay nói. Biết sao được, ai bảo ta là cha hắn, chứ hắn không phải là cha ta. Bên trong tinh không, đạo tổ nhìn nam tử không tay hồi lâu, sau đó lắc đầu, không nói gì. Nam tử không tay nhìn Dương Diệp ở phía dưới, sau đó xoay người biến mất ở trong ngân hà mờ mịt. Phía dưới, lúc này Dương Diệp đã rơi vào hôn mê, sau khi liên tục giết mấy vị thánh nhân Phật gia, hắn đã đạt tới cực hạn, ngoài ra bản thân hắn cũng bị các thánh của Phật gia đánh gờ mình đầy thương tích. Lúc này thân thể hắn đã không thể chịu nổi. Dương Diệp được An Nam Tinh ôm trong lòng, bên cạnh nàng ta là Đinh Thực Dược, mà ở cách đó không xa là đám người Thiên Quân. Có điều lúc này bên Thiên Quân chỉ còn lại không đến 4 vị thánh nhân. Đại bộ phận đã bị An Nam Tĩnh giết chết, còn một số là bị cường giả thần tộc giết chết. Phật gia rút lui, thần tộc gia nhập, có thể nói là đã khiến cho bách tộc triệt để đại bại. Đinh Thực Dược đi tới bên cạnh An Nam Tĩnh, hắn không sao chứ? An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn Đinh Thực Dược, sau đó lắc đầu. Tử khí đang chữa trị thân thể hắn, không có nguy hiểm tới tính mạng. Đinh Thực Dược gật đầu, sau đó nàng ta quay đầu nhìn về phía Thiên Quân. Muốn linh chủ thế cơ à? Khóe miệng Thiên Quân lộ ra nụ cười châm chọc. Đừng nói với ta là thần tộc ngươi không muốn. Đinh Thực Dược gật đầu. Ngươi nói không sai, thần tộc ta quả thật cũng muốn linh chủ, nhưng, chúng ta sẽ không đi cướp linh chủ vào lúc này. Biết Phật gia vì sao rút đi không? Hai mắt Thiên Quân híp lại, đây cũng là chỗ mà hắn không hiểu. Đinh Thực Dược đi tới trước mặt Thiên Quân. Bách tộc liên thủ, nói thật, các ngươi không có cường giả cấp bậc lão tổ, ở trong mắt một số thế lực chính là một đám hề nhảy nhót. Người ta muốn diệt các ngươi là chuyện một cái búng tay. Nếu ta là ngươi, ta sẽ bất chấp tất cả mọi giá giúp thiên đế, nếu hắn trùng sinh, thiên tộc ngươi có lẽ còn có cơ hội nhỏ nhoi. Bằng không, sau lần này, thiên tộc ngươi sẽ trở thành lịch sử. Thiên đế. Sắc mặt Thiên Quân trầm xuống. Hắn nhìn Dương Diệp và An Nam Tĩnh ở xa xa, sau đó xoay người rời đi. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên đứng lên, nhìn thấy một màn này, Thiên Quân nheo mắt lại, nữ nhân này vẫn muốn động thủ à? Đúng lúc này, Đinh Thực Dược đi tới trước mặt An Nam Tĩnh, khẽ lắc đầu với nàng ta. Vì sao? An Nam Tĩnh nhìn chằm chằm vào Đinh Thực Dược. Đinh Thực Dược nhìn về phía Dương Diệp. Trước tiên chiếu cố cho hắn đi đã, muốn giết hắn không chỉ có bách tộc thôi đâu. Đừng cho người khác cơ hội. An Nam Tĩnh nhìn về phía bên phải, trầm mặc một lát, nàng ta nhìn Thiên Quân. Chờ đó. Nói xong, nàng ta cúi người ôm Dương Diệp lên, sau đó thì xoay người biến mất. Sau khi Dương Diệp biến mất, mùi máu tươi ở chung quanh lập tức bớt đi nhiều. Nhìn thấy một màn này, Thiên Quân cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu An Nam Tĩnh thật sự không muốn dừng tay, tuy hắn không sợ. Nhưng bên cạnh còn có cường giả thần tộc. Hai bên liên thủ, muốn giữ hắn lại là rất có khả năng. Nhưng Đinh Thực Dược vì sao không động thủ? Thiên Quân có chút nghi hoặc, có điều không nghĩ nhiều nữa, dẫn ba người bên cạnh xoay người rời đi. Sau khi Thiên Quân đi, Đinh Thực Dược lạnh lùng nói. Xuất hiện đi. Rất nhanh, một nữ tử mặc váy đen xuất hiện cách Đinh Thực Dược không xa.
Ninh Thược Dược nhìn đối phương, người sau mỉm cười. Vở kịch hôm nay rất phấn khích. U Minh Điện. Ninh Thược Dược nói. Đúng. Các ngươi cũng muốn linh chủ. Ai mà không muốn chứ? Có nắm chắc đối phó được nam tử không tay đó không? Không nắm chắc 10 phần, có điều, đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không nắm chắc cũng phải làm. Thần tộc ngươi không phải cũng vậy sao? Có điều ta rất tò mò, quan hệ của ngươi và Dương Diệp đó dường như không tồi. Đến lúc đó ngươi sẽ đối mặt với hắn như thế nào? Ninh Thược Dược trầm mặc, không nói gì. Nữ tử nói. Vấn đề này đã làm khó đại quân sư ngươi rồi, ha ha. Trong U Minh Điện của ngươi, thập nữ đều là bằng hữu sinh tử của hắn, nếu ngươi muốn đối phó hắn, không sợ thập nữ đó làm phản à. Cho nên, rất đau đầu. Nữ tử đi tới trước mặt Đinh Thực Dược. Không thể không nói, nữ nhân duyên của Dương Diệp đó rất mạnh, đám nha đầu trong U Minh Điện của ta rất hiểu tính tình của họ, Dương Diệp có thể có được sự tán thành của bọn họ, thật sự rất khá. Ninh Thược Dược không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Thần tộc ta và U Minh Điện ngươi thấy thế nào? Tạm thời tường an vô sự, ý của ngươi thế sao? Ninh Thược Dược gật đầu. Được. Nói xong, nàng ta dẫn các thánh nhân phía sau xoay người rời đi. Cho hỏi chuyện này đã. Đúng lúc này, nữ tử đó đột nhiên cười nói. Tộc trưởng Thích Thiên của thần tộc ngươi tỉnh chưa? Nghe vậy, người Ninh Thược Dược hơi khựng lại. Ngươi đoán đi. Khóe miệng nữ tử cong lên, không nói gì. Ninh Thược Dược cũng không nói gì, cùng các thánh đang định bỏ đi thì lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, nơi đó, chính là vị trí của Dương Diệp lúc trước. Nam tử trung niên mặc trường bào màu trắng, dáng người thẳng tắp, có một cỗ khí chất khó có thể hình dung. Nhìn thấy nam tử trung niên này, nữ tử đó nhướng mày, mà ánh mắt Ninh Thược Dược cũng chiếu lên người nam tử trung niên. Trong mắt nàng ta mang theo một tia ngưng trọng. Nam tử trung niên không để ý tới nữ tử và Đinh Thược Dược, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó hơi gật đầu. Rất không tồi, các hạ là. Lúc này nữ tử U Minh Điện đột nhiên nói. Ánh mắt nam tử trung niên chiếu lên người nữ tử đó. Ngươi muốn linh chủ à? Đúng. L yếu đuối, phải tự cường, cho dù thiên địa vỡ nát thì làm sao mà tu ngoại vật. Hai mắt nữ tử híp lại, trong mắt lóe sáng. Lúc này, nam tử trung niên xoay người cởi đi, mà đúng lúc này, tay phải nàng ta đột nhiên vươn về phía trước, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, trong nháy mắt, một bàn tay tỏa ra hắc khí nồng đậm đột nhiên từ phía sau nam TKU trung niên hiện ra, sau đó thì muốn bóp nát đầu nam tử trung niên. Nhưng mà bàn tay màu đen đó còn chưa tới gần nam tử trung niên thì đã biến mất một cách vô thanh vô tức. Nhìn thấy một màn này, con người của nữ tử đột nhiên co rút lại, vội vàng lui mấy người. Sao có thể như vậy được? Ninh Thược Dược ở bên cạnh cũng biến sắc. Nữ nhân trước mắt này là ai? Người khác không biết, nhưng nàng ta đã đoán được. Có thể nói trong phiến thiên địa này, nữ nhân này cũng là một trong những người chí cường, cho dù là mấy vị lão tổ cũng không dám nói là đánh được nàng ta. Mà người trước mắt này, nam tử trung niên nhìn nữ tử đó. Ngươi yếu tới mức ta còn không thèm ra tay. Nói xong, người này biến mất. Nữ tử đó vẻ mặt đờ đẫn. Ở bên cạnh, trong lòng Đinh Thược Dược cũng dậy sóng, tâm tình của nàng ta lúc này khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Khi nam tử trung niên xoay người bước đi đã lập tức tới di tích tiền sử. Chỉ một bước mà thôi. Nam tử trung niên xuất hiện trong đại điện mà Dương Diệp từng có mặt, ở trước mặt hắn không xa vẫn là cỗ quan tài đó. Ngươi là người phương nào? Lúc này, bên trong quan tài đột nhiên truyền ra một đạo âm thanh. Nam tử trung niên đi tới trước cỗ quan tài, sau đó nói. Có chút môn đạo. Đúng lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên từ trong quan tài lướt ra, hư ảnh nhìn xuống nam tử trung niên, mà lúc này tay phải nam tử trung niên đã chậm rãi nắm lại, toàn bộ đại điện đột nhiên trở nên hư ảo. Ngươi! Trong điện truyền ra tiếng hô kinh hãi. Không biết qua bao lâu, nam tử trung niên ra khỏi đại điện, ở trước mặt hắn là con cự thú đó, nam tử trung niên nhìn đối phương một cái, nó lập tức lui về phía sau. Sau đó, nam tử trung niên biến mất. Bên trong đại diện, quan tài đã vỡ vụn. Đạo hư ảnh đó vẫn chằm chằm nhìn về phía nam tử trung niên vừa rời đi. Sao có thể? Đánh một trận ở hố đen vô tận, Dương Diệp và An Nam Tĩnh cùng thành danh. Vào lúc này,
người của Đại Thiên Vũ Trụ đã biết thêm một cái tên, chính là An Nam Tĩnh. Chuyện mà hai người đã làm ra ở Hố Đen Vô Tận có thể nói là gây chấn động cả toàn bộ Đại Thiên Vũ Trụ. Hai người liên thủ, giết hơn 10 vị thánh nhân. Trong đó có mấy vị bị miểu sát. Thực lực, thiên phú cỡ này khiến người ta phải sợ hãi. Mà lần này, thực lực của Bách tộc có thể nói đã bị đả kích nghiêm trọng, tổn thất nhiều thánh nhân như vậy, trong đó còn có mấy vị là tộc trưởng của tộc lớn, tuy không đến mức thương gân động cốt, nhưng đối với Bách tộc mà nói, tổn thất này vẫn khiến cho bọn họ vô cùng đau lòng. Ngoài ra, tổn thất của Phật gia có thể nói là cũng rất lớn, mất mấy vị thánh nhân, hơn nữa đều là cường giả siêu cấp trong Phật gia. Nói tóm lại, lần này, nhân tộc đại thắng, Bách tộc cũng triệt hồi cường giả, nhân giới hiện tại đã hoàn toàn tự do. Đáng để nhắc tới là, Dương Diệp từng là tội nhân của nhân tộc hiện tại đã trở thành anh hùng của nhân tộc. Bởi vì Bách tộc rút cường giả về là nhờ sự cường thế của Dương Diệp và An Nam Tĩnh mà đổi lấy được. Hơn nữa Dương Diệp và An Nam Tĩnh giết chóc trong Hố Đen Vô Tận, không thể không nói đã khiến nhân tộc nở mày nở mặt. Đại Thiên Vũ Trụ hiện tại, còn ai dám khinh nhân tộc? Lâm Nhai Thánh Địa. Dương Diệp nằm trên giường, bên cạnh hắn là An Nam Tĩnh. Dương Diệp hai mắt khép hờ, lúc này, hồng mông tử khí trong cơ thể đang điên cuồng chữa trị thân thể hắn. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, một nam tử trung niên mặc trường bào màu trắng xuất hiện trong phòng. An Nam Tĩnh quay đầu, nam tử trung niên nhìn An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh đang muốn xuất thủ, đột nhiên, một đạo hàn quang kề lên giữa trán nàng ta. An Nam Tĩnh trong lòng kinh hãi, có điều, nàng ta không dừng tay, một cỗ khí thế khủng bố từ trong cơ thể ùa ra, nhưng mà cỗ khí thế này vừa xuất hiện thì đã biến mất vô tung vô ảnh. An Nam Tĩnh vẫn muốn ra tay, lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói. Đừng khẩn trương, ta không có không ác ý, nếu có ác ý thì không ai cản được ta đâu. Thế à? Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên. Ha! Nam tử trung niên quay đầu nhìn, không biết từ khi nào nơi đó đã xuất hiện một tiểu cô nương. Người tới chính là Thiên Tú. Lúc này, Thiên Tú lạnh lùng nhìn nam tử trung niên, vẻ mặt đó hoàn toàn không giống như là một tiểu cô nương. Nhìn Thiên Tú, trong mắt nam tử trung niên hiện lên một tia kinh ngạc, một lát sau, hắn đột nhiên hơi gật đầu. Có chút thú vị. Thiên Tú đi tới bên cạnh Dương Diệp, nhìn Dương Diệp đang nằm trên giường, vẻ mặt lạnh như băng. Thú vị thật, nam tử trung niên nói. Thì ra là thế, nếu vậy thì ta không ngại đợi thêm. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Mà khi hắn đi tới cửa, giống như là nghĩ tới gì đó, lại ngừng lại, sau đó tay phải vẫy nhẹ, không biết thứ gì từ trong cơ thể Dương Diệp bắn ra, chui vào trong ống tay áo hắn. Nam tử trung niên biến mất. An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía Thiên Tú, lúc này, Thiên Tú đã khôi phục bình thường, trong mắt nàng vẫn mang theo vẻ ngỡ ngàng. Thiên Tú nhìn An Nam Tĩnh. Tỷ tỷ. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Mau vào tìm Tiểu Bạch đi. Vâng. Thiên Tú gật đầu, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Trong phòng, An Nam Tĩnh trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Trên giường, thân thể Dương Diệp vẫn đang khôi phục. Theo thời gian từng chút trôi qua, thân thể Dương Diệp đã khôi phục gần xong. Vào ngày thứ ba, Dương Diệp tỉnh lại, có điều, trong mắt hắn vẫn còn màu đỏ. Đó là sát ý. Dương Diệp quay đầu, ở bên cạnh vẫn là An Nam Tĩnh. Tỉnh rồi à? An Nam Tĩnh nói khẽ. Dương Diệp gật đầu. Cảm giác thế nào? An Nam Tĩnh lại hỏi. Dương Diệp cười cười. Ổn rồi. An Nam Tĩnh gật đầu, không nói gì. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, cảm giác trong cơ thể. Lúc này, tuy thương thế của hắn đã khôi phục về cơ bản. Nhưng ngũ tạng và kinh mạch vẫn có chút vấn đề, dù sao hắn lúc đó thân thể đã cạn kiệt một cách nghiêm trọng, bị mấy vị thánh nhân đánh cho trọng thương, nếu đổi là người khác, e là đã sớm chết rồi. Đại nạn không chết. Dương Diệp hít sâu một hơi. Lần này đối mặt với nhiều thánh nhân như vậy, hắn và An Nam Tĩnh vẫn thể sống sót. Không thể không nói, đã là rất may mắn. Đương nhiên, hắn cũng không quên một điểm, đó chính là chuyện lần này đã khiến cho hắn biết được rằng, tuy hắn và An Nam Tĩnh đã có thể miểu sát thánh nhân, nhưng đối với những thế lực đứng đầu của Đại Thiên Vũ Trụ, ví dụ như Phật gia, vẫn có chút không đáng để vào mắt. Đừng nói Phật gia, cho dù là Bách tộc hắn và An Nam Tĩnh cũng không làm gì được đối phương.
Chỉ nhân tộc đã còn có hơn 20 vị thánh nhân, còn lại toàn bộ cộng lại, tuyệt đối vượt xa số lượng này. Nghĩ gì thế? Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Chúng ta cần phải mạnh hơn. An Nam Tĩnh nói khẽ. Đừng nghĩ nhiều, thực lực càng cường đại, người phải tiếp xúc cũng sẽ cường đại hơn, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn thôi, cứ đi rồi sẽ đến. Dương Diệp gật đầu. Đúng vậy. Lúc này, An Nam Tĩnh do dự một thoáng, sau đó nói. Người có biết lai lịch của Thiên Tú không? Sao thế? Dương Diệp hỏi. An Nam Tĩnh lắc đầu. Nàng ta không đơn giản. Dương Diệp cười khổ nói. Ta cũng biết nàng ta không đơn giản, nhà đầu đó rất lợi hại. Đáng tiếc ta cũng không biết nàng ta là ai, đến từ nơi nào. Bất kể là thế nào, nàng ta hiện tại cũng không có ác ý với chúng ta. An Nam Tĩnh gật đầu, sau đó nói. Dưỡng thương xong thì theo ta tới một nơi. Nơi nào? Dương Diệp hỏi. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp. Khỏi đã rồi tính. Chữa thương. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp chủ động lợi dụng hồng mông tử khí để chữa thương cho mình. Lúc trước là hồng mông tử khí tự động chữa trị thân thể hắn, hiệu quả mặc dù tốt nhưng không bằng hắn tự vận dụng. 3 ngày sau, thương thế của Dương Diệp đã khôi phục. Dương Diệp ra khỏi phòng, bên ngoài là An Nam Tĩnh và Lâm Chấn. Lâm Chấn quan sát Dương Diệp, sau đó nói. Không sao chứ. Dương Diệp gật đầu. Lâm Chấn cười nói. Đi theo ta, có một số việc cần ngươi xử lý. Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, người sau nói. Ta chờ ngươi. Dương Diệp cười nói. Được. Dương Diệp đi theo Lâm Chấn tới một đại điện. Lúc này trong đại điện đã tụ tập không ít người, ước chừng hơn 100 người, mà thánh nhân thì có 21 vị. Người còn lại toàn bộ đều là đại thiện cảnh. Đại điện Dương Diệp tiến vào đại điện, ánh mắt mọi người đều hướng về phía hắn. Đại đa số người đều tò mò. Tuy thanh danh của Dương Diệp rất lớn, nhưng người thấy hắn vẫn rất ít. Lâm Chấn nói. Dương Tiểu Huynh, chư vị ở đây đều là đại biểu của thế lực các phương nhân tộc ta, nhân giới từ Đông đến Tây. Từ Nam đến Bắc, phàm là người có sức ảnh hưởng đều đã tới đây. Có thể nói có sự giúp đỡ của chư vị, chúng ta đã thật sự đoàn kết cả nhân tộc lại với nhau rồi. Tất cả thế lực của nhân tộc đều tề tụ. Dương Diệp nhìn mọi người, sau đó ôm quyền. Ta sẽ không tự giới thiệu. Chúng ta trực tiếp đi vào chính đề, ta nghĩ hỏi chư vị một câu, ý đồ đến của chư vị là gì? Lúc này, một lão già đi ra, lão già đi tới trước mặt Dương Diệp, Dương Tiểu Hữu. Ý đồ đến của chúng ta không quan trọng, quan trọng là Dương Tiểu Hữu có cái nhìn thế nào đối với chúng ta và cả nhân tộc. Dương Diệp trầm mặc một thoáng, sau đó nói. Tương lai, nhân tộc sẽ có rất nhiều người phải chết. Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra, trong mắt đều mang theo vẻ khó hiểu. Dương Diệp nói. Thực lực của chư vị không kém, chắc biết thời đại mạt pháp sắp đến. Khi đó, không chỉ nhân tộc ta, bách tộc cũng sẽ có rất nhiều người phải chết. Vậy Dương Tiểu Hữu chuẩn bị làm gì? Lão già đó nói. Dương Diệp cười nói. Còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể cố gắng sống sót thôi. Nói đến đây, hắn nhìn mọi người một cái. Thứ cho nói thẳng, trong lòng chư vị ở đây khẳng định đều có một số tính toán, có điều, nếu chư vị thật sự đoàn kết nhất trí. Ta xin khuyên chư vị một câu, phải bỏ đi tính toán đó. Nếu thời đại mạt pháp đến, chư cố gắng sống sót ra. Tất cả đều sẽ biến thành mây bay. Đương nhiên, chư vị cảm thấy ta đang nói ngoa thì cứ coi như ta chưa nói gì, chư vị muốn làm gì thì cứ làm. Chỉnh hợp tất cả nhân loại. Dương Diệp không hề có ý này, bởi vì như vậy quá mệt mỏi. Lòng người phức tạp, hắn không thích chuyện phức tạp, thích đơn giản thôi. Trong điện trầm mặc, qua hồi lâu, lão già đó nói. Dương Tiểu Hữu, lần này chúng ta tới, chính là hy vọng có thể đoàn kết với nhau. Sau đó vượt qua nguy cơ lần này. Dương Diệp gật đầu. Ý tưởng này được, bởi vì kẻ địch tương lai của chúng ta không chỉ là thời đại mạt pháp, còn có thể là bách tộc, hoặc là thế lực khác. Nếu các ngươi không đoàn kết, là thời đại mạt pháp còn chưa xuất hiện, nhân tộc đã không còn lại được bao nhiêu người rồi. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói. Ta biết ý đồ đến của chư vị, có điều, chư vị muốn gia nhập chúng ta phải tuân thủ một điểm. Vứt bỏ tính toán trong lòng chư vị,
nếu không, chư vị tới thế nào thì về như vậy đi. Trong điện, mọi người nhìn nhau, sự quyết đoán của Dương Diệp có chút vượt quá suy đoán của họ. Qua hồi lâu, lão già đó nói. Chúng ta hợp tác là song thắng. Hợp tác? Khóe miệng Dương Diệp nở một nụ cười. Thứ cho ta nói thẳng, một mình Dương Diệp trời đất bao la thì có chỗ nào là không tới được. Ta sở dĩ ở nhân tộc, không phải là có cảm tình sâu đậm với nhân tộc, mà là lúc Dương Diệp khó khăn, những cường giả của nhân tộc như Lâm Chấn tiền bối đứng ở bên cạnh ta. Không có họ, Dương Diệp ta e là đã bị bách tộc và Phật gia diệt ở hố đen vô tận rồi. Tình này Dương Diệp ta ghi nhớ, nhưng chư vị, ta nghĩ, trong thời gian tiếp theo, đừng nói là cường giả đại thiện cảnh, cho dù là thánh nhân cũng vẫn là yếu ớt. Ở bên cạnh, Lâm Chấn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn muốn nhắc nhở Dương Diệp đừng khí thế bức nhân như vậy, bởi vì ở đây đều là thế lực cao nhất của nhân tộc, có thể nói, nếu Dương Diệp muốn đoàn kết cả nhân tộc thì nhất định phải có sự trợ giúp của những người này. Nếu những người này đều nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của Dương Diệp, có thể nói Dương Diệp sẽ giống như Hiên Viên Đế năm đó, là lãnh tụ chân chính của nhân tộc. Phải biết rằng, cho dù là nhân quân lúc trước, đối phương kinh doanh vô số năm, vẫn không thể thật sự nắm cả nhân tộc trong tay. Điều này đối với Dương Diệp mà nói, là một cơ hội. Mà Dương Diệp có chút có điều, hắn cũng biết, tuy Dương Diệp thoạt nhìn có chút lỗ mãng, nhưng thanh niên này là loại người có đầu óc, có can đảm. Đương nhiên đây không phải là có đôi lúc, mà là rất nhiều lúc. Gan Dương Diệp lớn, tâm cũng lớn. Trong đại điện im lặng im lặng. 4. Những thế lực này chuẩn bị bàn điều kiện gì đó, nhưng hiện tại Dương Diệp nói mấy câu đã khiến bọn họ không biết phải nói gì. Ý tứ của Dương Diệp rất rõ ràng, ta không phải là mong đợi gì ở các ngươi. Bọn họ hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là lựa chọn quay đầu bước đi, hoặc là tiếp tục bàn. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Chư vị cứ từ từ mà nghĩ, nghĩ cho kỹ vào. Có thể nói với Lâm Chấn tiền bối, ta giờ có việc, xin cáo từ trước. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Hắn không muốn để An Nam Tinh phải chờ lâu. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Vào khoảnh khắc Dương Diệp sắp rời khỏi đại điện, lão già lúc trước đột nhiên nói. Dương Tiểu Hữu. Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn về phía lão già đó. Hả? Lão già cười chua chát. Dương Tiểu Hữu có điều kiện gì thì nói đi. Thỏa hiệp. Nghe lão già nói vậy, Lâm Chấn ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, những thế lực này cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó nói. Điều kiện của ta kỳ thật rất đơn giản, chỉ có hai điều, đoàn kết, không được có tư tâm. Ta không muốn chúng ta đối mặt với chiến tranh lại có người ở sau lưng tính kế. Thứ hai, nhân tộc xuất hiện độc đoán, quả thật là bất lợi cho nhân tộc, có điều hiện tại là thời kỳ phi thường, ta cần chư vị phục tùng tuyệt đối. Đương nhiên, chúng ta có thể học theo bách tộc, thành lập một liên minh trưởng lão, có thể chọn 11 người trí cường của nhân tộc nhận trách nhiệm. Khi quyết định nào đó của ta có 6 vị trưởng lão phủ quyết, quyết định của ta có thể trở thành phế thải, thậm chí có thể bãi miễn ta. Lão già đó do dự một thoáng, sau đó đang định nói gì thì Dương Diệp oải nói. Chỉ có hai điều kiện này thôi, ta không chấp nhận cò kè mặc cả. Chua chát cười chua chát, sau đó quay đầu nhìn về phía mấy vị thánh nhân nhân tộc, một lát sau, mấy vị thánh nhân đó đều gật đầu. Lão già quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta đáp ứng. Dương Diệp gật đầu. Tốt, giờ ta sẽ ra mệnh lệnh đầu tiên. Lâm Chấn tiền bối, thông chi cho bách tộc và Phật gia, nói nhân tộc ta hiện tại tuyên chiến với bọn họ. Tuyên chiến? Mọi người ngây ra. Lâm Chấn lắp bắp. Ngươi nghiêm túc chứ? Dương Diệp nhìn Lâm Chấn. Nói với bọn họ, ngày đó ta giết vẫn chưa đủ, giờ muốn giết tiếp. Lâm Chấn. Trong điện lặng ngắt như tờ. Tuyên chiến với bách tộc và Phật gia. Bách tộc và Phật gia là thế lực gì? Có thể nói, đừng nói là Phật gia, chỉ bách tộc thôi đã có thể nghiền ép nhân tộc rồi. Nếu bách tộc không phải lo ngại thần tộc, nhân tộc e là đã sớm bị diệt rồi. Về phần Phật gia, vậy càng không cần phải nói. Họ có tồn tại lão tổ, một vị lão tổ, có thể diệt hết mọi người ở đây rồi. Hiện tại Dương Diệp lại muốn tuyên chiến với Phật gia và bách tộc, cái này thật sự là có chút hành động theo cảm tính. Cho dù là Lâm Chấn cũng cảm thấy Dương Diệp có chút hành động theo cảm tính. Dương Diệp nhìn mọi người một cái, sau đó nói. Chư vị là cảm thấy ta đang hành động theo cảm tính à?
Mọi người trầm mặc, Dương Diệp thấp giọng thở dài. Chư vị, các ngươi có biết nhân tộc ta hiện tại thiếu nhất là cái gì không? Mọi người nhìn về phía Dương Eo Diệp. Quyết đoán. Dương Diệp nói. Nhân tộc ta rất nhiều lúc rất thiếu quyết đoán. Chúng ta vì sao phải sợ Phật gia và Bách Tê Xê Ộc? Không, chúng ta phải khiến bọn họ sợ chúng ta mới đúng. Ta tuyên chiến với họ chính là đang nói với bọn họ, nhân tộc ta không sợ bách tộc, cũng không sợ Phật gia, nếu họ muốn chơi thì nhân tộc ta sẽ phụng bồi tới cùng. Thứ cho ta nói thẳng, nếu chúng ta mang tâm thái đà điểu, vậy thì tiếp theo, Phật gia và bách tộc sẽ cứ nhằm vào chúng ta, đương nhiên, chúng ta tuyên chiến, bọn họ cũng sẽ nhằm vào ta, nhưng, đối với cả nhân tộc mà nói, khí thế là hoàn toàn khác hẳn, bởi vì là chúng ta tuyên chiến với họ trước. Nói đến đây, hắn đi tới trước mặt mọi người. Khí thế, nhân tộc ta hiện tại quá suy sụp, cái chúng ta cần chính là khí thế, loại khí thế dám chiến đấu với bất kỳ một thế lực nào. Đồng thời, đây cũng là ta nói với cả nhân tộc chúng ta không sợ, chúng ta dám đánh, dám xông lên. Thanh âm vừa dứt, trong điện lại im lặng tới kim rơi cũng có thể nghe thấy. Không thể không nói, lời nói của Dương Diệp PCX có chút nhiệt huyết. Như hiện tại trong cả nhân tộc, bao gồm cả bọn họ đều cảm thấy mình không phải là đối thủ của bách tộc và Phật gia, thậm chí có một số người vẫn đang thầm cầu nguyện bách tộc và Phật gia đừng tới tìm nhân tộc gây phiền. Đây là tâm thái gì? Tâm thái đà điểu. Lúc này, Dương Diệp lại cường điệu nói. Chư vị, nhân tộc chúng ta hiện tại cần khí thế, chúng ta phải nói với bách tộc và Phật gia, còn cả những thế lực trong bóng tối nữa. Nhân tộc ta cho dù là yếu hơn họ, nhưng chúng ta vẫn dám đánh với họ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Rời khỏi Dương Diệp đi rồi, trong đại điện vẫn im ắng. Qua hồi lâu, Lâm Chấn đột nhiên nói. Có lẽ, chúng ta thật sự đều già rồi, không còn nhiệt huyết lúc trước nữa. Mọi người trầm mặc. Lâm Chấn nhìn về phía lúc vị lão giả lúc trước. Mục lão, người thấy thế nào? Mục lão trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Hắn nói rất đúng, nhân tộc ta cần một cỗ khí thế như vậy. Cho nên xin Lâm Chấn huynh tuyên chiến đi. Lâm Chấn gật đầu. Vậy thì tuyên chiến. Nhân tộc tuyên chiến với bách tộc và Phật gia. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ đại thiên vũ trụ đều chấn động, mà nhân tộc thì sôi trào, các loại thanh âm xuất hiện, có người nói Dương Diệp dũng cảm, cũng có người nói Dương Diệp ngốc nghếch. Bất kể là thế nào, chuyện nhân tộc tuyên chiến với bách tộc và Phật gia cũng đa thành sự thật. Hành động này của nhân tộc khiến bách tộc có chút thất thố không kịp phòng bị. Bởi vì bọn họ cũng không ngờ, nhân tộc lại dám làm vậy. Nhân tộc chán sống rồi à? Đây là suy nghĩ của vô số người trong bách tộc, nhưng mà, bọn họ lại phát hiện, bách tộc và Phật gia hiện tại thật sự không dám xuất binh đối phó nhân tộc. Không chỉ là do thân tộc, còn có một nguyên nhân, đó chính là nhân tộc có hai người. Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Tuy hai người này đều chỉ là chỉ đại thiện cảnh, nhưng bách tộc cũng không dám khinh thị. Bởi vì bọn họ đã phải trả một cái giá đắt. Này hai người này, trừ phi bách tộc có thể một phát tuyệt sát hai người này ngay, bằng không nếu hai người này trả thù, đừng nói là bách tộc không chịu nổi, cho dù là Phật gia cũng không chịu nổi. Đương nhiên, thua người chứ không thua trận, đối với sự tuyên chiến của nhân tộc, bách tộc cũng đáp lại, đó chính là bắt đầu nhằm vào nhân tộc. Nhân tộc không thể bước vào bất kỳ một tộc nào trong bách tộc, nếu không sẽ giết không cần hỏi. Lâm Nhai Thánh Địa. Đại điện Dương Diệp ra khỏi đại điện, đi tới An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh. Giờ đi đâu? Đi theo ta. An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh xoay người trực tiếp biến mất. Còn ra vẻ thần bí nữa. Dương Diệp lắc đầu, sau đó lập tức đi theo. Trong tinh không, Dương Diệp và An Nam Tĩnh sóng vai mà đi. Một ngày sau, An Nam Tĩnh ngừng lại. Lúc này, nàng ta và Dương Diệp đi tới một tinh cầu, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Không cảm nhận được khí tức của sinh mệnh. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh không nói gì, chỉ dẫn hắn tiếp tục bước về phía trước. Qua hồi lâu, cuối cùng An Nam Tĩnh cũng ngừng lại. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa có một căn nhà cỏ, từ cỏ dại xây thành, không lớn, chỉ ở được một người. Đây là... Dương Diệp hỏi. An Nam Tĩnh vẫn không nói gì, nàng ta đi tới trước căn nhà cỏ đó, Dương Diệp bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi theo. An Nam Tĩnh thi lễ với nhà cỏ, lúc này một tiếng cười to đột nhiên từ bên trong truyền đến. Thực lực của nha đầu lại tiến bộ rồi.
Tiếng cười to vừa dứt, một đại hán trung niên bước ra. Đại hán trung niên mặt đầy râu, trên người mặc một bộ quần áo vải, tuy rất sạch sẽ, nhưng thật sự có chút mộc mạc. Đặt ở trong thế tục, giống như một tiểu phu. Đương nhiên, Dương Diệp không cho rằng đối phương là một tiểu phu, An Nam tính cao ngạo thế nào. Đối phương có thể khiến nàng ta hành lễ, không nghi ngờ gì nữa, người trước mắt này là không tầm thường. Đại hán trung niên đi tới trước mặt An Nam tính, hắn quan sát An Nam tính một thoáng, sau đó gật đầu. Rất không tồi, thiên phú của nha đầu rất mạnh, so với ta năm đó cũng chỉ kém một chút mà thôi. Thần sắc Dương Diệp có chút cổ quái, thiên phú của An Nam tính khủng bố cỡ nào. Thiên phú của đại hán trung niên này năm đó so với An Nam tính thì còn khủng bố hơn. Lúc này, An Nam tính nhìn về phía Dương Diệp. Hắn nói không sai đâu. Dương Diệp. Lúc này, đại hán trung niên nhìn Dương Diệp, quan sát một lúc, hắn lắc đầu. So với nha đầu thì thiên phú của ngươi kém quá xa. Dương Diệp mặt tối sầm, đại hán trung niên lại nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 151.